Thi Lùi Lùi đem linh khí vận chuyển tới dưới chân, khinh công bị nàng dùng đến cực đến mới có hạnh tránh thoát tang thi ma chảo, tuy rằng không bị bắt lấy, nhưng tang thi kia thật dài móng tay vẫn là cho nàng trên người lại tạo mấy chỗ thương. Tang thi không bắt lấy như là khó chịu bộ dáng giống lớn một tiếng, đúng là lúc này Thi Lùi Lùi xem chuẩn thời cơ, một cái quay người mạnh mẽ thanh đao chém vào tang thi trên cổ, vốn dĩ lấy tốc độ hình tang thi cũng liền tốc độ nhanh lên thân thể không có như vậy ngạch, nào biết này đao chém vào trên cổ tạp ở xương cốt. Tang thi tốc độ thực mau, Thi Lùi Lùi không có thể một lần đem tang thi đầu chém, cho nên kia tang thi không chết nó thân tới tay đem tay nàng cơ hồ muốn bắt thật, Thi Lùi Lùi mặc kệ kia thật dài móng tay đã cắm vào cánh tay của nàng, một chân đá văng ra tang thi, dùng sức một xả, kéo ra tang thi tay, cũng thanh đao cầm trở về. Nhưng là cánh tay cũng bị thương, cánh tay thượng vài đạo thật dài huyết tuyến biểu ra tới, đau thực, nhưng hiện tại nàng cũng quản không được nhiều như vậy, tang thi cổ bị chém một nửa, nửa bên trên cổ treo toàn bộ đầu. Nàng cắn răng thừa dịp này một đá làm tang thi lảo đảo một bước, xem chuẩn cổ, dùng lớn nhất đại sức lực một đao chặt bỏ đi. Thi Lùi Lùi thở hổn hển nhìn tang thi đầu rơi xuống đất, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là mặt sau một đoàn tang thi liền phải vây lại đây, nàng cũng không có thời gian đào này nhị giai tang thi tinh hạch, đành phải đem tang thi toàn bộ đầu thu được trong không gian, nhanh chóng vận khởi khinh công xoay người liền chạy. Không có nhị giai tang thi đuổi theo, nàng thực mau liền ném xuống một đoàn tang thi. Nhưng là trên người đau làm nàng phi thường khó chịu, hơn nữa thân thể càng ngày càng nhiệt, như là bị lửa đốt giống nhau. Bị nhị giai tang thi chảo thương, có khả năng sẽ bị cảm nhiễm, tuy rằng nàng là người tu chân nhưng cũng không biết có thể hay không cảm nhiễm, không dám đại ý, tùy tiện tìm một gian mở ra môn cửa hàng đi vào, nhanh chóng giải quyết cửa hàng mấy cái tang thi liền lóe tiến không gian xem xét một miệng vết thương. Trên tay miệng vết thương nhiều nhất, có vài chỗ, đều là từng đạo như là bị đao cắt quá vết thương. Phía sau lưng cũng có vài đạo. Hơn nữa kia miệng vết thương huyết có biến thành đen sắc dấu hiệu, Thi Lùi Lùi trong lòng có điểm sợ sẽ cảm nhiễm, nàng biết người thường bị tang thi chảo thương cảm nhiễm xác suất là 80%. Mà dị năng giả xác suất bị bình thường tang thi chảo thương lại là 50%, nhưng là nếu bị cao hơn dị năng giả nhất giai hoặc nhị giai tang thi chảo thương sẽ có 90% xác suất sẽ cảm nhiễm. Không biết nàng thân là người tu chân xác suất sẽ là nhiều ít, nàng trong lòng không đế. Tuy rằng vừa rồi nàng có thể gặp được nhị giai tang thi khi trước tiên liền tiến không gian, nhưng là nàng không có tiến là bởi vì không nghĩ quá mức ỷ lại không gian, không gian là cái thực tốt phụ trợ bảo vật, nhưng là lại không phải cá nhân thực lực, muốn cá nhân cường đại vẫn là muốn dựa tự thân thực lực tương đối hảo. Nàng phía sau lưng miệng vết thương chính mình có điểm khó xử lý, cảm giác được chính mình trên người càng ngày càng nhiệt, nghĩ nghĩ Thi Lùi Lùi đem quần áo toàn thoát đến băng trong hồ xúc rửa miệng vết thương. Nước đá một chạm được miệng vết thương một trận nóng rát đau truyền đến toàn thân. Theo sau đó là rét lạnh đến xương hàn ý cũng tùy theo mà đến. Một hồi nhiệt một hồi lạnh làm nàng thân thể phi thường khó chịu, trong lòng tuy rằng sợ hãi sẽ bị cảm nhiễm, nhưng là vẫn là cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Nội coi thân thể trạng huống, kinh mạch cùng đan điền đều không có sự, chính là gần miệng vết thương mạch máu lại có một cổ màu tím đen năng lượng cắn nuốt tế bào. Hơn nữa cắn nuốt tốc độ phi thường mau. Xem tốc độ này không cần phải mấy cái giờ liền có thể đem toàn bộ thân thể tế bào toàn cắn nuốt rớt. Nàng phao băng trong hồ thủy một hồi lâu, cũng chưa thấy được này băng nước ao đối này tang thi độc hữu hiệu, ngược lại làm thân thể càng ngày càng khó chịu. Cái này làm cho Thi Lùi Lùi phi thường bực bội, thử vận linh khí đến miệng vết thương. Lấy linh khí tới chống cự những cái đó màu tím đen năng lượng, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, cơ hồ là chống cự không được. Lại còn có làm thân thể càng đau. Nhị giai tang thi độc thật sự là quá lịch hại, nếu là bình thường tang thi chảo thương nói khả năng này đó linh khí còn có thể đem những cái đó độc bức ra đi. Còn có cái gì biện pháp, nàng trong lòng sốt ruột, rất sợ sẽ biến thành tang thi, không biết làm sao bây giờ hảo, dùng linh tuyền thủy. Nhớ tới Thi Chính Thiên mà thế tới khi té xỉu là dùng quá linh tuyền thủy, chỉ là không biết vì cái gì sẽ trở nên càng nghiêm trọng, nhưng nàng tưởng thử một lần, dù sao hiện tại cũng không có cách nào, nàng còn không nghĩ biến thành tang thi. Liền ngựa chết coi như ngựa sống chảy chữa đi, hơn nữa nàng cũng muốn biết vì cái gì lúc trước nhi tử uống linh tuyền thủy khi trở nên càng nghiêm trọng. Nàng gian nan đi ra băng trì, tìm cái ly trang một ly độ dày tương đối cao linh tuyền uống lên đi xuống, linh tuyền mới vừa uống xong đi nàng liền cảm thấy toàn thân đau đến càng lịch hại, nhịn không được trên mặt đất lăn lộn, miệng vết thương thượng huyết đã biến thành tím đen sắc, huyết vẫn luôn ở lưu làm nàng càng ngày càng suy yếu, bất quá vẫn là cắn răng nhịn đau nội coi thân thể trạng huống. Nhìn màu tím đen năng lượng cùng linh tuyền linh khí hai cổ năng lượng ở xung đột cùng cắn nuốt, mỗi một lần xung đột cắn nuốt đau đều làm nàng khó có thể chịu đựng, hơn nữa nàng nhìn cũng không có bao lớn hiệu quả, sẽ chỉ làm thân thể càng đau,
qua một hồi lâu cũng không thấy linh tuyền lực lượng đem màu tím đen năng lượng thối lui. Này làm sao bây giờ hảo? Thi Lùi Lùi đau xúc thành một đoàn, nàng còn không muốn chết, không nghĩ biến tang thi, sớm biết rằng liền không khoe khoang tài cán đi đối hố nhị giai tang thi, rõ ràng liền có không gian có thể trốn vì cái gì không tiến. Đây là không biết tự lượng sức mình sao? Ha ha, Thi Lùi Lùi nhịn không được tự giễu một chút, tự cho là đúng người tu chân mạt thế có tới không té xỉu liền cho rằng những cái đó tang thi độc đối tự mình vô dụng sao? Tự mình vẫn là tự đại. Nàng vô thần đôi mắt nhìn chằm chằm xám xịt không trung, có sự tới nay cảm thấy tuyệt vọng, thực không cam lòng a, nàng còn không có nhìn Thi Chính Thiên lớn lên, còn không có đấu đảo cái kia đuổi giết chính mình Vương Hương Vân đâu. Hơn nữa chính mình sau khi chết cái này không gian thần vật sẽ rớt ra tới bị người nhặt đi, tốt như vậy dùng đồ vật chính mình dùng quá như thế nào cam tâm bị người khác nhặt đi. Cũng không biết nàng sau khi chết Thi Chính Thiên vận mệnh sẽ thế nào, có thể hay không cùng trong tiểu thuyết giống nhau bị người tra tấn đến chết. Nghĩ vậy chút nàng liền càng không muốn chết, không được, không thể chết được, nghĩ nàng cũng mặc kệ, dùng cuối cùng một tia thần thức tuấn di đến phòng cất chứa. Nàng bái ở đan dược hố thượng nhìn mặt trên linh đan, nàng nhớ rõ lúc ấy Thi Chính Thiên té xỉu khi là dùng quá một viên tụ thần đan sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đáng tiếc kia linh đan chỉ có một viên, liền không biết này đan dược hố còn có hay không khác đan dược có thể đối này tang thi độc hữu dụng. Độc có biện pháp nào có thể giải này tang thi độc đâu. Nàng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đan hố đan bình, đương đôi mắt đảo qua trong đó một cái đan bình thượng nhãn khi, Thi Lùi Lùi đau đến giữ tợn ngũ quan thượng ánh mắt kia đặc biệt lược. Nàng tốc độ thân tay đem kia đan bình cầm lấy, gắt gao nắm trong tay, như là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Giải độc đan, nhìn trên nhãn tự, Thi Lùi Lùi có điểm ảo não như thế nào không sớm một chút nghĩ đến, tang thi độc cũng là độc, tuy rằng không biết này đan dược có hay không dùng. Nhưng tóm lại thử qua mới biết được. Nàng nhanh chóng đảo ra một viên há mồm liền ăn. Này đan dược không giống khác đan dược một cổ thanh hương, mà như là khổ dược giống nhau khổ, hy vọng này đan dược hữu dụng. Nội coi nhìn thân thể trạng huống, nguyên bản vẫn luôn ở xung đột cùng cắn nuốt tím đen năng lượng ở ăn xong đan dược sau không bao lâu liền bắt đầu lùi bước. Chậm rãi dược hiệu khởi hiệu đem kia tím đen năng lượng bước lui, Thì Lùi Lùi thấy này đan dược hữu hiệu, trong lòng đại hỉ, nhìn kia tím đen năng lượng từ miệng vết thương rời khỏi. Không bao lâu nàng mở mắt ra xem miệng vết thương huyết biến thành màu đỏ tươi nàng mới yên lòng. Bất quá miệng vết thương còn chảy huyết nàng tìm ra hồi xuân đan bột phấn tới rơi tại cánh tay thượng, rồi sau đó bối nàng chiếu gương đảo một hơn phân nửa hồi xuân đan phấn miệng vết thương mới có thể rơi tại miệng vết thương. Cảm giác trên người nhiệt lượng chậm rãi giáng xuống, đã không có nguyên lai cái loại này đau, miệng vết thương cũng hồi phục nguyên dạng một chút cũng xem không được dấu vết, nàng thật cao hứng. Không nghĩ tới này đan dược thật sự hữu dụng, ha ha. Về sau nàng cũng không sợ bị tang thi bắt được. Chính mình lại nhiều hạng nhất bảo đảm. Cũng không biết này đan dược đối người khác có hay không người. Chính mình một cái tu chân đều cùng người khác thể chất rốt cuộc có chút không cần. Bất quá hiện tại có này đan dược nàng không bao giờ sợ tang thi độc. Đánh tang thi càng có thể phóng đến khai chút. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy hưng phấn. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời này tiền nhân kim câu thật đúng là không tồi. Bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh lại. Này đan dược nàng vẫn là phải cẩn thận điểm dùng. Nếu không lại sẽ đưa tới người khác liếc du. Tại đây đại hỉ đại bi dưới tình huống Thi Lùi Lùi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn không ngừng thu thập vật tư cùng hôm nay thương làm nàng đổ máu quá nhiều cho nên rất là mỏi mệt. Đã thật lâu không có ngủ quá giấc. Nàng phía trước không phải dùng ngủ thời gian tới học tập trận pháp, chính là dùng tu luyện tới thay thế ngủ. Hiện tại nàng đặc muốn ngủ một giấc, cho nên ở trong không gian hảo thật thật tại tại ngủ một giấc. Một giấc này một ngủ chính là một ngày thời gian. Mà bên ngoài là một giờ, nghĩ Thi Chính Thiên còn ở trong nhà chờ nàng, nàng quan sát một chút chung quanh không ai sau liền ra không gian bay nhanh Thi Khinh Công chạy về tiểu khu. Lúc này trong tiểu khu Thi Chính Thiên đang đứng ở bên cửa sổ nhìn tiểu khu đại môn, từng chiếc khí xe xử tiến tiểu khu, như vậy nhiều xe ít nhất có 100-200 người nhiều, mà từ trên xe xuống dưới người, đại đa số đều là người thanh niên, bọn họ trên người đều có không ít vết máu, đều là có năng lực sát tang thi người, này đội ngũ người rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hẳn là tưởng ở trong tiểu khu qua đêm. Thi Chính Thiên nhìn thoáng qua sắc trời, thiên lập tức liền phải đen. Hôm nay đã là ngày thứ ba, này ba ngày tuy rằng lo lắng mụ mụ, nhưng là hắn vẫn là nghe mụ mụ nói vẫn luôn nỗ lực ở tu luyện. Mụ mụ nói qua nhiều nhất ba ngày liền sẽ trở về, chính là hiện tại thiên đều mau đen còn không có nhìn thấy mụ mụ. Nhìn lâu phía dưới người tất cả đều vào hắn nơi trong tòa nhà này, hắn trong lòng có điểm bực bội. Trong tiểu khu như vậy nhiều đống lâu cố tình bọn họ liền vào này đống. Không bao lâu hắn liền nghe được hành lang ầm ĩ thanh âm, lúc sau chính là nhà mình đại môn bị người dùng chân ở đá,
phanh phanh phanh, bên ngoài người cũng không nói lời nào liền vẫn luôn đang đập cửa, hơn nữa vẫn là vài người. Phía trước bởi vì khóa cửa là hư cho nên hắn ở trước cửa đôi không ít đồ vật đương môn, hiện tại lập tức tưởng đá văng ra có điểm khó, bất quá xem này giá thức bọn họ thị phi muốn mở ra cửa này. Thì chính thiên sợ bọn họ giữ cửa đá hư nói hắn liền không tốt ở này trong phòng chờ mụ mụ cho nên hắn la lớn, bên trong có người, các ngươi không cần đá. Bên ngoài mấy nam nhân nghe được có người thanh hơn nữa vẫn là cái non nớt tiểu hài tử, trong đó một người nam nhân nói, thật sự có người, các ngươi mấy cái mau đi xuống cùng đội trưởng nói một chút. Hắn chỉ vào ở phía trước lý vệ trụ kia phòng ở mấy người nói. Mấy người cũng không có ý kiến thực mau liền đi xuống thông chi đội trưởng, mà lưu tại lầu ba còn có hai người. Tiểu pháo, này trong phòng mặt khẳng định còn có không ít đồ ăn, bên trong người sợ chúng ta đi vào đoạt mới không mở cửa, chúng ta nhanh lên đá văng ra môn, đợi lát nữa đội trưởng tới cũng hảo biểu hiện một chút. Lão quỷ cao chỉ nói, kêu tiểu pháo nghe xong cười nói gật gật đầu, trên chân lực đạo lớn hơn nữa đá môn. Thi chính thiên vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ dừng lại, nào nghĩ đến bọn họ còn đá, hắn vừa mới dùng tinh thần dị năng cũng thấy được bên ngoài tình huống, cũng nghe tới rồi này nam nhân nói, trong lòng một trận tức giận, hừ muốn đồ ăn, ta len sợi đều không cho các ngươi lưu. Nghĩ hắn ở này đó người còn không có vào cửa trước liền đem sở hữu có thể ăn đều thu được không gian vòng tay, mà A Tinh A Phúc cũng cho hắn thu tới tay vòng đi, tuy rằng bọn họ hai chỉ cùng nhân loại không có bao lớn phân biệt. Nhưng là nếu cẩn thận điểm quan sát bọn họ nói sẽ cảm thấy bọn họ không thích hợp, cái này đội ngũ nhiều người như vậy, khẳng định có lịch làm hại người ở, hắn vẫn là cẩn thận một chút hảo. Mới vừa đem hai con rối thu hồi tới môn đã bị người đẩy ra, thì chính thiên đến đại sảnh tức giận nhìn chằm chằm hai người. Nha, vẫn là cái tiểu quỷ đầu A, hiện tại thời buổi này bất tử thật đúng là may mắn A, đúng không lão quỷ kia tiểu pháo nhìn đến thì chính thiên từ trong phòng ra tới liền nói. Lão quỷ cũng thấy được thi chính thiên hắn gật gật đầu cũng là như vậy cho rằng, mà thế tới sau tiểu hài tử cùng lão nhân có thể sinh tồn xuống dưới rất ít. Đây đều là bởi vì lão nhân cùng tiểu hài tử chống cự tương đối kém mới có thể như vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi một người tại đây. Lão quỷ vào cửa biên hỏi biên quan sát một chút này trong phòng, nhìn thấy phòng bếp cũng không đợi thi chính thiên trả lời liền tiến trong phòng bếp tìm tòi lên. Không phải, ta còn có mụ mụ, trong nhà không có ăn, mụ mụ đi ra ngoài tìm ăn. Thúc thúc là tới cấp chúng ta đưa ăn sao? Thi chính thiên nhìn chằm chằm tiểu pháo dùng đáng thương hề hề ngữ khi nói. Hừ, cho các ngươi đưa ăn, chúng ta còn tìm ăn đâu, ngươi nhưng thật ra tưởng bở. Hắn đối thi chính thiên trang đáng thương miễn dịch, mà thế đáng thương người nhiều đi. Lão quỷ trong phòng nhìn một lần là không có tìm được có thể ăn nghe xong thi chính thiên nói cũng tin, vậy ngươi mụ mụ khi nào trở về? Hắn lời này mới vừa nói xong, cửa chỗ liền tới người. Tiến vào chính là nhị nam một nữ. Lão quỷ cùng tiểu pháo thấy người tới lập tức cung kính kêu, đội trưởng. Nếu thi Luy Luy hiện tại ở nói nhất định nhận ra này ba người, đúng là nàng ở 24 giờ sĩ nhiều trong tiệm nhìn thấy không gian tam huynh muội. Thân hình cao lớn, mặt chữ điền nghịch ngợm ngăm đen Lý Hùng vào nhà hướng về lão quỷ gật gật đầu. Hắn thấy được thi chính thiên liền làm hai người ở cửa thủ, mặt khác hai người đều nhìn thi chính thiên bọn họ lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, bọn họ ánh mắt đều hiện lên kinh hỉ. Mà Lý Yến còn đặc biệt cao hứng nói, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì a, mụ mụ ngươi đâu? Lý Yến lớn lên viên mặt nhưng ngũ quan là cái loại này điểm mỹ hình, nàng cười thực ôn nhu thoạt nhìn thực dễ thân, mà trong mắt kinh hỉ lại còn không có thu hồi đi. Thi chính thiên đế một chút đầu trong mắt tối sầm lại, hắn không có xem nhẹ quá này ba người trong mắt kinh hỉ, tự biết mụ mụ bị người đuổi giết khởi hắn liền dùng quá không ít tên, tuy rằng này mấy người không biết có thể hay không là đuổi giết người. Nhưng là bọn họ giống như đã nhận thức hắn. Cho nên hắn nghĩ nghĩ cũng không cần khác danh, hắn ngẩng đầu dùng thiên chân biểu tình nói, mụ mụ kêu ta mỗi ngày. Mụ mụ đi tìm ăn, đại thẩm, các ngươi là tới cấp ta đưa ăn sao? Lý Yến vốn dĩ hỏi qua thì chính thiên sau liền vẫn luôn đánh giá này trong phòng, xem có thể hay không tìm được kia nữ nhân, nhưng nghe đến đại thẩm hai chữ trên mặt nàng cứng đờ, điểm mỹ dễ thân tươi cười cũng một tiết. Vốn dĩ tưởng phát hỏa tới, nhưng hồi tưởng khởi, mỗi ngày, hai chữ sau nàng có điểm nghiến răng nghiến lợi nói ân. Một hồi chúng ta đưa ăn tới cấp ngươi, bất quá ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ ta mới cho ngươi nga, đúng rồi, ngươi ba ba đâu? Nàng nói ánh mắt nhìn thoáng qua đứng ở mặt sau nhị ca Lý Bá, ý bảo hắn lại đây. Lý Bá diện mạo cùng Lý Hùng một chút cũng không giống, hoàn toàn hai cái dạng, hắn dáng người thon dài, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng là thanh tú tuấn tú hình, hắn thấy được muội muội ý bảo cũng dùng dễ thân tươi cười đi tới dùng ôn nhu ngữ khi nói, đúng vậy, mỗi ngày ngươi ba ba đâu? Nói cũng đã tới rồi thì chính thiên trước mặt. Mụ mụ nói ta không có ba ba.
Thi Chính Thiên phía dưới đầu trong mắt hiện lên ảm đạm. Đúng vậy, hắn là không có ba ba hài tử, hắn cũng muốn cái ba ba, cũng tưởng được đến ba ba yêu thương, cho nên phía trước nghe được có người nói là chính mình ba ba khi mới có trong nháy mắt tưởng thật sự. Thật là đáng thương hài tử. Lý Ba nói tưởng thân tay đi ấn Thi Chính Thiên hai vai bàng, nhưng Thi Chính Thiên như là dọa đến giống nhau lui về phía sau hai bước, lúc sau còn dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Lý Bá. Mỗi ngày không cần sợ, ta kêu Lý Bá, về sau coi như người ba ba được không, ta thực lịch làm hại Nga, bên ngoài những cái đó tang thi ta có thể sát rất nhiều cái Nga, ta đương người ba ba liền sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương, hơn nữa ngươi theo ba ba sau, sẽ có rất nhiều ăn ngon Nga. Lý Bá nhỏ giọng ôn nhu hống nói. Hắn không thể tưởng được ở chỗ này gặp được Thi Chính Thiên. Mà thế trước bọn họ một ít tiểu gia tộc liền thu được vương gia phát tới tin tức chính là muốn truy nã đổi giết một cái kêu Thi Luy Luy nữ nhân, nếu có thể bắt sống vương gia càng sẽ cho ra không ít chỗ tốt, này tin tức vương gia một phát ra không cần phải nói vương gia cấp chỗ tốt rồi, chính là vì lấy lòng vương gia liền có không ít người đi làm, lại còn có thuyết minh liền tính là mà thế tới có thể tìm được người hoặc là biết Thi Luy Luy tin tức đều có chỗ lợi. Đây là gờ thì một ít cùng vương gia quan hệ không tồi tiểu gia tộc đều thu được tin tức. Nhưng hắn bởi vì muội muội Lý Yến cùng vương gia thương yêu nhất nữ nhi Vương Hương Vân là khuê mật. Mà hắn lại là bởi vì từ nhỏ thích Vương Hương Vân, cho nên vẫn luôn đều ở thân cận Vương Hương Vân, hiện tại bọn họ cũng coi như là bạn tốt, bất quá bởi vì hai nhà thế lực kém quá lớn, Vương Hương Vân cũng không có thường liên hệ hắn giống nhau đều là liên hệ muội muội, mà hắn tuy rằng tưởng thân cận Vương Hương Vân khá vậy không nghĩ làm Vương Hương Vân phiền chán hắn, cho nên cũng không có thường thông điện thoại. Liền ở mặt thế trước nhận được Vương Hương Vân tới điện thoại hắn thật cao hứng, nàng nói cho hắn, nàng thực thích Thi Chính Thiên tưởng nhận hắn vì nhi tử, nhưng là có Thi Luy Luy này tự mình mẫu thân còn sống, làm nàng cảm thấy Thi Luy Luy thực chướng mắt. Hơn nữa Thi Luy Luy giống như cũng làm chuyện gì làm Vương Hương Vân cảm thấy thực phẫn nộ. Vương gia nhân tài muốn giết kia Thi Luy Luy, trò chuyện khi nàng trong lúc vô ý nói Thi Chính Thiên cùng Mục gia còn có quan hệ, cho nên hắn mới nghĩ nếu làm hắn gặp Thi Chính Thiên. Hắn liền muốn cho Thi Chính Thiên nhận hắn làm ba ba, cứ như vậy không những có thể thảo Vương Hương Vân niềm vui, đồng thời nếu Thi Chính Thiên cùng Mục gia có quan hệ nói nhận hắn làm nhi tử cũng có cơ hội có thể leo lên Mục gia này cây đại thụ. Thi Chính Thiên ảnh chụp bọn họ ở mặt thế trước cũng đã gặp qua, hắn chặt chẽ ghi tạc trong đầu, mặt thế trước bọn họ cũng đi tìm, nhưng vẫn luôn đều không có bọn họ mẫu tử tin tức, liền ở ngày hôm qua hắn còn cùng huynh muội thương lượng nếu là gặp Thi Chính Thiên thì tốt rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Thật là trời cũng giúp ta. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy có điểm hưng phấn. Thi Chính Thiên nghe Lý Bá lời này phía dưới đầu che giấu trong mắt bắn ra lửa giận. Hừ, Lý Bá, trả lại ngươi ba đâu. Thật đương hắn là ba tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lừa đâu. Hắn không biết này mấy người hống hắn làm cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn này mấy người không có hảo ý. Đối phương người quá nhiều. Hắn một người không đối phó được. Vẫn là muốn tiếp tục chu toàn A. Hy vọng mụ mụ nhanh lên trở về. Nhẫn hạ tâm lửa giận nâng lên đầu nhỏ chớp chớp xinh đẹp ánh mắt dùng thiên chân ngữ khí trả lời, chính là mụ mụ nói qua ba ba là mụ mụ lão công, ngươi lại không phải mụ mụ lão công, ta sao lại có thể nhận ngươi làm ba ba đâu. Hơn nữa mụ mụ còn nói quá sẽ cho ta tìm cái hảo ba ba. Ha ha, mỗi ngày ngoan, chưa kêu ba ba, thực mau ta chính là mụ mụ ngươi lão công Nga. Lại đây ba ba này, ba ba sẽ bảo hộ ngươi cùng mụ mụ ngươi, tới tin tưởng ba ba. Hừ. Tiểu hài tử chính là phiền toái, kia Thi Luy Luy hắn đã cho là nàng là người chết rồi, bất quá muốn sát Thi Luy Luy vẫn là không thể làm Thi Chính Thiên biết mới được. Lại còn có muốn hống hắn, Lý Bá trong lòng tuy rằng thực không kiên nhẫn. Nhưng trên mặt vẫn là làm đủ công phu, trên mặt mang theo dễ thân mỉm cười vươn tay tới ý bảo Thi Chính Thiên lại đây. Thi Chính Thiên sao có thể sẽ kêu một cái người xa lạ kêu ba ba, tuy rằng hắn còn không có gặp qua ba ba, nhưng ở hắn trong đầu vô số lần ảo tưởng qua ba ba hình tượng. Ở trong lòng hắn ba ba là rất cao lớn uy mãnh, anh tư táp sảng là cái mỹ nam, Lý Bá này nhược kê dạng, thật sự là kém quá nhiều. Thi Chính Thiên đứng ở tại chỗ không động thủ ôm bụng, nhân hắn đang đợi Thi Luy Luy cũng không ăn cơm chiều bụng thực đúng lúc vang lên, lộc cộc thanh âm, trên mặt cũng là làm bộ thẹn thùng nhìn thoáng qua Lý Bá, nhược nhược nói ta đói bụng, mỗi ngày ngoan, kêu ba ba liền cho ngươi ăn ngon, tới làm ba ba ôm một cái. Nói liền đứng lên chuẩn bị tiến lên đi ôm Thi Chính Thiên. Các ngươi đang làm gì, mỗi ngày, lại đây. Tiểu bố trở lại tiểu khu khi liền nhìn đến một đại bài xe liền biết trong tiểu khu tới rất nhiều người. Nàng nghĩ đến Thi Luy Luy cô nhi quả phụ, còn có nàng kia xinh đẹp khuôn mặt. Sợ này đội người cùng Thi Luy Luy phát sinh xung đột. Nếu là như vậy Thi Luy Luy một người sợ là ứng phó không được những người này.
cho nên nàng nghĩ nghĩ liền nhanh chóng liền chạy đến lầu 3. Vừa thấy đến Ti Lui Lui cửa mở, hơn nữa cửa còn thủ vài người, Tiểu Bố trong chớp mắt liền đem vài người gõ vựng. Vào cửa khi nhìn đến Ti Chính Thiên còn hào hào, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa vặn nàng nghe được Lý Bá làm Ti Chính Thiên kêu hắn ba ba khi trong lòng một trận khinh thường. Kiếp trước nàng là biết Ti Chính Thiên ba ba là của ai, Hoa Quốc đệ nhất dị năng giả, đệ nhất đại căn cứ người lãnh đạo, này Lý Bá cũng xứng đương Ti Chính Thiên ba ba. Thật là không biết cái gọi là Tiểu Bố tỷ tỷ. Ti Chính Thiên nhìn thấy là Tiểu Bố phi thường cao hứng nhanh chóng chạy tới, tuy rằng Tiểu Bố cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng tương đối tới nói ở Tiểu Bố bên người so ở này đó người xa lạ nơi đó an toàn nhiều. Ngươi là ai? Lý Bá vốn tưởng rằng là Ti Lui Lui đã trở lại, nhưng nghe đến Ti Chính Thiên kêu tỷ tỷ liền muốn hỏi một chút, nhưng này ai tự còn không có nói ra, cửa chỗ một nữ nhân thở phì phò xuất hiện. Mỗi ngày, ngươi không sao chứ? Ti Lui Lui trở lại tiểu khu khi nhìn đến nhiều người như vậy cũng là sợ Ti Chính Thiên xảy ra chuyện, đến lầu ba cửa khi nhìn thấy có hai cái nam nhân ngã vào cửa chỗ biết trong nhà khẳng định là đã xảy ra chuyện, tim đập sắp nhảy ra tới giống nhau liền sợ Ti Chính Thiên ra cái gì ngoài ý muốn. Ta không có việc gì mụ mụ, Ti Chính Thiên nói liền chạy đến Ti Lui Lui trước mặt thân ra đôi tay ý bảo ôm hắn, một bị bế lên, hắn liền đem mặt chôn ở Ti Lui Lui cổ chỗ người Ti Lui Lui độc đáo hương vị, mụ mụ không có việc gì hắn cuối cùng là đem tâm buông xuống. Ti Lui Lui dùng tay chân an vỗ nhẹ Ti Chính Thiên bối, ôm thật Ti Chính Thiên biết hắn không có việc gì nàng trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm này ba người, vừa vào cửa khi nàng liền nhận ra đây là ở sĩ nhiều trong tiệm nhìn đến không gian tam huynh muội, chỉ là không nghĩ tới buổi sáng mới thấy qua, hiện tại nhanh như vậy lại gặp được, kia nữ nhân có thể là có cái vô hạn không gian người đâu, nàng như thế nào sẽ quên. Các ngươi muốn làm cái gì? Ti Lui Lui cảnh giác hỏi. Hai vị ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta không có muốn đả thương mỗi ngày ý tứ, vừa mới mỗi ngày nói đói bụng, ta còn chuẩn bị lấy ra ăn cho hắn ăn đâu. Lý Bá trong lòng có điểm ảo não, thiếu chút nữa liền có thể hống đến Ti Chính Thiên kêu hắn ba ba, hắn trong lòng như vậy nghĩ nhưng trắng nõn tuấn tú trên mặt vẫn là mang theo hơi hơi tươi cười, nhìn thực thân cận, làm người thực dễ dàng liền tin tưởng hắn theo như lời nói. Đúng vậy, chúng ta đang chuẩn bị lấy đồ vật cấp mỗi ngày ăn đâu. Lý Yến biểu tình vô tội nhìn Ti Lui Lui. Tiếp theo lại phẫn nộ trách cứ tiếp tục nói, ngươi là liền mỗi ngày mụ mụ. Ngươi như thế nào ác độc như vậy vứt bỏ mỗi ngày một người ở chỗ này, mỗi ngày như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào bỏ được làm mỗi ngày một người ở chỗ này. Lời này nói Ti Lui Lui như là phạm vào tội ác tày trời sự giống nhau. Liền ác độc hai chữ đều ra tới, Ti Lui Lui cũng biết đem Ti Chính Thiên lưu lại nơi này thực không đối cũng thực không yên tâm, nhưng nếu là đem Ti Chính Thiên đưa tới nội thành kia sẽ càng nguy hiểm. Nàng trong không gian tuy rằng góp nhặt chút vật tư, nhưng cũng không nhiều, có như vậy nhiều vật tư không đi hồi tâm cũng không cam lòng, cho nên mới nhường Ti Chính Thiên lưu lại nơi này. Nhưng liền tính nàng có sai cũng không tới phiên bị người cái này xa lạ nữ nhân nói nàng ác độc a. Không đợi nàng ra tiếng biện giải, Lý Hùng kia hùng hậu thanh âm liền ra tới, đúng vậy. Hài tử còn như vậy tiểu, lưu lại nơi này thực không an toàn. Nói hắn lại nhìn về phía Ti Chính Thiên lại nói, mỗi ngày về sau đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Ti Chính Thiên cõng bọn họ không có đáp lại, trong lòng lại là vô ngữ, như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm tam huynh muội. Ti Lui Lui sắc mặt có điểm khó coi, này quan bọn họ chuyện gì? Nói giống như Ti Chính Thiên mới là bọn họ nhi tử giống nhau, mà nàng đảo như là bị người của trách bảo mẫu. Tiểu Bố nhìn ba người diễn xuất, trong mắt hiện lên hận ý, này ba người rõ ràng là muốn dùng chỉ trích tới che giấu muốn Ti Chính Thiên nhận Lý Bá vì ba ba, lại nói đến như vậy đương nhiên. Thật đúng là cùng nàng kiếp trước nhận thức bọn họ giống nhau, không có biến. Ngượng ngùng, ta muội muội nói được khó nghe điểm, Yến Nhi từ nhỏ bị chiều hư. Các ngươi đừng đặt ở trong lòng nàng cũng là thấy hài tử đáng thương, Lý Bá trên mặt tuy rằng là ngượng ngùng cười theo, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là chỉ trích Ti Lui Lui không xứng chức, không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Không bằng ta tới giới thiệu một chút đi. Hắn nhất nhất chỉ vào tiếp tục nói, ta kêu Lý Bá, muội muội Lý Yến, đây là ca ca ta Lý Hùng. Cũng là này nhóm này đội ngũ đội trưởng, các ngươi hai nữ nhân hơn nữa một cái tiểu hài tử sẽ thực không an toàn, ngày mai lúc đi đi theo chúng ta đi thôi. Kỳ thật Lý Bá cũng không tưởng cùng bọn họ khách khí như vậy. Nhưng là vừa mới hắn ngắm tới rồi cửa ngầm ngã xuống vài người, liền vẫn là khách khí điểm. Một nữ nhân không tiếng động phóng đảo mấy cái đại nam nhân vẫn là có điểm bản lĩnh. Lý Hùng, Lý Bá, Lý Yến, thì Lui Lui nghe thế ba cái tên có điểm chín, thực mau liền nghĩ tới này mấy người là ai. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp nữ xứng trong sách nhân vật, hơn nữa vẫn là nước tương thêm nữ xứng.
Lý Hùng cùng Lý Bá là nữ xứng trong sách nước tương. Mà Lý Yến còn lại là nữ xứng, ở văn bọn họ đều là Vương Hương Vân chân chó, này huynh đệ hai người mặt thế sau thành lập một cái tiểu căn cứ. Lý Hùng tham luyến Vương gia cấp quyền thế dựa vào Vương gia, Lý Bá nhân khi còn nhỏ gặp qua một mặt Vương Hương Vân sau liền yêu Vương Hương Vân, chẳng sợ sau lại biết Vương Hương Vân yêu nam chủ sau vẫn là đối Vương Hương Vân si tâm không thay đổi, bất quá bọn họ ở nữ xứng văn chỉ có đơn giản giới thiệu quá mà thôi. Mà Lý Yến còn lại là Vương Hương Vân khuê mật đồng dạng cũng là nam chủ kẻ ái mộ, nàng biết Vương Hương Vân đối nam chủ có nhất định phải được tư thế, cũng biết Vương Hương Vân tính cách, cho nên vẫn luôn đi theo Vương Hương Vân bên người, thật cẩn thận ái nam chủ, vì chính là có thể ly nam chủ gần một chút hy vọng có thể nhiều xem nam chủ vài lần. Bất quá cuối cùng Lý Yến ở nữ xưng văn hố trước vẫn là đã chết, Vương Hương Vân phát hiện Lý Yến đối nam chủ ái, trong lòng sợ nàng muốn tới đoạt, vừa lúc khi đó thi chính thiên nháo tính tình muốn ra căn cứ. Lý Yến cũng muốn học Vương Hương Vân lấy lòng Thi Chính Thiên tới tiếp cận nam chủ, liền gạt người khác mang theo Thi Chính Thiên ra căn cứ. Hảo xảo bất xảo Vương Hương Vân phát hiện Lý Yến động tác, vừa lúc thừa dịp Lý Yến đem Thi Chính Thiên mang ra căn cứ khi, Vương Hương Vân liền đem Thi Chính Thiên bắt lại, thuận tiện đem Lý Yến ném đến tang thi trong đàn thẳng đến nhìn Lý Yến chết đến không thể càng chết. Cuối cùng Vương Hương Vân trở lại căn cứ còn xử kế hãm hại là Lý Yến trói đi Thi Chính Thiên, cũng để cho người khác tưởng Lý Yến nhân thâm ái nam chủ. Chịu đựng không được tự mình âu yếm nam nhân cùng người khác sinh kết tinh mới trói đi rồi Thi Chính Thiên. Lý Yến ở mọi người của trách hạ, nàng chết, mọi người đều chỉ cảm thấy chết có xa cô, còn không có người phát hiện này hết thảy đều là Vương Hương Vân thiết kế, đây cũng là Thi Luy Luy nhớ rõ Lý Yến nguyên nhân. Thi Luy Luy vốn dĩ không có biết bọn họ tên thời điểm, còn nghĩ có lẽ có thể đi theo này đội ngũ cùng nhau đi, rốt cuộc này đội ngũ người nhiều, thực lực cũng không kém, so với bọn hắn mẫu tử hai cái chỉ cần lên đường sẽ an toàn điểm. Nhưng là hiện tại nghe được bọn họ tên đều không cần suy nghĩ, nàng còn hận không thể nhanh lên rời đi bọn họ, sao có thể sẽ cùng bọn họ cùng nhau đi. Bọn họ hiện tại nhưng đều là Vương Hương Vân chân chó tới, nói không chừng bọn họ cũng là có Vương Hương Vân phân phó muốn sát chính mình cùng chào Thi Chính Thiên, ngẫm lại nàng lại có chút nghĩ mà sợ, nếu là chính mình không biết không nhớ kỹ này mấy người thân phận, kia rất có thể liền sẽ cùng bọn họ đi, này còn không phải là vào ổ sói. Bất quá hiện tại nếu không đáp ứng cùng bọn họ đi nói, sẽ có làm người có điều hoài nghi, cho nên làm bộ suy xét một chút mới trả lời ân, hảo đi, ngày mai chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi, các ngươi kêu ta kêu tiểu thi thì tốt rồi, nói nàng lại chỉ một chút tiêu bố nói, vị này chính là tiểu bố. Nói xong còn xoay một chút đầu ở người khác nhìn không tới địa phương hướng tiêu bố chớp chớp mắt. Ý bảo nàng không cần ra tiếng, làm cho bọn họ cho rằng tiêu bố cũng là đồng ý, kỳ thật nàng là không có quyền lực giúp tiêu bố làm chủ. Lý Bá cũng không nghĩ tới Thi Luy Luy bọn họ sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc mục đích của hắn cho rằng Thi Luy Luy không có khả năng biết, hơn nữa hai nữ nhân mang một cái tiểu hài tử không đi theo bọn họ này đại đội ngũ đi, thật sự là không thể nào nói nổi, cho nên cũng thực yên tâm cũng không có muốn trói lại mấy người bọn họ. Hắn vừa lòng mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, ta nhìn bầu trời thiên sắp đói là, nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi. Không chờ Thi Luy Luy trả lời tiêu bố liền lạnh lùng nói, không cần. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài đã tìm điểm đồ ăn. Một hồi chúng ta ba người cùng nhau ăn là được. Vậy được rồi, chúng ta liền ở lầu 2, có việc các ngươi có thể tìm chúng ta liền không quấy rầy. Lý Bá nói liền phải mang hai người rời đi. Lý Yến đi lên còn cùng Thi Chính Thiên nói vài câu, Thi Chính Thiên không lý nàng. Nhìn bọn họ bóng dáng rốt cuộc rời đi Thi Luy Luy thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn tiêu bố liếc mắt một cái, phát hiện nàng nhìn này ba người bóng dáng trong mắt hận ý còn không kịp thu hồi tới. Thi Luy Luy trong lòng hoài nghi tiêu bố là trọng sinh giả sự càng tin tưởng vài phần, này tam huynh muội thực rõ ràng không quen biết tiêu bố, mà tiêu bố lại đối bọn họ có hận ý, đây là vì cái gì? Các ngươi thu thập một chút đồ vật đến ta bên kia trụ đi. Tiêu bố nhìn trong lâu hiện tại đều là người, Thi Luy Luy bên này khóa cửa lại hỏng rồi, bọn họ lưu tại này trong phòng không phải thực an toàn. Ân, người đi trước, ta một hồi liền tới. Thi Luy Luy đem Thi Chính Thiên buông xuống nói. Tiêu bố chỉ là gật gật đầu liền đến cách vách đi. Đám người toàn đi xong Thi Chính Thiên mới nhỏ giọng nói, mụ mụ, vừa rồi ngươi không ở khi cái kia Lý Bá hống ta. Làm ta kêu hắn làm ba ba đâu, hơn nữa bọn họ mới vừa nhìn đến ta khi giống như nhận thức ta giống nhau. Phi, kêu hắn ba ba, kia không phải để cho người khác hiểu lầm cho rằng nàng là hắn lão bà. Chẳng lẽ Lý Bá nhận Thi Chính Thiên vì nhi tử, chính là vì để cho người khác cho rằng nàng là hắn lão bà. Đây là cái gì mục đích, Lý Bá nếu như bị người khác hiểu lầm là chính mình lão công, kia hắn sẽ không sợ Vương Hương Vân cũng sẽ hiểu lầm sao. Thì Luy Luy không biết đây là Vương Hương Vân ra chủ ý.
vẫn là này Lý Bá tự mình tưởng chủ ý, nàng nghĩ không ra bọn họ mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Cũng không nhiều lắm suy nghĩ, muốn nói Lý Bá vì Thảo Vương Hương Vân niềm vui thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm, có lẽ đây cũng là Vương Hương Vân phân phó làm như vậy. Hắn như vậy nghe Vương Hương Vân nói chỉ sợ hiện tại hắn còn không biết Vương Hương Vân là vì làm nam chủ nữ nhân, mới muốn sát chính mình cùng Trảo Thi Chính Thiên đi. Hơn nữa hiện tại Vương Hương Vân là xuyên qua tới, cũng không phải hắn cái kia từ nhỏ liền thích Vương Hương Vân, bất quá liền tính hắn đã biết hẳn là cũng là si tâm không thay đổi, nữ xứng văn chính là như vậy. Hiện tại tình huống này xem ra Vương Hương Vân là liền Thi Chính Thiên ảnh chụp đều làm cho bọn họ nhìn, hơn nữa không cần tưởng cũng biết bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Đến nỗi Thi Chính Thiên bọn họ hiện tại khả năng sẽ không giết, nếu không cũng sẽ không hống hắn, xem ra Vương Hương Vân vẫn là muốn lợi dụng Thi Chính Thiên đi tiếp cận nam chủ. Thi Lùi Lùi nghĩ liền cùng Thi Chính Thiên nói, những người này đều là không có hảo ý, mỗi ngày, về sau ai làm ngươi kêu ba ba ngươi đều không cần để ý đến hắn, nếu là ngươi có thể đánh thắng được liền trực tiếp tấu hắn. Thi Chính Thiên điểm một chút tiểu đầu, Thi Lùi Lùi tiếp tục nói, mau thu thập một chút đến tiêu bố kia, một hồi chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này. Nơi này là ngốc không nổi nữa, bọn họ quá nhiều người nếu là ít người nói nàng còn có thể giống phía trước đối Lý Hải Anh như vậy đối bọn họ. Chính là Lý Bá này đội ngũ có 1-200 người, không ít vẫn là vô tội cùng Vương Hương Vân cũng không có quan hệ, mà thế vốn dĩ Hoa Quốc liền đã chết như vậy nhiều người, nàng kia dược người thường chúng sẽ chết khả năng tính quá lớn, người tu tiên vẫn là không cần tạo nghiệt quá nhiều, còn hảo gờ thì vật tư đã thu thập đến không sai biệt lắm đảo sẽ không luyến tiếc đi. Hai người thực mau liền thu thập thứ tốt đến tiêu bố trong phòng, đại môn một quan thượng, Thi Lùi Lùi nhìn thấy tiêu bố liền nói, Lý Bá bọn họ đối chúng ta không có hảo ý, chờ cơm nước xong chúng ta liền chuẩn bị rời đi, bất quá vừa rồi ở hành lang khi ta cảm giác được này lầu ba thủ không ít người, hẳn là Lý Bá sợ ta đào tẩu cho nên phái người tới trông giữ ta, người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau đi thôi, tiêu bố lãnh đạm nói, cũng không hỏi nhiều. Mà lầu hai Lý Bá nơi này tam huynh muội chính đóng cửa lại ở trong phòng nhỏ giọng bí mật thương lượng muốn như thế nào sát Thi Lùi Lùi, còn muốn như thế nào hống Thi Chính Thiên nhận Lý Bá vì ba ba. Ca, ngươi làm như vậy có thể hay không không hảo a, Vân tỷ tỷ nếu là đã biết sẽ tức giận. Lý Yến tuy rằng cũng cảm thấy làm ca ca nhận Thi Chính Thiên làm nhi tử thực hảo, nhưng trong lòng lại lo lắng Vương Hương Vân đã biết sẽ sinh khí. Yên tâm đi, Vân nhi nếu là hỏi khi, ta liền nói Thi Chính Thiên phi thường khó hống. Bị bất đắc dĩ đành phải nhận hắn làm nhi tử, hắn mới có thể nghe lời điểm là được, chỉ cần các ngươi hai cái không nói, người khác sẽ không biết. Lý Bá tự tin nói, Lý Hùng nhận đồng gật gật đầu, so với có thể cùng Vương gia càng thân cận, lại có cơ hội leo lên mục gia cây đại thụ kia, mạo điểm hiểm cũng là đáng giá, hắn hùng hậu lại vang dội thanh âm đột nhiên ép tới đế đế nói, kia Thi Lùi Lùi cùng cái kia tiểu bố như thế nào giải quyết, muốn sát Thi Lùi Lùi cũng không thể làm Thi Chính Thiên biết là chúng ta giết. Ba người đồng thời trầm mặc một hồi, thực mau Lý Bá đạo, cái này hẳn là không khó, chỉ cần đem Thi Chính Thiên mê choáng là được, chúng ta liền đem Thi Lùi Lùi cùng cái kia tiểu bố giết, chờ hắn tỉnh lại chúng ta liền nói thẳng trong tiểu khu vào tang thi, hai người bọn nàng bất hạnh bị tang thi ăn, đến lúc đó thương tâm Thi Chính Thiên tin tưởng cũng sẽ dễ dàng hống điểm. Đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong liền cùng nhau đi lên cùng bọn họ nói có tang thi vào tiểu khu, Yến Nhi ngươi liền tiếp cận Thi Chính Thiên tốt nhất có thể không tiếng động mê đảo hắn. Đến nỗi kia hai nữ nhân giao cho chúng ta là được. Lý Bá nói liền lấy ra một cái hộp tới. Này hộp trang chính là khói mê, chỉ cần người được thực mau liền sẽ té xỉu. Giống bọn họ một ít tiểu gia tộc tuy rằng thế lực không lớn, nhưng tìm một ít phi pháp mê dược vẫn là thực dễ dàng. Mấy thứ này bọn họ chạy ra nội thành khi là chuẩn bị lưu trữ phòng thân, không nghĩ tới hiện tại lại có loại này tác dụng. Ba người chính thương lượng, cũng không biết ở lầu ba mặt trên Thi Chính Thiên vừa ăn Thi Lùi Lùi ở trong không gian lấy ra màn thầu, biên dùng tinh thần dị năng nhìn dưới lầu này ba người đối thoại, Thi Chính Thiên vừa ăn đồ vật biên oán hận một câu học bọn họ nói cấp Thi Lùi Lùi nghe. Mỗi ngày mau ăn, ăn xong chúng ta liền đi, bọn họ còn muốn ăn cơm đâu, chờ bọn họ cơm nước xong chúng ta đều đi rồi. Thật đúng là muốn sát chính mình, cái này cũng chưa tính, còn liên lụy tiêu bố, Thi Lùi Lùi áy náy nhìn thoáng qua tiêu bố. Tiêu bố như là không có nhìn đến Thi Lùi Lùi ánh mắt giống nhau tiếp tục một bên thu thập đồ vật, một bên lấy ra màn thầu qua loa ăn. Kỳ thật nàng trong lòng lại là có quá nhiều nghi vấn, cùng kiếp trước không giống nhau tính cách Thi Lùi Lùi, kiếp trước hỗn đến hô mưa gọi gió Thi Lùi Lùi, hiện tại nhưng vẫn bị người đuổi giết. Đương nhiên này đó nàng cũng chưa hỏi, chỉ cần đem kiếp trước ân báo trở về nàng cùng Thi Lùi Lùi vẫn là các đi các. Tuy rằng tiêu bố như là không có việc gì giống nhau, nhưng Thi Lùi Lùi vẫn là tức giận không thôi, phía trước nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
hiện tại xác định trong lòng khí không được, hận không thể Vương Hương Vân đi tìm chết. Vương Hương Vân thủ đoạn thật đúng là không có một khắc dừng lại, nàng nếu là không có không gian, không có học tập công pháp, ở mặt thế trước bị người đuổi giết liền không biết đã chết bao nhiêu lần, mặt thế sau lại gặp được này đó muốn lấy lòng Vương Hương Vân người, còn không có cùng Vương Hương Vân thật thật chính diện đối thượng, nàng cũng đã cấp Vương Hương Vân làm đến chật vật không được, nếu là chân chính đối mặt còn không biết Vương Hương Vân sẽ dùng cái gì thủ đoạn đâu. Tuy rằng là như thế này nghĩ, cũng hận Vương Hương Vân hận đến ngứa răng, nhưng hiện tại Thi Luy Luy thật đúng là không có biện pháp đối phó nàng, một chọi một có lẽ nàng còn có thể đánh thắng được, nhưng là đối mặt này một cái bàng đại vương gia, đối mặt vì lấy lòng vương gia người, nàng không đối phó được cũng chỉ có thể chạy. Đột nhiên Tiêu Bố nói một tiếng, đi mau, bọn họ lên đây. Nói liền cõng lên mới vừa thu thập tốt ba lô hướng về ban công đi. Bọn họ không phải nói cơm nước xong mới đi lên, Thi Luy Luy tuy rằng không biết Tiêu Bố làm sao mà biết được, nhưng là vẫn là buông màn thầu nhanh chóng cõng lên ba lô, bế lên Thi Chính Thiên đi theo Tiêu Bố đến ban công. Ban công cũng không có phòng trộm võng, Tiêu Bố đứng ở trên ban công một cái nhảy nhảy liền đến lầu 2 một cái cửa sổ thượng xi măng cốt thép vũ bồng thượng, lại nhảy xuống đến mặt đất, nàng ngẩng đầu ý bảo Thi Luy Luy xuống dưới. Tiêu Bố dùng chính là khinh công, cái kia động tác tiêu sái lại phiêu giật. Thi Luy Luy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Bố dùng khinh công, không nghĩ tới Tiêu Bố cũng là cái cổ võ giả. Bất quá xem nàng thân thủ, nàng sớm đã có quá suy đoán, không có thời gian nghĩ nhiều, Thi Luy Luy đã nghe được gõ cửa thanh âm, không nghĩ đối mặt bọn họ còn nhanh điểm đi hào, nghĩ liền dùng giống Tiêu Bố như vậy biện pháp nhảy xuống đi, bất quá hắn ôm Thi Chính Thiên cũng không có giống Tiêu Bố như vậy tiêu sái đến mặt đất. Đi, Tiêu Bố vừa thấy đến Thi Luy Luy an toàn rơi xuống đất hô một tiếng liền hướng về cách đó không xa tiểu khu tường vây bên cạnh đi. Thi Luy Luy ôm Thi Chính Thiên đuổi kịp, thực mau tới rồi tường vây bên cạnh. Tiêu Bố nhảy thượng tường vây, mà Thi Luy Luy đang muốn nhảy lên đi khi liền nghe được mặt sau Lý Yến Thành âm ca, ở nơi đó, bọn họ chạy. Thi Luy Luy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Yến đang ở trên ban công chỉ vào tự mình, Lý Hùng cùng Lý Hùng cũng phát hiện, chúng ta truy, không thể thả bọn họ đi. Hắn tức giận dùng hùng hậu thanh âm, ban đêm có vẻ đặc biệt lớn tiếng, nói liền phải xoay người liền trở lại trong lâu xuống lầu, hắn nhưng không học quá khinh công chỉ có thể dùng chạy lại còn có muốn mang nhiều vài người. Thi Luy Luy nhưng không nghĩ cho bọn hắn đuổi theo nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền nhảy lên tường vây đi theo Tiêu Bố đi. Lý Bá nhìn Thi Luy Luy nhảy lên tường vây trong lòng trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài còn có kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới này Tiêu Bố cùng Thi Thi Luy Luy còn sẽ khinh công, nếu là sớm một chút biết đến lời nói, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy thiếu cảnh giác. Đừng xem thường này khinh công, ở mặt thế trước một ít tiểu gia tộc nhưng đều là không có này võ kỹ. Cũng chỉ có giống vương gia hoặc là mục gia cái loại này đại gia tộc mới có một hai bổn lưu truyền xuống dưới. Hắn muốn học tập khinh công thật lâu, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội, lúc này nhìn đến này Thi Luy Luy cùng Tiêu Bố hai người đều sẽ. Khẳng định các nàng trên người đều có khinh công bí tịch, vương gia mục gia kia đại gia tộc khinh công hắn học không đến, cũng đoạt không đến, nhưng này hai người hẳn là không có vấn đề, nhất định không thể làm cho bọn họ cấp đào tẩu, nghĩ hắn liền đi theo đại ca cùng nhau mang theo mấy cái dị năng giả đuổi theo. Mà thế ban đêm đặc biệt hắc, cơ hồ thấy không rõ lộ, lại còn có đặc biệt nguy hiểm, phóng qua tường vây bên này là một mảnh rừng cây nhỏ, Thi Luy Luy đi theo Tiêu Bố đi rồi một hồi mới nói, Tiêu Bố đi bên này. Nói liền hướng về tiếp cận quốc lộ phương hướng đi, tuy rằng biết Lý Bá bọn họ không nhanh như vậy đuổi theo nàng. Nhưng đại buổi tối vẫn là muốn tìm một chỗ giấu đi mới được, ở bên ngoài một không tiểu gặp được tang thi hoặc những cái đó tang thi động vật liền sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Bố nghe xong cũng không hỏi nhiều liền đi theo Thi Luy Luy đi. Thi Luy Luy đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn đi đâu, nếu không cũng không dám đại buổi tối mang theo Thi Chính Thiên ra tới. Nàng một người ra tới có không gian đảo không sợ, nhưng là nàng sợ Thi Chính Thiên gặp được nguy hiểm, cho nên đã sớm nghĩ kỹ rồi vừa ly khai Lý Bá bọn họ tầm mắt, liền đi mặt thế trước thuê kia kho hàng nơi đó cách nơi này không xa. Lái xe một giờ liền đến, vận khinh công cũng không cần phải hai cái giờ. Thấy rõ phương hướng sau nàng liền vận khinh công nhanh chóng rời đi. Lý Bá tam huynh muội mang theo người lật qua tường vây đã không thấy Thi Luy Luy bọn họ thân ảnh. Ở chung quanh xem xét một chút, nhưng là thiên thật sự quá hắc lại nhìn không tới Thi Luy Luy bọn họ đi phương hướng. Lý Hùng tức giận không thôi dùng trên tay đao hung hăng chém vào trên cây khó thở nói, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, chúng ta tách ra tìm, thiên như vậy hắc bọn họ khẳng định đi không xa, ta cũng không tin tìm không ra bọn họ. Ca, trước đừng tức giận. Chúng ta vẫn là trở về đi. Bọn họ có khinh công đâu, chúng ta đuổi không kịp. Hơn nữa hiện tại mặt thế nơi nơi đều rất nguy hiểm, còn không bằng sớm một chút đến Vân Tỷ Tỷ kia nói cho nàng Thi Luy Luy tin tức đâu.
Lý Yến trong lòng cũng tức giận đến thực, sớm biết rằng cũng không cho ca ca nhận cái gì nhi tử, sớm một chút cột lấy Thi Lui Lui kia gì sự cũng đã không có, nếu không phải nàng phía trước không yên tâm Thi Lui Lui tưởng sớm một chút giết nàng, liền cơm chiều đều không ăn liền tìm tới cửa nói hiện tại còn không biết bọn họ chạy thoát đâu. Lý Bá trong lòng ngực tràn ngập tức giận không mà phát, vốn dĩ có thể giết chết Thi Lui Lui có thể lấy lòng Vân Nhi còn có thể được đến vương gia ban thưởng, hơn nữa bắt được Thi Chính Thiên nói hắn có thể cùng Vương Hương Vân càng thân cận một ít, hiện tại cái gì đều không có, vịt nấu chín bay đi có thể không khí sao. Nghe xong muội muội nói hắn cũng bình tĩnh một chút, đúng vậy, bọn họ có khinh công đâu, như thế nào truy a, vẫn là muội muội nói rất đúng, không thể bắt được ít nhất cũng có thể đem tin tức cấp Vân Nhi. Nghĩ hắn liền nói, đại ca, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta không cần thiết mạo hiểm hiện tại tìm bọn họ, ban ngày tìm cũng giống nhau, chúng ta có thể một bên đi thành phố cùng một bên tìm, gờ thị lại không có căn cứ, bọn họ rất có khả năng cũng sẽ đi căn cứ, hiện tại công bố căn cứ gần nhất cũng là ở thành phố C, Vân Nhi liền ở thành phố cùng đâu, liền tính chúng ta tìm không thấy kia mẫu tử hai người, sớm một chút đi trước đem tin tức cấp Vân Nhi cũng có thể lấy lòng nàng cùng vương gia. Ngoặc kép, Lý Hùng không cam lòng cứ như vậy bị Thi Lui Lui đào tẩu, này Thi Lui Lui chính là có thể lấy lòng vương gia vũ khí sắc bén, sao có thể cứ như vậy buông tha, cho nên hắn nghĩ nghĩ liền nói, nếu không như vậy đi, ta mang theo mấy người lại tìm xem, các ngươi đi về trước, ngày mai buổi sáng nếu là ta không trở về các ngươi cũng không cần chờ ta, trước mang theo đội ngũ đi thành phố cùng tìm Vương Hương Vân. Ca, như vậy rất nguy hiểm, Lý Yến tuy rằng cũng muốn tìm đến Thi Lui Lui nhưng là vẫn là lo lắng ca ca. Đừng nói nữa, các ngươi đi về trước đi, Lý Hùng nói liền mang theo mấy người biến mất ở trong đêm tối. Dư lại Lý Bá cùng Lý Yến thương lượng một hồi vẫn là lựa chọn về trước trong tiểu khu. Cũng không biết là Thi Lui Lui xui xẻo vẫn là Lý Hùng may mắn, Lý Hùng chỉ là tùy tiện tuyển một phương hướng đuổi theo hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau liền thấy được Thi Lui Lui cùng Tiêu Bố đang bị một đám biến dị muỗi cấp vây quanh. Mà thế sau mặc kệ là người vẫn là động vật hoặc là xà trùng chuột kiến muỗi linh tinh đều biến dị, nhưng này đó vật nhỏ biến dị đến cũng không lịch hại, biến dị muỗi cũng liền biến đại một chút, giống ruồi bọ giống nhau đại, bị một hai cái cắn được nói cũng chỉ sẽ khởi một đồng bạc giống nhau lớn nhỏ bao mà thôi. Cũng không đến mệnh nhưng bị cắn địa phương sẽ sưng đỏ đau đớn kỳ ngứa vô cùng. Lý Hùng mấy ngày nay cũng gặp qua không ít, nhưng là một đoàn vẫn là rất phiền toái, bất quá so với này đàn muỗi mang đến phiền toái, hắn càng cao hứng chính là có thể tìm được rồi Thi Lui Lui, hắn nhanh tốc độ kêu hai người hồi tiểu khu cấp Lý Bá đưa tin tức sau liền gắt gao nhìn chằm chằm Thi Lui Lui. Lý Hùng xuất hiện khi Thi Lui Lui đã phát hiện nàng trong lòng buồn bực, phía trước ở trải qua một cái số mương thời điểm liền nghe được, ong ong thanh. Ở biết là một đoàn muỗi lúc sau, muốn chạy đã không còn kịp rồi, muỗi phi phác mà đến, Thi Lui Lui cùng Tiêu Bố đành phải biên đánh biên chạy, hiện tại biến dị muỗi đã thiếu rất nhiều. Nàng còn chuẩn bị trước giải quyết này đó muỗi lại đi khi, hiện tại lại gặp Lý Hùng, thật là xui xẻo, bất quá có Lý Hùng xuất hiện cũng dẫn đi một bộ phận muỗi. Hừ, chạy, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lý Hùng hung tợn nói, hắn nhìn muỗi đã không phải rất nhiều cũng mặc kệ trên đỉnh đầu biến dị muỗi. Nói liền cầm đao ý bảo bên người dị năng giả đem Thi Lui Lui bọn họ vây khởi, mà hắn lại vọt tới Thi Lui Lui trước mặt đao vừa nhấc tưởng trước chém Thi Lui Lui mấy đao hả giận. Thi Lui Lui nghe trên đầu ong ong thanh âm cũng quản không được những cái đó muỗi, nhanh chóng dùng đao đương Lý Hùng huy lại đây đao, nàng một bên đương đao một bên nhìn Lý Hùng mang ra tới người. Còn hảo Lý Hùng mang ra tới người cũng không phải rất nhiều, nhưng hẳn là đều là dị năng giả, hiện tại chỉ có 5 cái vừa mới còn có 2 cái đi rồi. Phỏng chừng là kia hai người là chạy tới cấp Lý Bá đưa tin tức, nàng biết không có thể lại kéo liền cùng Tiêu Bố nói, đánh thắng được sao? Tiêu Bố nhìn Lý Hùng người cũng không nhiều, nàng chỉ lạnh lùng nói một tiếng, sát, liền một cái xoay người nhảy đến ly gần nhất một dị năng giả bên người, tay phải giương lên, trong tay một đạo hàn quang chợt lóe. Một đạo thanh hàn u lãnh quang mang, phốc, mà một tiếng liền một cái đầu bay đi ra ngoài. Trong đêm tối chỉ có một Thi Chính Thiên trong tay cầm đèn pin chính chiếu Tiêu Bố đánh người nọ. Đầu bay ra đi sau cũng chỉ dư lại một cái không đầu thân thể ngã xuống. Hắn trên cổ huyết phun trào mà ra, nhìn rất dọa người. Người nọ liền phản ứng đều còn không có cũng đã chết đi, có thể nghĩ Tiêu Bố có bao nhiêu mau, theo sau Tiêu Bố lại nhằm phía một người khác nhảy tới tiếp tục chém. Thì Lui Lui ở Tiêu Bố nhích người khi, cũng không hề cố kỵ Lý Hùng một mặt đương đao, lợi dụng khinh công nhảy sau một bước liền quay người huy đao hướng Lý Hùng chém. Mà đồng thời Thi Chính Thiên cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng lôi hệ dị năng đem muốn dùng dị năng công kích Thi Lui Lui người cấp điện thành cháy đen. Người nọ dị năng còn không có phát ra tới cũng đã hôn mê qua đi, Thi Chính Thiên lúc này dị năng đã có nhất giai.
giống nhau dị năng giả cũng chưa hắn lịch hại, cứ như vậy nhẹ nhàng liền thu phục một cái địch nhân. Trong chớp mắt Lý Hùng người chỉ có dư lại hai người, Lý Hùng ám đạo không ổn, hắn không nghĩ tới này hai cái kỹ nữ không ngừng sẽ khinh công còn sẽ cổ võ, lại còn có thể là dị năng giả, liền thi chính thiên này tiểu thí hài đều là dị năng giả, vẫn là nhất lịch làm hại lôi hệ dị năng, hiện tại nhị đánh tam khẳng định là đánh không lại. Biết chính mình tình huống không tốt, Lý Hùng một bên dùng tay phải đương thi lui lui đao, mà tay trái lại ám mà vận khởi dị năng, ở thi lui lui lại một lần giơ tay huy đao khi sấn nàng không chú ý thời điểm một đạo lưỡi dao gió thẳng hướng thi lui lui trái tim mà đi. Cẩn thận, Tiêu Bố vừa mới sát xong một người đang chuẩn bị vọt tới một người khác kia, quay người lại khi liền nhìn đến Lý Hùng động tác, nàng cảm giác được dị năng dao động, nhưng là đại buổi tối thấy không rõ lắm, hơn nữa phong hệ dị năng vốn dĩ chính là vô hình. Nàng cũng không biết Lý Hùng muốn làm cái gì, chỉ có thể vội vàng nhắc nhở Thi Lui Lui một tiếng. Lý Hùng cùng Thi Lui Lui hai người dùng thủ đao tương bác vốn dĩ liền ly tương đối gần. Thi Lui Lui ở được đến Tiêu Bố nhắc nhở khi đã có điểm chậm, nhưng nàng vẫn là vội vàng một cái lắc mình, lưỡi dao gió vẫn là đánh tới trên người nàng, chẳng qua không có chỉnh giữa trái tim, một đạo thật dài vết thương quát bên trái ngực đến trên cánh tay trái. Thi Lui Lui trên người tuy rằng ăn mặc màu đen quần áo, nhưng là vẫn là nhìn ra được vết thương chỗ trong nháy mắt liền chảy ra không ít huyết, nàng không dám đại ý nhịn đau lui về phía sau vài bước. Lý Hùng thấy không có thể giết chết Thi Lui Lui, mà bên người cuối cùng một người lại cấp Tiêu Bố nhanh chóng giết. Cho nên hắn thừa dịp Thi Lui 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 về phía sau khi liền về phía sau trốn, thì chính thiên thấy mụ mụ bị thương tức giận không thôi, khó thở dưới một đạo lôi điện hướng về Lý Hùng bổ đi, nhưng là Lý Hùng chạy trốn mau mà thì chính thiên lại là vội vã thú nhận lôi điện, cũng không có bổ trúng hắn. Thì chính thiên cũng quản không được như vậy nhiều, nhanh chóng chạy đến Thi Lui Lui trước mặt lo lắng nói, mụ mụ, người thế nào? Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Thi Lui Lui che lại miệng vết thương an ủi một chút Thi Chính Thiên. Tiêu Bố thấy Lý Hùng muốn chạy trốn đương nhiên sẽ không làm hắn chạy, lợi dụng khinh công thực nàng thực đã đuổi theo Lý Hùng. Lý Hùng còn vừa chạy vừa phóng lưỡi dao gió, nhưng đều cấp Tiêu Bố nhất nhất né tránh, cuối cùng còn đem Lý Hùng cấp đánh hôn mê bắt được Thi Lui Lui trước mặt, người muốn xử lý như thế nào? Tuy rằng kiếp trước Lý Hùng đối Tiêu Bố làm sự hiện tại còn không có làm, nhưng nàng đối Lý Hùng chán ghét đã tới rồi cực đến, hơn nữa phía trước đã chịu Thi Lui Lui liên lụy, Lý Hùng cũng muốn sát chính mình, cho nên nàng không có khả năng buông tha Lý Hùng, bất quá muốn xử lý như thế nào Lý Hùng nàng vẫn là cảm thấy giao cho Thi Lui Lui tốt nhất, rốt cuộc Thi Lui Lui hiện tại đã chịu thương tổn muốn nhiều. Thi Lui Lui trên người vết thương tuy nhiên đau, nhưng là đều là bị thương ngoài da, còn ảnh hưởng không được hành động. Nàng không nói hai lời nhặt lên trên mặt đất đao hướng về Lý Hùng cổ một đao huy đi, Lý Hùng đầu lập tức rời đi cổ, chết đến không thể càng chết, đối với muốn sát chính mình người Thi Lui Lui chưa bao giờ nương tay. Lý Hùng kết quả Tiêu Bố một chút cũng không kinh ngạc, tuy rằng cùng Thi Lui Lui ở chung mấy ngày rồi giải cũng không phải rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra được tới nàng là cái quyết đoán, chính là cũng là như thế này Thi Lui Lui lại cùng đời trước nàng hiểu biết Thi Lui Lui không giống nhau. Chẳng lẽ Thi Lui Lui cùng chính mình giống nhau trọng sinh quá? Không đúng, nếu Thi Lui Lui là trọng sinh không có khả năng như là hoàn toàn thay đổi một người. Tiêu Bố đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua tiểu thuyết, bên trong người xuyên Việt đều là giống thay đổi một người dường như, chẳng lẽ là xuyên qua. Thi Lui Lui là cái người xuyên Việt. Tiêu Bố bị chính mình ý nghĩ trong lòng hoảng sợ, từ đầu tới đuôi tinh tế đánh giá Thi Lui Lui. Dung mạo thượng cùng kiếp trước không sai biệt lắm, có thể nói ngũ quan càng vì tinh xảo, nhưng là tính cách cùng khí chất thượng hoàn toàn thay đổi một người. Kiếp trước nàng sở nhận thức Thi Lui Lui là cái thoạt nhìn là đẹp như thiên tiên, nhu nhược đáng thương lại nhu nhược người, tính cách thượng càng là một cái thiện lương thiên chân, khiếp đảm mềm lòng rồi lại ái xen vào việc người khác thánh mẫu Mary Sue. Mà hiện tại Thi Lui Lui dung mạo cũng là đẹp như thiên tiên, nhưng là kia nhu nhược đáng thương nàng là một chút cũng nhìn không ra tới, mà tính cách thượng càng là một chút cũng nhìn không ra khiếp đảm mềm lòng cùng thiên chân, ngược lại càng vì quyết đoán lớn mật cẩn thận, khí chất càng là thanh lãnh đạm nhiên. Thi Lui Lui cảm giác được Tiêu Bố đánh giá ánh mắt, nàng không biết Tiêu Bố suy nghĩ cái gì, hiện tại không phải lưu lại ở chỗ này thời điểm, chúng ta đi nhanh đi. Nói cũng mặc kệ trên người thương lôi kéo Thi Chính Thiên liền hướng về kho hàng phương hướng đi. Tiêu Bố đuổi kịp, tuy rằng bị đánh kế suy nghĩ, nhưng là nàng trong mắt xem Thi Lui Lui ánh mắt đã mang theo ngạc nhiên. Ba người vận khinh công chạy hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đã mau đến kia kho hàng, lúc này Thi Chính Thiên kỳ quái xem chỉ vào hắn bên phải nói, mụ mụ. Nơi đó có quang. Thi Lui Lui nhìn qua đi, tuy rằng có điểm xa, ánh sáng cũng không phải rất lớn, nhưng là ở mặt thế trong đêm tối lại đặc biệt thấy được, kia quang như là từ một đống thảo tử phát ra, lại như là khẩn cấp đèn chiếu vào thảo tử thượng, nàng không biết có phải hay không có người ở nơi đó. Nhưng là tình huống hiện tại nàng không nghĩ để ý tới,
Trên người Thương Vì lên đường đều không có cầm máu, hiện tại chảy không ít huyết, thân thể rất suy yếu, vạn nhất bên kia chính là người nói lại khởi xung đột liền rất phiền toái, cho nên nàng cũng không ngừng lại chỉ nói, không cần phải xen vào, chúng ta mau tới rồi. Tiêu Bố cũng không có dừng lại, bất quá nàng sợ có nguy hiểm vẫn là dùng thần thức dò xét một chút, thấy rõ ràng sau nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Nguyên lai là kia đồ vật, đã biết là thứ gì nàng cũng không có dừng lại đi lấy, hiện tại trên người nàng bị muỗi đinh thật nhiều hạ, trên mặt cùng trên tay ngứa khó chịu, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đến an toàn địa phương tiến trong không gian tắm rửa một cái sát một chút dược hảo ngăn ngứa, chờ ngày mai có thời gian lại qua đây tìm thứ này là được. Mười mấy phút sau thì Luy Luy bọn họ liền đến kho hàng biệt thự viện môn trước, trên cửa còn khóa cũng không có bị người phá hư dấu vết. Này chứng minh còn không có người đã tới nơi này. Tới rồi, thì Luy Luy nói lấy ra còn giữ lại tốt chìa khóa. Nhanh chóng mở ra viện môn đường kính vọt tới trong phòng lại mở cửa, mới mang theo Tiêu Bố thượng lầu 2, bất quá nàng vẫn là cẩn thận xem xét một chút trong phòng có hay không nguy hiểm. Ở xác định không có nguy hiểm sau thì Luy Luy mới lôi kéo Thi Chính Thiên đến trên sofa ngồi xuống cùng Tiêu Bố nói, đây là ta ở mặt thế trước thuê địa phương. Hẳn là an toàn. Tiêu Bố gật gật đầu cũng không có nói cái gì, ở lầu 2 tìm một cái tương đối bên trong phòng đóng cửa lại liền mặc kệ Thi Luy Luy. Ở không có nguy hiểm khi Thi Luy Luy thể xác và tinh thần buông lỏng, hướng sofa dựa vào liền cảm giác được thân thể miệng vết thương đau lịch hại, hiện tại lại mệt lại suy yếu lại đau, liền thủ nàng đều không nghĩ nâng một chút. Bất quá nàng kiên trì lấy ra giải độc đan mài ra bột phấn, chuẩn bị thử xem này đan dược có thể hay không tiêu kia mũi sưng đỏ bao cùng ngăn ngứa. Rốt cuộc giải độc đan ở tu chân giới chính là có thể giải trăm độc, tuy rằng có thể giải chính là thường thấy trăm độc, nhưng nàng đối này giải độc đan vẫn là rất có tin tưởng. Nàng trước giúp Thi Chính Thiên xử lý trên người muỗi cắn quá sưng đỏ đại bao, làm khó Thi Chính Thiên bị biến dị muỗi cắn không ít. Nhưng này dọc theo đường đi hắn đều không có kêu khó chịu, nàng chính mình cũng là bị cắn, khởi đại bao chung quanh ngứa muốn mệnh. Nàng đều nhịn không được muốn bắt, còn hảo giải độc đan thuốc bột không làm nàng thất vọng. Vừa mới đem thuốc bột bôi trên một cái bao thượng thực mau đại bao liền biến mất. Mụ mụ, trên người của ngươi còn có thương tích, mau đi xử lý đi, ta chính mình tới mặt là được. Thi Chính Thiên nhìn mụ mụ trên người quần áo vết máu, trong lòng lo lắng lại cảm động, mụ mụ liền tính là bị thương cũng là trước cố hắn mà không màng chính mình. Hảo đi, Thi Luy Luy xác thật khó chịu lịch hại cũng không lại miễn cường. Đem thuốc bột cho Thi Chính Thiên sau nàng liền vào một phòng xử lý tự mình miệng vết thương, cẩn thận đem quần áo cởi xuống dưới. Một cái thật dài thật sâu giữ tợn vết cắt vết thương, bên trái ngực nối liền trên cánh tay trái, bên trong thịt ngoại lật xem liền đau, càng đừng nói là ở trên người nàng có bao nhiêu đau, còn hảo hiện tại đã không đổ máu, đây cũng là bởi vì nàng tu luyện diễn sinh kinh có thể khôi phục thương thế nguyên nhân. Nhanh chóng đem hồi xuân đan thuốc bột mặt đến miệng vết thương, không một hồi miệng vết thương này liền hồi phục nguyên dạng, một chút cũng nhìn không ra ngực thượng có chịu quá thương dấu vết, nếu không có hồi xuân đan này vết thương khẳng định sẽ lưu lại khó coi vết sẹo. Xử lý tốt miệng vết thương nàng lại bắt đầu ở biến dị mũi đại bao thượng mặt thuốc bột, trên người nàng chỉ cần không có quần áo đương địa phương tất cả đều là đại bao, sưng đỏ lại ngứa lịch hại, từ trong không gian lấy ra một mặt gương lau một hồi lâu mới đem trên mặt trên tay trên cổ những cái đó đại bao xử lý rớt. Thu phục hảo tự đã Thi Luy Luy đến đại sảnh, lại thấy Thi Chính Thiên còn ở mặt dược, người khác tay nhỏ cũng đoàn, có chút thân thể địa phương với không tới, hiện tại đang dùng tay ngắn nhỏ tưởng lau phía sau lưng lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Thi Luy Luy đau lòng quá khứ tiếp nhận trên tay hắn thuốc bột yên lặng giúp hắn mạt. Mụ mụ, người còn bị thương đâu? Thi Chính Thiên vừa mới không chú ý tới mụ mụ đã đến, hắn sừng sốt một chút phản ứng lại đây mới nói. Mụ mụ không có việc gì, kia chẳng qua là bị thương ngoài ra hiện tại toàn hảo. Nhìn Thi Chính Thiên không tin ánh mắt, Thi Luy Luy nhẹ nhàng giật giật thân thể riêu một chút cánh tay tiếp tục nói, người xem, thật sự không có việc gì. Thi Chính Thiên lúc này mới có điểm tin. Tuy rằng mụ mụ nhìn còn có điểm suy yếu nhưng hiện tại không giống phía trước như vậy khó chịu bộ dáng. Đem trên người hắn bao toàn xử lý tốt sau Thi Luy Luy liền làm Thi Chính Thiên đi tẩy một chút nước ấm tắm. Này biệt thự không ở nội thành dùng chính là khí than rót, mái nhà cũng có một cái chữ nước chỉ còn có thủy ở bên trong. Hiện tại vừa lúc phương tiện bọn họ sử dụng, Thi Luy Luy chỉ đem khí than rót thay đổi một lọ liền có thể tắm nước nóng. Thi Chính Thiên nghe lời ngoan ngoãn đi tắm rửa, Thi Luy Luy mới nhớ tới Tiêu Bố tới. Không biết trên người nàng đại bao tiêu không có, nghĩ nàng mới đến Tiêu Bố trụ phòng trước cửa gõ một chút môn. Không một hồi Tiêu Bố liền mở cửa, nàng lạnh lùng nói, có việc. Vừa rồi nàng vào không gian phao tắm rửa, cũng tìm một ít hiện tại dược lau kia sưng đỏ đại bao, nhưng là những cái đó dược đều không có bao lớn tác dụng, biến dị muỗi cắn bao vẫn là không có tiêu, trên người lại nhiệt lại ngứa khó chịu bực bội thực.
đây là nhà ta gia truyền bí dược, đối mũi đinh trùng cắn rất có hiệu, ngươi thử xem. Nhìn Tiêu Bố trên mặt biến dị mũi cắn bao còn không có tiêu, thì Lui Lui biết Tiêu Bố hẳn là cũng là khó chịu cũng không nói nhiều khác, chỉ lấy ra giải độc đan thuốc bột đưa cho nàng. Tiêu Bố lấy lại đây nhìn thoáng qua, chính là một khăn giấy bao một ít thuốc bột, nhìn Thi Lui Lui trên mặt những cái đó bao đều không có nàng trong lòng lại có nghi hoặc, xem ra này cái gì ra truyền bí phương lại là Thi Lui Lui biên ra tới, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, đang muốn đóng cửa lại thử một lần, Thi Lui Lui lại nói, nơi này có nước ấm, ngươi tẩy một chút đi. Thi Lui Lui không biết Tiêu Bố đã phao quá tắm, nhìn Tiêu Bố vẫn là ăn mặc phía trước giết qua người còn giữ vết máu quần áo. Biết nàng chạy một ngày còn một thân hãn nói vậy rất tưởng tẩy một chút liền nhắc nhở nàng một chút. Mà thế sao thủy khó được, nước ấm càng khó đến, cho nên rất ít có người dùng thủy tới tắm rửa. Tiêu Bố trong không gian có thủy, cũng phao quá tắm, nhưng là Thi Lui Lui không biết a, cho nên Tiêu Bố nghĩ nghĩ liền nói ân, một hồi ta lại đi. Nói liền đóng cửa lại, thói quen Tiêu Bố lạnh băng bộ dáng Thi Lui Lui cũng không để ý nàng thái độ. Buổi tối thoát đi Lý Hùng bọn họ khi ba người đều chỉ ăn màn thầu. Lại còn có không ăn xong liền chạy trốn, hiện tại đói khẩn, thì Lui Lui tới rồi trong phòng bếp, từ trong không gian lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn tới nấu cơm ăn, nàng làm bốn đồ ăn một canh, không sai biệt lắm làm tốt khi, thì Chính Thiên cũng tắm rửa xong, hắn vừa nghe cơm hương liền đến trong phòng bếp nhìn mụ mụ ở nấu cơm hắn vui vẻ nói, mụ mụ, thơm quá a. Hương đi, thực mau liền có đến ăn, nơi này đều là khói dầu đừng ngốc nơi này, đúng rồi ngươi đi kêu một chút Tiêu Bố ra tới ăn cơm. Thi Lui Lui nhìn tắm rửa xong trắng nõn nhi tử trong lòng không khỏi liền cảm thấy thỏa mãn. Không bao lâu đồ ăn đã làm tốt, thì Chính Thiên cùng Tiêu Bố đều đã ở trên bàn cơm. Thi Lui Lui làm một cái thịt kho tàu móng heo, sao cải thìa, rau trộn dưa chuột, khoai tây bùn gà, cà rốt táo đỏ canh gà, bốn đồ ăn một canh phân lượng đều rất lớn, không sợ không đủ ăn, chờ đồ ăn vừa lên tề, mấy người không có một chút hình tượng liền khai ăn. Thi Lui Lui bên này vui vẻ ở ăn cơm, mà ở Lý Hùng thi thể địa phương. Lý Bá cùng Lý Yến cũng mang theo người tìm được rồi Lý Hùng, đương nhìn đến ca ca đầu phân ra lúc sau hai huynh muội cực kỳ bi thương. Ta muốn giết Thi Lui Lui, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Lý Yến đau tàn nhẫn lớn tiếng khóc ròng nói. Ta sẽ không bỏ qua nàng, muội muội ta nhất định sẽ thân thủ giết Thi Lui Lui. Lý Bá cũng là hung hăng nói, hắn là nam nhân này sẽ lại thương tâm cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là gắt gao ôm Lý Yến. Lý Bá huynh muội nguyên bản đối Thi Lui Lui chỉ là vì ích lợi mà muốn sát Thi Lui Lui, nhưng này sẽ lại thăng cấp về đến nhà thù. Bất quá lúc này bọn họ liền tính lại hận Thi Lui Lui, lại muốn sát Thi Lui Lui nhưng cũng không có tìm được người, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng mắng Thi Lui Lui. Api, api, Thi Lui Lui mới vừa cơm nước xong thỏa mãn cùng Thi Chính Thiên ở trên sofa thoải mái nằm, đột nhiên nàng đánh hai cái hắt xì, nghĩ thầm không phải là có người đang mắng ta đi. Nàng phỏng chừng một chút thời gian này sẽ Lý Hùng hẳn là cũng nhìn đến Lý Hùng thi thể, chắc là bọn họ đang mắng nàng, mắng liền mắng chửi đi, hừ, muốn sát nàng kia cũng là phải có đại giới, thật đúng là cho rằng bọn họ là quan binh chỉ cho bọn họ phóng hỏa sao. Chính mình liền từ bọn họ tới đuổi giết không phản kháng sao. Thật là buồn cười. Mụ mụ, là sinh bệnh sao? Thì Chính Thiên nghe thấy mụ mụ hắt xì có điểm lo lắng, có thể là mụ mụ bị thương khiến cho bị cảm, nghĩ hắn lại nói, mụ mụ. Người nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Mụ mụ không có việc gì đừng lo lắng. Nói Thi Lui Lui hôn một cái trong lòng ngực Thi Chính Thiên. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiêu Bố cũng nói một câu sau liền đứng dậy trở về phòng. Hảo đi, Thi Lui Lui xác thật là hơi mệt chút. Đặc biệt là chảy như vậy nhiều máu sau thân thể xác thật có điểm hư. Ba người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thi Lui Lui không đem trận pháp nghiên cứu thiết hảo trước cũng là không tính toán tiến không gian. Nàng còn muốn ôm Thi Chính Thiên cùng nhau ngủ. Nhưng Thi Chính Thiên kiên chỉ muốn một người ngủ một cái phòng, nàng đành phải xám xịt trở về phòng. Thi Lui Lui tuy mệt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm cũng ngủ không được, nàng tưởng nhanh lên nghiên cứu hảo trận pháp tại đây trong viện thiết hảo trận pháp, này phụ cận không có gì tang thi, hoàn cảnh cũng không tồi chính là mỗi côn trùng có điểm nhiều mà thôi, ở chỗ này an tĩnh ẩn cư tu luyện liền không tồi, nàng không thèm nghĩ cái kia thành phố X, cũng không tham dự Vương Hương Vân cùng nam chủ chi gian sự. Nếu có thể ở chỗ này dọn xong trận pháp, lấy trận pháp cường đại liền không có người có thể đi vào viện này tới. Không có người sẽ đến quấy rầy, nàng có không gian có đồ ăn, ở chỗ này sinh hoạt cái mấy năm không có gì vấn đề, đến lúc đó nàng tu vi cũng tăng lên, mà thế giai đoạn trước sớm đã kết thúc, lấy cường giả vi tôn tân thế giới cũng thành lập hảo, thì Chính Thiên cũng trưởng thành chút, đến lúc đó Vương Hương Vân liền tính lại tìm chính mình phiền toái, kia nàng cũng có thể có nhiều hơn tự tin tới chống cự. Nghĩ này đó nàng một đầu chui vào ngọc giản nghiêm túc nghiên cứu trận pháp.
Này một toàn thời gian liền quá thật sự mau, một buổi tối thực mau liền qua đi, bên ngoài không trung vừa có một chút hơi lượng khi Thi Lui Lui đối phương hướng trận bàn sử dụng phương pháp lại nhiều chút giải. Nàng nóng lòng muốn thử cầm trận bàn liền đến trong viện chuyển, ở các phương hướng chôn hảo linh thạch sau, đứng ở trong viện trung ương nhất chỗ này liền làm trận pháp mắt trận, vận khởi linh khí trên tay đánh dùng chuyên dụng pháp quyết đánh trận bàn thượng. Như thế nào vô dụng, Thi Lui Lui thì thào nói, trận bàn một chút động tĩnh cũng không có, ấn ngọc giản thuyết minh mở ra động trận bàn đều là có điểm ánh sáng, sân cũng không có biến hóa, đây là không thành công. Là trận bàn có vấn đề vẫn là phóng linh thạch phương hướng không đúng. Nàng buồn rầu lại đánh vài lần pháp quyết ở trận bàn thượng, vẫn là không có thành công. Lúc sau lại đến chôn linh thạch địa phương kiểm tra rồi một chút, ấn ngọc giản thượng phương pháp là không có phóng sai, chẳng lẽ là chính mình không làm thanh phương hướng hoặc là này trận bàn vấn đề. Trong không gian chỉ có cái này trận bàn là tốt, một cái khác trận bàn nàng xem qua, giống như chỉ hoàn thành một nửa. Hơn nữa không có cái này trận bàn trận pháp cường đại, thì Lui Lui phi thường buồn rầu tối hôm qua ý tưởng rất tốt đẹp. Nàng rất tưởng an an tính tính tu luyện, không ai quấy rầy, không ai tìm phiền toái cùng nhi tử cùng nhau bình bình phàm phàm sinh hoạt mà thôi, muốn không có trận pháp hộ tống viện này. Nơi này cũng không an toàn, nàng kia tốt đẹp ý tưởng cũng toàn không có. Người đang làm cái gì? Tiểu bố sáng sớm tỉnh lại liền muốn đi đêm qua nhìn đến ánh sáng kia tìm vài thứ kia, một chút lâu liền nhìn đến Thi Lui Lui một người ở trong sân, nàng đế đầu trong tay còn cầm một cái kỳ quái mâm. Người muốn đi ra ngoài? Thi Lui Lui cũng không trả lời. Nhìn tiêu bố cầm đường đao còn hỏi lại một câu, theo bản năng nàng liền đem trong tay trận bàn thu hồi tới. Tuy rằng trận bàn là tu chân giới đồ vật, nhận thức người rất ít, nhưng nàng vẫn là không nghĩ làm người thấy. Ân, tiêu bố lên tiếng xoay người liền đi ra ngoài, không nghĩ làm Thi Lui Lui nhìn đến chính mình thần sắc, nàng tưởng che giấu chính mình trên mặt hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng Thi Lui Lui thu đến mau, nhưng tiêu bố vẫn là lưu ý tới rồi cái kia trận bàn, nàng trong lòng kinh ngạc đó là trong truyền thuyết trận bàn. Tuy rằng nàng cũng có không gian, nhưng trong không gian nhưng không có linh đan diệu dược, tu chân giới vật phẩm nàng một kiện đều không có. Không đúng, giống như có một cái đại đỉnh, nhưng kia đại đỉnh hiện tại đối nàng tới nói một chút dùng cũng không có. Thì Lui Lui phía trước giúp tiêu bố giải độc đan dược, cùng đêm qua những cái đó thuốc bột, không cần tưởng nàng cũng biết những cái đó là tu chân giới thứ tốt, như vậy thật tốt đồ vật Thi Lui Lui đều có. Tiêu bố sao có thể không hâm mộ ghen ghét đâu. Bất quá trong lòng là ghen ghét nhưng tiêu bố cũng không có nghĩ tới muốn đi đoạt lấy, rốt cuộc mỗi người có mỗi người cơ duyên. Nếu đó là vật vô chủ không cần phải nói nàng cũng sẽ đi tranh đoạt, nhưng là ở Thi Lui Lui trên tay. Không nói Thi Lui Lui là nàng kiếp trước ân nhân cứu mạng, chính là ở không quen biết nhân thủ, nàng cũng sẽ không đi đoạt, trừ phi là cầm bảo vật người là cái đại gian đại ác mưu mới sát hại tính mệnh người, nàng có lẽ sẽ giết người đoạt bảo đi. Đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thi Lui Lui nhìn tiêu bố bóng dáng quan tâm nói một câu, tiêu bố tuy rằng giúp bọn họ không ít vội, đối nàng cũng không có địch ý, nhưng không biết vì cái gì nàng tổng cảm giác cùng tiêu bố thân cận không đứng dậy, cũng không biết là tiêu bố tính tình quá lạnh vẫn là chính mình trong lòng cẩn thận quá mức. Ân, tiêu bố cũng không quay đầu lại lên tiếng đường kính ra viện môn. Tiêu bố này sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì? Nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên, Thi Lui Lui nghĩ đến đêm qua kia ánh sáng, hiện tại nghĩ đến nơi đó hẳn là không phải có người. Nơi đó ly biệt thự như vậy gần, nếu là người nói, không có khả năng liền hơn 10 phần loại lộ trình đều không đi liền tại dã ngoại qua đêm. Thì Lui Lui cũng muốn đi xem xét một chút, mà thế có một ít đồ vật đối nhân loại vẫn là hữu dụng, như là có thể gột rửa tinh hạch thực vật biến dị, nói không chừng ngày hôm qua phát thượng sáng lên có thể là thực vật biến dị đâu, nghĩ nàng cũng không hề dối rắm trận bàn về sau còn có thể nghiên cứu, nhưng kia đồ vật nếu là cho người ta lấy đi nói nhưng lại khó tìm tới rồi. Bất quá đem Thi Chính Thiên một người lưu lại nơi này Thi Lui Lui cũng có chút không yên tâm, nàng lên lầu thấy Thi Chính Thiên mới vừa tỉnh, nghĩ kia địa phương không xa thực mau liền có thể trở về liền quyết định đi xem, công đạo một chút Thi Chính Thiên làm trong nhà hắn chờ nàng, còn làm hắn đem A Tinh A Phúc thả ra, mới yên tâm vận khởi khinh công nhanh chóng hướng tối hôm qua kia địa phương đi. Nơi đó không xa hơn 10 phút liền có thể đến, qua lại cũng liền nửa giờ Thi Chính Thiên một người hẳn là không có việc gì, tuy rằng nàng cảm thấy hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng trong lòng luôn là không yên tâm, đặc biệt là lần trước rời đi sau liền gặp Lý Hùng này tam huynh muội, hiện tại rời đi hắn một khắc nàng tâm luôn là cảm thấy là treo lên dường như. Thực mau Thi Lui Lui tới rồi ngày hôm qua sáng lên kia phụ cận, chung quanh đều là cây cối cùng bụi cỏ, mà thế sau có một bộ phận thực vật kinh không được năng lượng xung đột, đã khô héo rất nhiều, nhưng chịu đựng năng lượng xung đột thực vật giống như là tiêm máu gà giống nhau sinh trưởng tốt. Cho nên hiện tại rừng cây thoạt nhìn cùng mà thế trước cũng không có kém nhiều ít.
ngược lại cảm thấy bụi cỏ lớn lên nơi nơi đều là, mà những cái đó cây cối càng là lại cao lại đại, cây xanh thành bóng râm. Nàng ở chung quanh dạo qua một vòng không có phát hiện có thể sáng lên đồ vật, bất quá nàng phát hiện một đống bụi cỏ chung có một chỗ thảo bị người rút đi rồi, trong đất bùn đất đều phiên ra tới, xem dấu vết như là mới vừa bị rút đi không lâu. Không biết bị rút đi chính là thứ gì, thì Lùi Lùi trong lòng thực nghi hoặc, là ai rút đi. Này phụ cận không có gì người, mà ngày hôm qua nhìn đến nơi này sáng lên chỉ có bọn họ ba người, chẳng lẽ vừa mới tiêu bố chính là ra tới chính là đến nơi đây tìm sáng lên đồ vật. Trong lòng tuy rằng suy đoán nhưng không dám khẳng định. Nàng ở chung quanh lại xoay một hồi, không có phát hiện cái gì hư hư thực thực sáng lên đồ vật, đành phải trở về. Mới vừa trở lại biệt thự phụ cận, rất xa nàng nhìn đến nhà mình biệt thự viện trước ngừng một chiếc xe Jeep, lại còn có nghe được đánh nhau thanh âm. Mẹ nó, như thế nào mỗi lần đều là như thế này? Chỉ cần nàng vừa ly khai liền có người tới tìm phiền toái, thì Lùi Lùi trong lòng tức giận mắng, trên người khinh công vận đến càng mau. Chờ thì Lùi Lùi đến biệt thự trong viện khi đánh nhau đã đình chỉ, mà lúc này trong viện trên mặt đất đông oai tây đảo ngồi nằm vài người, bọn họ trên người có rõ ràng là bị thi chính thiên lôi hệ dị năng điện quá, có trên người có đau thương, còn có một tên béo vốn dĩ liền phì, hiện tại trên mặt còn bị đánh đến sưng đỏ có vẻ càng phì, kia ngũ quan bị tề thành một đoàn liền đôi mắt đều thiếu chút nữa nhìn không thấy. Thì Lùi Lùi xuất hiện mọi người đều nhìn qua, thi chính thiên cao hứng nói, mụ mụ, người đã trở lại. Nói liền chạy tới cho nàng một cái hùng ôm. Tiêu bố không ra tiếng, bất quá ánh mắt lại mang theo điểm trách cứ nhìn nàng một cái. Thì Lùi Lùi minh bạch ánh mắt kia đại khái là cảm thấy nàng không nên phóng thi chính thiên một người ở chỗ này đi. Nàng cũng hảo bất đắc dĩ hảo đi, chỉ đi ra ngoài một hồi liền có người tới tìm phiền toái. Nhìn thi chính thiên hảo hảo, thì Lùi Lùi cũng yên tâm xuống dưới. Nàng bảo bối nhi tử cũng không phải một cái mềm yếu vô năng người. Vuốt thi chính thiên đầu nhỏ đang muốn hỏi sao lại thế này, một đạo kiêu ngạo ác tàn nhẫn giọng nữ vang lên. Thì Lùi Lùi, người tiện nhân này, người xem người nhi tử đem chúng ta đánh thành cái dạng gì. Tiện nhân sinh chính là tiện loại, một chút giáo dưỡng cũng không có, người cho ta đem kia con hoang mang lại đây, ta muốn giúp người giáo giáo này con hoang. Mắng thì Lùi Lùi nhiều khó nghe nói nàng đều có thể chịu đựng, nhưng là vừa nghe đến mắng thi chính thiên nói nàng liền chịu không nổi, trên mặt nàng một túc, vốn dĩ đối những người này xông vào trong viện liền hòa đại, hiện tại trong lòng lửa giận lập tức thoáng thiêu lên. Nàng trừng mắt nhìn thoáng qua cái kia biểu tình tức giận lời nói kiêu ngạo nữ nhân có điểm quen mắt, thực mau nàng liền biết nữ nhân này là ai, khó trách sẽ biết nàng tên đâu, nguyên lai là Tạ Lệ Hồng. Này Tạ Lệ Hồng là nguyên chủ công ty phía trên nữ chủ quản. 30 tuổi tả hữu, diện mạo thực bình thường, nếu là chát ở trong đám người ai cũng sẽ không chú ý tới nàng, cũng là như thế này Tạ Lệ Hồng vừa thấy đến lớn lên so nàng xinh đẹp thi Lùi Lùi trong lòng liền ghen ghét muốn mệnh, mỗi lần nhìn đến thi Lùi Lùi đều nhịn không được muốn mắng. Trong công ty tăng ca khi dễ nguyên chủ sự, đại bộ phận đều là nữ nhân này đi đầu làm, thì Lùi Lùi còn không có đi tìm bọn họ tính toán sổ sách đâu, hiện tại khen ngược chủ động nhảy ra tới. Thì Lùi Lùi, ngươi tiện nhân này xem ngươi nhi tử làm chuyện tốt, ngươi cút cho ta lại đây, ngươi thật đúng là cái kỹ nữ, mấy ngày không sờ ngươi ngươi liền phạm tiện. Bên cạnh bị đánh thành đầu heo mập mạp nằm ngồi dưới đất, một bên che lại chính mình xương mặt một bên thân đoàn tay, chỉ vào thì Lùi Lùi tức giận nói. Dư lại ba người vốn dĩ bị đánh thật sự thảm cũng không dám ra tiếng, nhưng này sẽ nhìn phía chính mình hai người khí thế lên đây, mỗi người đều hung thần ác sát nhìn thi Lùi Lùi. Nga còn có cái này chỉnh cuộc đống, trong công ty lão bản, cũng là cả ngày đối thi Lùi Lùi tính huyền quấy dày béo lão, nếu là nguyên chủ bị bọn họ như vậy khí thế dọa một cái khẳng định sẽ sợ hãi chủ động tiến lên bồi lễ xin lỗi, đáng tiếc bọn họ không biết chính là hiện tại thi Lùi Lùi không phải nguyên chủ. Thì Lùi Lùi nhẫn hạ tâm trung lửa giận chậm rãi nắm thi chính thiên tay đi qua đi. Tạ Lệ Hồng nhìn thi Lùi Lùi nắm thi chính thiên lại đây cho rằng thi Lùi Lùi sợ hãi nàng trong lòng đang đắc ý. Hừ, liền tính lớn lên một trương hồ ly tinh mặt còn không phải giống nhau bị nàng ức hiếp đến hung hăng. Không đợi Tạ Lệ Hồng đắc ý xong, nàng liền xem thi Lùi Lùi tới rồi chỉnh quốc đống trước mặt một chân liền đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, chân dẫm lên hắn tay, một khác chân còn dùng lực đạp lên chỉnh quốc đống trên mặt hung hăng chà đạp. Chỉnh quốc đống vừa rồi còn vẻ mặt hung ác bộ dáng hiện tại lại là thống khổ ở kêu to. Thi Lùi Lùi ngươi làm gì, Tạ Lệ Hồng không nghĩ tới Thi Lùi Lùi cư nhiên dám đánh chỉnh quốc đống. Trước kia Thi Lùi Lùi trước nay đều là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, hiện tại cư nhiên phản, nàng kinh ngạc mở miệng còn không chờ phục hồi tinh thần lại khi, một cái bàn tay quăng lại đây, bang, thanh thúy một tiếng cùng trên mặt nóng bỏng đau làm Tạ Lệ Hồng ngốc một chút, một hồi lâu phản ứng lại đây, ngươi tiện nhân này cư nhiên dám đánh ta. Người tìm chết, nàng hồng mắt trên mặt dữ tợn đau mắng giơ tay liền phải đánh trở về. Nàng nơi nào là Thi Lùi Lùi đối thủ,
thì Luy Luy trên chân dẫm lên Trịnh Quốc Đống mặt cùng tay vẫn luôn ở trà đạp, một tay đem Tạ Lệ Hồng tay bắt lại, một tay kia lại từng bước hung hăng ở Tạ Lệ Hồng trên mặt đánh cái tát, bạch bạch, thanh âm vẫn luôn không đình. Thì Luy Luy hiện tại lực lượng đã coi như là một cái nhất giai có bao nhiêu lực lượng hình dị năng giả, mà Tạ Lệ Hồng cùng Trịnh Quốc Cường bọn họ đều không phải dị năng giả, nàng lực lượng đánh vào bọn họ trên người có thể nghĩ có bao nhiêu đau, hai người không ngừng ở đau gào kêu to. Lúc này Tạ Lệ mặt đỏ thượng không ngừng sưng đỏ, khóe miệng càng là bị đánh đến rách nát đổ máu không ngừng, mà Trịnh Quốc Đống càng là mũi đều bị Thi Luy Luy dẫm sụp, tình huống của hắn thoạt nhìn thảm hại hơn, máu mũi chảy tới đến thỏa mãn miệng đều là. Một bên biên ba nam nhân nhìn có điểm trợn tròn mắt, phía trước bọn họ còn tưởng rằng cái này kêu Thi Luy Luy là này hai người thân thích bằng hữu tới, nếu không nơi nào sẽ vừa thấy đến này Thi Luy Luy liền như vậy đúng lý hợp tình mệnh lệnh Thi Luy Luy a, nhưng này sẽ xem bộ dáng này nơi nào như là thân thích bằng hữu a. Đánh đến như vậy tàn nhẫn ngược lại càng như là kẻ thù giống nhau. Trong đó một cái bị lôi điện dị năng điện đến cháy đen nam nhân nhìn không được nhược nhược nói một tiếng, đủ rồi đi, này có bao nhiêu đại thù a? Thì Luy Luy đánh đắc thủ cũng xác thật mệt mỏi, trong lòng lửa giận cũng tiêu không ít, nghe xong lời này cũng đem ngừng tay nhìn thoáng qua kia nam nhân liền lạnh nhạt nói, các ngươi mang theo bọn họ cút cho ta. Lại làm ta thấy đến các ngươi ta thấy một lần đánh một lần. Nói nàng còn đá hai hạ nằm trên mặt đất vô lực Trịnh Quốc Đống. Vừa nghe lời này mấy người cũng biết đánh không lại Thi Luy Luy, sợ hãi hợp tay vừa chân đem hai người kéo dài tới viện môn khẩu xe díp thượng, bọn họ một khắc không ngừng như là gặp được quỷ giống nhau, người vừa lên xe dẫm lên trên xe chân ga nhanh như chớp đi rồi. Chờ xe khai ly biệt thự tầm mắt cái kia bị điện nam nhân căm giận nói, đều là các ngươi, làm hại chúng ta bị đánh một đốn. Hắn là cái này tiểu đội đội trưởng, trong đội trừ bỏ hắn là một cái hỏa hệ thức tỉnh giả ngoại, còn có cái thị giác dị năng giả. Nếu không phải này hai người đắc tội kia tiểu hài tử, nói không chừng hiện tại hắn có thể cùng Thi Luy Luy giao thượng bằng hữu ăn thượng nhiệt cơm, mà hiện tại nhiệt cơm không ăn ngược lại bị người đánh một đốn. Mặt khác hai cái bị đánh người nghe xong lời này cũng là tức giận, đối Trịnh Quốc Đống cùng Tạ Lệ Hồng mắng đến máu chó phun đầu. Khi bất quá khi còn nhịn không được đánh vài cái hả giận, bọn họ hai người hiện tại cũng không dám hé răng, xúc ở một đoàn nhậm người đánh chửi, tuy rằng những người này cũng là đánh, nhưng rốt cuộc không có Thi Luy Luy xuống tay chọc. Vì không bị nửa đường vứt bỏ vẫn là nhịn xuống. Tạ Lệ Hồng tâm cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới trước kia thường bị nàng khi dễ Thi Luy Luy sẽ như vậy bạo lực. Hơn nữa việc này thật đúng là không phải nàng khiêu khích tới, muốn trách cũng là quái này chết phì lão. Tận thế tới trước khi nàng chính câu dẫn Trịnh Quốc Đống đi khai phòng, chuyện tốt làm được một nửa mặt thế liền tới rồi. Còn hảo nàng khi đó sợ có người phát hiện bọn họ gian tình liền đến một cái vùng ngoại thành khách sạn khai phòng, lúc này mới tránh cho mặt thế tang thi bùng nổ. Còn sống. Ở khách sạn, nàng liền cùng Trịnh Quốc Đống gặp hiện tại cùng nhau mấy người liền tạo thành tiểu đội, vốn dĩ nghe được quân đội tin tức bọn họ liền đuổi lại đây. Chính là bọn họ đến thời điểm quân đội sớm đi rồi, bọn họ vì đuổi theo quân đội lại mệt lại sợ hãi còn đói thực, không đuổi theo quân đội đành phải ở ly này không xa địa phương nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền chuẩn bị đi gần nhất căn cứ, trải qua Thi Luy Luy biệt thự khi đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương, biết cái này biệt thự khả năng có người. Mấy người đều không cần thương lượng liền thẳng lái xe liền tới đây. Mấy người bọn họ thật nhiều thiên cũng chưa ăn qua nhiệt cơm, này cơm hương dẫn tới bọn họ nước miếng thẳng lưu. Gõ ban ngày môn không ai khai sau, trong đội vừa vặn có một cái thị giác dị năng giả hắn xem xét biệt thự bên trong. Ở biết biệt thự chỉ có một nam một nữ cùng một cái tiểu hài tử, hơn nữa bên trong còn có không ít đồ ăn khi bọn họ liền nổi lên lòng xấu xa, trực tiếp phá cửa liền đi vào. Tiến biệt thự khi nhìn thấy Thi Chính Thiên khi, Tạ Lệ Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra là Thi Luy Luy nhi tử, tuy rằng nàng không có gặp qua Thi Chính Thiên một lần, nhưng là ở công ty 2 năm, thường xuyên đều nhìn thấy Thi Luy Luy cầm bàn làm việc thượng duy nhất một chương Thi Chính Thiên ảnh chụp ở vuốt ve, thấy nhiều cũng liền nhận được Thi Chính Thiên. Lúc ấy nàng vì xác định vẫn là hỏi hắn có phải hay không Thi Luy Luy nhi tử Thi Chính Thiên. Nàng nhìn ra được tên vừa hỏi ra khi Thi Chính Thiên là có chút khẩn trương, chỉ là còn không có chờ Thi Chính Thiên trả lời vấn đề, chết phì lão sắc tâm bất tử. Còn nhớ thương Thi Luy Luy còn nói Thi Luy Luy là hắn mặt tới lão bà, hắn mặt tới lão bà nhi tử chính là con của hắn, còn làm Thi Chính Thiên quản hắn kêu ba ba, thốt ra lời này xong Thi Chính Thiên không nói hai lời liền đi lên tấu hắn, đem hắn mặt đánh đến sưng đỏ. Lúc sau chính là đội trưởng xem bất quá liền hướng về Thi Chính Thiên phóng dị năng, mà Thi Chính Thiên cũng khai thú nhận lôi hệ dị năng tới đánh đội trưởng cứ như vậy đấu võ lên, vốn dĩ bọn họ năm người đối một cái tiểu hài tử còn có kia hai cái chỉ đứng xem không động thủ một nam một nữ là một chút cũng không sợ hãi. Thẳng đến sau lại tới nữa một nữ nhân, nàng một người là có thể đánh 5 người, lần này tử liền đem mấy người bọn họ đánh thảm.
đều do này chết béo lão, nếu không phải hắn nói câu muốn nhận thi chính thiên vì con nuôi nói, nhân gia cũng sẽ không vừa nghe lời này liền trực tiếp đấu võ. Còn có những người này phía trước không phải giống nhau hung thần ác sát, hiện tại mới đến hối hận, trên mặt đau càng là làm nàng trong lòng cũng đối Thi Luy Luy tràn ngập oán độc, cặp mắt kia cũng là hung quang lấp lánh, hừ, có cơ hội nàng sẽ làm Thi Luy Luy lại dẫm thành dưới nền đất bùn. Tạ Lệ Hồng bên này ở oán hận mắng, mà Thi Luy Luy bên này lại vui vẻ ăn cơm sáng, vừa ăn A Tinh A Phúc làm ra tới mới mẻ sau bữa sáng, biên nghe Thi Chính Thiên nói cái kia vừa rồi những người đó xông tới sự, nàng cũng biết trải qua, kia chết phì lão thật đúng là nên tấu. Vốn dĩ không gặp bọn họ khi, nàng liền nghĩ tới có cơ hội nói tìm bọn họ giúp nguyên chủ ra một đốn ác khí, hiện tại nhưng thật ra xảo giúp nàng hoàn thành một cái nguyên nhìn. Thực mau bữa sáng ăn xong, ba người trên mặt đều lộ ra thỏa mãn biểu tình, Tiểu Bố nhìn đang ở thu thập đồ vật A Phúc A Tinh khi, trong lòng hâm mộ ghen tị hận càng đậm, này Thi Luy Luy tu chân đồ vật thật đúng là không ít, cư nhiên còn có như vậy rất thật con rối. Nàng đã nói lên minh mặt thế đêm đó nhìn bọn họ trong phòng có hai người kia. Nhưng sau mấy ngày cơ nhiên trước nay chưa thấy qua bọn họ. Hôm nay nếu không phải nàng trở về đến sớm phát hiện hai người kia, này sẽ tin tưởng Thi Luy Luy cũng sẽ không đem này hai người thả ra. Nàng nhìn đến này hai người khi kinh ngạc hơn nửa ngày, vốn tưởng rằng này hai cái là nhân loại, nhưng trải qua thần thức đảo qua, hảo gia hỏa, nhân gia cùng vốn là không phải nhân loại, chỉ là cái tu chân giới thường thấy con rối, chẳng qua này con rối tương đối cao cấp mà thôi. Có này hai cái không phải nhân loại con rối hầu hạ, lại không cần lo lắng bị nhân loại hầu hạ mang đến ngượng ngùng mà cảm thấy có áp lực, thật là có tưởng nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái a. Này có thể không cho Tiêu Bố hâm mộ ghen tị hận sao? Thì Luy Luy cũng cảm giác được Tiêu Bố khác thường ánh mắt, nàng thực bình tĩnh nói, này hai cái đúng vậy Tinh cùng A Phúc, là chúng ta bảo mẫu kiêm bảo tiêu, hôm nay ngươi đi ra ngoài khi bọn họ mới vừa tìm được chúng ta. Nàng không biết Tiêu Bố là người tu chân cũng là không nghĩ tới Tiêu Bố sớm đã nhìn ra A Tinh cùng A Phúc hai người là con rối, cho nên nói dối lên đôi mắt chớp cũng không chớp. Tiêu Bố gật gật đầu, nghĩ thầm tính, nói dối liền nói dối đi, nếu là chính mình cũng sẽ làm như vậy, nàng cũng không có nghĩ tới muốn cướp Thi Luy Luy đồ vật, nghĩ nàng trống rỗng lấy ra sáng nay đi tìm kia đồ vật ra tới phóng tới sofa trước trên bàn trà nói, đây là đêm qua chúng ta nhìn đến kia sáng lên đồ vật. Thi Luy Luy đầu tiên là kinh ngạc Tiêu Bố có thể trống rỗng lấy ra đồ vật tới, này lại là cái không gian dị năng giả, hiện tại như thế nào không gian dị năng giả đều như vậy thường thấy. Sau là nghi hoặc nhìn trên bàn trà mấy cái nhánh cỏ thượng treo đèn lồng dường như quả tử, đây là tối hôm qua nhìn đến sẽ sáng lên đồ vật. Này không phải mặt thế trước cũng thường thấy đến đèn lồng thảo sao. Chẳng qua cái này có thể là biến dị qua hành thượng đèn lồng lớn hảo chút mà thôi. Tiêu Bố sở dĩ lấy ra thứ này kỳ thật cũng là biết này đèn lồng thảo cũng chỉ có chiếu sáng tác dụng, kiếp trước nàng liền biết thứ này, chẳng qua chưa thấy qua mà thôi, nàng cũng chỉ là nghe được quá một ít đại gia tộc dùng để trang hoàng chiếu sáng chính là này đèn lồng thảo. Mà thế sau có rất dài một đoạn thời gian là không có điện dùng, liền tính là ở trong căn cứ điện cũng là tiến hành cùng lúc đoạn mở ra, mà những cái đó người giàu có khu đại gia tộc lại không sợ không có chiếu sáng đồ vật, này đèn lồng thảo chính là bọn họ thường dùng, thứ này cũng phi thường thực dụng. Nghe nói một cái đèn lồng là có thể dùng một năm, nàng hái không ít, lấy ra một ít cấp Thi Luy Luy cũng không cái gọi là. Đem đèn lồng thảo đại khái sử dụng cấp Thi Luy Luy thuyết minh sau Tiêu Bố liền trở về phòng tu luyện, cái gì thứ tốt đều không có tu vi tới quan trọng. Thi Luy Luy đã biết sử dụng tò mò nghiên cứu một hồi đèn lồng thảo sau, phát hiện thật đúng là chỉ có thể đương bóng đèn dùng cũng không lại nhiều nghiên cứu, đem thứ này thu lên lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp tới. Tại đây biệt thự lúc sau mấy ngày. Bởi vì không có tang thi lại không có người tới quấy rầy nguyên nhân nhưng thật ra làm Thi Luy Luy cảm thấy thời gian quá thật sự mau, nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện mặt khác thời gian đều lấy tới nghiên cứu trận pháp. Mà Tiêu Bố mấy ngày nay mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, có khi hơn phân nửa đêm mới thấy nàng trở lại biệt thự, biết Tiêu Bố thực lực nàng cũng không có nhiều lo lắng, tuy rằng nàng tưởng tò mò Tiêu Bố đi ra ngoài làm cái gì, nhưng bọn hắn hai người quan hệ vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm không gần lại không xa. Thì Luy Luy cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng đi hỏi nàng đi ra ngoài làm cái gì. Thi Chính Thiên mấy ngày nay bởi vì có sân nguyên nhân nhưng thật ra mỗi ngày đến trong viện luyện võ, có khi nàng cũng sẽ cùng Thi Chính Thiên luyện chiêu, hai người cùng học tập kiếm thuật cùng đao pháp, 5 ngày thời gian Thi Luy Luy cảm thấy qua đến thật sự thực mau, như vậy an tĩnh nhật tử chính là nàng muốn, nếu có thể ở chỗ này bày ra trận pháp tin tưởng nơi này sẽ càng an toàn, cho nên nàng đối với trận pháp nghiên cứu càng thêm nóng bỏng. Rốt cuộc cũng là trời xanh không phụ người có lòng. Mấy ngày thời gian, Thi Luy Luy đánh với bố hiểu biết càng thâm nhập, càng thấu triệt sau, cũng biết kia trận bàn vì cái gì vô dụng, cũng không phải trận bàn vấn đề, mà là linh thạch vấn đề.
Kia trận bàn tên là trận là cái phi thường cường đại trận bàn, nó tập phòng ngự, công kích, mê hoặc, tụ linh, truyền tống, phong ấn sao vì một, trong đó càng là trong trận có trận cực kỳ phức tạp, cũng bởi vì nó cường đại, muốn khởi động cái này trận bàn kia đến cực phẩm linh thạch mới được, hơn nữa tiêu hao cực phẩm linh thạch cũng là muốn tương đương nhiều. Đừng nói cực phẩm linh thạch nàng ở trong không gian chỉ tìm được một viên, cùng bổn khởi động không được trận bàn, liền tính là có cũng đủ cực phẩm linh thạch, kia nàng cũng là luyến tiếc dùng cực phẩm linh thạch tới bố cái trận pháp. Cực phẩm linh thạch liền tính là ở tu chân giới cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, nó không chỉ có ở trong chứa tinh thuần linh khí, càng là có thể tiêu hao xong sau có thể tự động hấp thu linh khí khôi phục. Như vậy chân quý đồ vật hiện tại lấy ra tới bảy trận pháp chỉ đổi lấy chính là mấy năm an tĩnh thời gian. Đây là tương đương tính không ra, còn không bằng lấy tới trực tiếp hấp thu bên trong linh khí càng có lời. Bất quá hiện tại nàng cũng không có như vậy nhiều cực phẩm linh thạch, đành phải đem trận cấp buông xuống, thì lui lui nhưng thật ra tìm ra cái kia hoàn thành một nửa tàn khuyết trận bàn tới. Này trận bàn cũng là một cái phi thường cường đại trận bàn, tập ảo trận cùng sát trận nhị hợp nhất, đơn liền ảo trận chính là một cái đại trận còn đựng các loại tiểu ảo trận. Tuy rằng trận bàn là tàn khuyết, nhưng vẫn là có lợi dụng giá trị. Thì lui lui nhiều như vậy thiên nghiên cứu trận pháp, còn không có năng lực chế tác trận bàn, nhưng là một cái tu chân giới đơn giản nhất chướng mắt mê trận, nàng hiện tại cũng là có tin tưởng bố đến ra tới. Nàng lợi dụng tàn khuyết trận bàn tới làm mắt trận, sau đó liền ở viện ngoại các phương hướng bố trí linh thạch, bận việc cả ngày. Tới rồi trời tối khi nàng đánh một cái thủ quyết ở mắt trận trận bàn thượng, nháy mắt, trận bàn thượng cùng các phóng linh thạch địa phương phát ra một đoạn ngắn ngủi vượng quang, theo sau liền khôi phục nguyên dạng. Thì Lùi Lùi hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là thành công. Nguyên bản nàng cũng chỉ là tưởng thử một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới thành công, nàng tinh mỹ ngũ quan thượng lưu lộ ra sung sướng tươi cười, còn nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Không biết này trận pháp hiệu quả thế nào. Đang nghĩ ngợi tới thì Lùi Lùi liền đến viện môn khẩu vừa vặn nhìn đến Tiêu Bố từ bên ngoài trở về, nhưng nàng chỉ đứng ở sân bên ngoài cũng không tiến vào, trên mặt mang theo nghi hoặc biểu tình Tả Cố Hữu nhìn vài cái. Cuối cùng còn ở viện ngoại dạo qua một vòng. Lại như thế nào cũng vào không được trong viện. Thì Lùi Lùi ý xấu nhìn Tiêu Bố ở trận truyền, nghĩ thầm này trận pháp thật đúng là hữu hiệu, nhìn một hồi Tiêu Bố ở bên ngoài truyền, nàng cũng không làm Tiêu Bố truyền lâu lắm, đi ra ngoài lãnh Tiêu Bố vào được. Này trận pháp ở tu chân giới là cực kỳ đơn giản, nhưng ở người thường này chướng mắt mê trận, nếu không biết tiến lên lộ tuyến, liền sẽ giống quỷ đâm tường giống nhau tại chỗ đạp bộ. Thì Lùi Lùi biên lãnh đầy người khí lạnh mặt vô biểu tình Tiêu Bố tiến viện, biên đi tới biên cùng nàng nói rõ lộ tuyến, làm nàng nhớ kỹ lộ tuyến, không một hồi liền đến trong viện. Tiến trong viện thì Chính Thiên đang từ trên lầu xuống dưới, hắn nhìn đến Thì Lùi Lùi liền sốt ruột nói, mụ mụ. Ta tinh thần lực ra vấn đề. Ta, tinh thần lực ra vấn đề. Thì Lùi Lùi trong lòng căng thẳng, phàm là về Thì Chính Thiên sự nàng đều là phi thường coi trọng khẩn trương, càng đừng nói này tinh thần lực ra vấn đề. Này cũng không phải là hào ngoạn có thể ảnh hưởng đến tính mạng, bất quá nàng cũng thực mau bình tĩnh nói, sao lại thế này. Tiêu Bố ở nghe được Thi Chính Thiên tinh thần lực ra vấn đề khi, liền lặng lẽ thả ra thần thức, không nghĩ tới thần thức chỉ tới một mét liền ra không được, giống như có cái gì áp chế thần thức giống nhau. Ta cũng không biết, tinh thần lực hiện tại chỉ có thể thả ra một mét. Thi Chính Thiên cũng phi thường kỳ quái không biết này sao lại thế này. Cùng ngươi trận pháp có quan hệ đi, Tiêu Bố lập tức liền liên tưởng đến trận pháp. Nhưng nàng không rõ này trận pháp rõ ràng là Thi Lùi Lùi bố, nhưng nàng như thế nào sẽ không biết giống nhau còn cau mày ở buồn rầu. Nghe xong lời này Thi Lùi Lùi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói có khả năng. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài thử xem. Nói liền mang theo hai người đến ngoài trận đi, tới rồi bên ngoài sau, sân liền biến mất. Ở nguyên bản sân địa phương, xuất hiện ở bọn họ phía trước chính là một mảnh tiểu rừng trúc, cùng bổn nhìn không ra nơi này sẽ có căn biệt thự. Thi Chính Thiên ngạc nhiên nói, mụ mụ. Này sao lại thế này? Thì Lùi Lùi cũng không có trả lời, mà là làm hắn thử xem tinh thần lực. Thực mau, thì Chính Thiên thí xong ở bên ngoài tinh thần lực không có vấn đề. Này sẽ nàng cũng biết là này trận pháp nguyên nhân. Nàng không tưởng một cái chướng mắt mê trận cư nhiên còn có áp chế tinh thần lực hiệu quả. Phỏng chừng là kia trận bàn có áp chế thần thức tài liệu. Nếu không giống nhau chướng mắt mê trận là không có này hiệu quả. Hiện tại trận pháp này hiệu quả nàng càng yên tâm. Nàng rốt cuộc có cơ hội có thể tiến trong không gian tu luyện. Nghĩ nàng đem là trận pháp áp lực tinh thần lực nguyên nhân nói cho Thi Chính Thiên, còn mang theo hắn đi rồi lần thứ hai lộ tuyến, làm hắn nhớ kỹ sau liền trở lại trong viện. Có trận pháp hộ tống viện này liền an toàn nhiều, tuy rằng này trận pháp không có công kích, nhưng vẫn là có thể phòng ngừa có người phát hiện nơi này, không ai phát hiện liền sẽ không có người tới quấy rầy. Vốn dĩ Thi Lùi Lùi phía trước luôn là có loại gấp gáp cảm giác, hiện tại tuy rằng cũng có,
nhưng đã thả lỏng rất nhiều, nàng sung sướng làm A Tinh A Phúc làm đốn bữa tiệc lớn tới ăn, này sẽ cho dù có lại đại cơm mùi hương cũng sẽ không dẫn tới người khác chú ý. Thực mau bữa tiệc lớn liền làm tốt, có khương hành xào gà, cà chua xào trứng gà, hâm lại thịt, nhưỡng khổ qua, ớt cay nhỏ xào thịt, không gian sản xuất tỏi dung xào rau xanh, mặt khác còn có một cái dược liệu cốt canh, 6 đầu ăn một canh đều là việc nhà tiểu sao, nhưng mọi thứ đều cấp A Phúc làm được sắc hương vị cụ toàn, nhìn liền đại lưu nước miếng. Mà thế còn có thể ăn thượng mấy thứ này người đã thiếu càng thêm thiếu, mấy người cũng là thực quý trọng ăn đến một chút cũng không dư thừa. Sau khi ăn xong thì Lui Lui đồng dạng thói quen ôm Thi Chính Thiên ở trên sofa nghỉ ngơi lưu một hồi thiên. Nhưng hôm nay Tiêu Bố lại là không có trực tiếp trở về phòng, mà là đồng dạng ngồi ở trên sofa, thì Lui Lui kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngày mai ta phải rời khỏi nơi này, các ngươi về sau tiểu tâm chút. Tiêu Bố lời nói khí vẫn là lạnh lùng, nhưng cảm giác được lời nói quan tâm, nàng chả vốn tới liền tính toán ngày mai rời đi, kiếp trước một ít việc cũng muốn biết rõ ràng, hơn nữa mấy ngày này cũng coi như giúp không ít Thi Lui Lui vội. Báo ân cũng còn phải không sai biệt lắm. Hơn nữa thì Lui Lui tu vi tăng lên thật sự mau, tới rồi luyện khí 3 tầng liền có thể học linh nhãn thuật, sợ đến lúc đó thì Lui Lui nhìn ra nàng là người tu chân hai người sẽ trở mặt thành thù, này không phải nàng muốn, tuy rằng nàng công pháp tương đối đặc thù. Giống nhau người tu chân là nhìn không ra tới, nhưng là nàng cảm thấy thì Lui Lui không phải người bình thường a, ở kiếp trước liền giác thì Lui Lui như là trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau nhân vật, nhị tử lão công đều là cường giả, còn vận khí thêm thân. Tóm lại chính là không thể cùng Thi Lui Lui cùng nhau ngốc lâu rồi. Phía trước nàng còn sợ đi rồi Thi Lui Lui đôi mẹ con này tại đây sẽ không an toàn, nhưng hiện tại con này trận pháp nhưng thật ra làm nàng an tâm điểm. Mấy ngày này cùng Thi Lui Lui ở chung thời gian không nhiều lắm, hai người cũng không tính thân cận, khả năng liền bằng hữu đều không tính là, nhưng không biết vì cái gì nàng tổng cảm giác cùng Thi Lui Lui có một cái cắt không ngừng tuyến ở liên lụy. Thi Lui Lui cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ liền cảm giác được Tiêu Bố sẽ không ở chỗ này ngốc lâu. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi, nàng nhàn nhạt gật gật đầu nói, ngày mai chờ ta tỉnh lại ngươi lại đi đi. Nàng sợ Tiêu Bố giống ngày thường giống nhau không rên một tiếng liền đi rồi, Tiêu Bố giúp nàng không ít vội, như thế nào cũng muốn hồi báo một chút mới được. Nàng cũng là cái biết ân báo đáp người, làm không ra cái loại này đương nhiên sự tới. Tiêu Bố tỉ tỉ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Thi Chính Thiên nói liền qua đi ôm Tiêu Bố, có điểm không tha. Tuy rằng ở chung không lâu nhưng Tiêu Bố đối hắn chiếu cố cùng quan tâm hắn là có thể cảm giác được, mỗi lần có người khi dễ hắn thời điểm Tiêu Bố đều là so mụ mụ còn muốn sớm xuất hiện. Ân, đối với Thi Chính Thiên như vậy đáng yêu lại thông minh hài tử, ở chung mấy ngày Tiêu Bố trong lòng là thích hắn, cho nên mới lo lắng đôi mẹ con này lưu lại nơi này sẽ không an toàn. Nàng kéo ra Thi Chính Thiên giống Thi Lui Lui giống nhau vuốt hắn nắm đầu, tóc mềm mại sờ lên thực thoải mái, khó trách Thi Lui Lui cả ngày thích vuốt. Biên vuốt nàng lại nói, người phải hảo hảo tu luyện. Ta sẽ, Thi Chính Thiên gật gật đầu, tuy rằng hắn không thích mụ mụ bên ngoài người sờ hắn đầu, nhưng là Tiêu Bố tỉ tỉ nói liền ngoại lệ một lần làm nàng sờ đi. Sáng sớm hôm sau Thi Lui Lui tỉnh lại vừa đến trong đại sảnh liền nhìn đến Tiêu Bố đã sớm ngồi ở sofa kia, nàng cũng không nói nhiều, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tinh mỹ hộp cấp đưa cho Tiêu Bố nói, này đó đều là nhà ta bí dược, người tỉnh điểm dùng. Cách dùng ta đều viết ở trên nhãn. Nàng ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt một ít cứu mạng đồ vật, giống hồi xuân đan, giải độc đan, bất quá đều đem này đó đan dược đều ma thành phấn. Sau đó dùng chân châu phấn lấy 1/10 phân lệ pha loãng quá, này đó đan dược dược hiệu quá độc lỗ, nàng tuy rằng cũng tưởng đem thứ tốt đều cấp Tiêu Bố, nhưng cũng không nghĩ gây họa thượng thân. Trừ bỏ kia hai loại đan ở ngoài nàng trả lại cho viên hoàn chỉnh dưỡng hồn đan cùng bồi nguyên đan, này hai loại dược một loại là thần thức sau khi bị thương có thể chữa trị. Một loại khác là đối trọng thương có thể thực tốt trị liệu hiệu quả, đương nhiên này hai loại dược nàng đều là chỉ cấp một viên, hơn nữa trên nhãn mặt thuyết minh là bảo mệnh dùng không đến bất đắc dĩ vẫn là giữ lại hảo, này hai loại dược và chân quý liền tính ở nàng trong không gian cũng không nhiều lắm. Tiếp nhận hộp Tiêu Bố mở ra đánh nhìn thoáng qua, bên trong 4 cái tinh mỹ chỉ có nửa cái bàn tay đại bình ngọc ở bên trong, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền đóng lại hộp nói cảm ơn. Nàng đại khái đã biết bên trong chính là tu chân giới đồ vật. Này đó đối với một cái không có tu giao diện đồ vật người tu chân tới nói cũng là và chân quý. Trước khi đi Tiêu Bố vẫn là quay đầu lại ý mặt không rõ nhìn Thi Lui Lui liếc mắt một cái thần bí nói, Long Tuyền làng du lịch kia vừa tới một đội đại đội ngũ, người có thời gian không đề phòng qua đi nhìn xem, nói không chừng nơi đó sẽ có kinh hỉ chờ ngươi đâu. Nói nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Long Tuyền làng du lịch, kia chẳng phải là này phụ cận làng du lịch, một đại đội đội ngũ quan nàng chuyện gì, người nhiều chuyện phi nhiều.
nàng không muốn cùng quá nhiều người ngốc cùng nhau, chỉ là Tiêu Bố kia ý vị không rõ ánh mắt lại có ý tứ gì. Còn có kinh hỉ, có cái gì kinh hỉ? Thì Luy Luy một trận đầu đại, làm không rõ Tiêu Bố nói là có ý tứ gì, chờ tưởng hỏi lại khi Tiêu Bố bóng người sớm đã không thấy, tưởng không rõ nàng cũng không lại nhiều để ý tới. Tiêu Bố vừa đi biệt thự liền dư lại bọn họ mẫu tử hai người, nhưng bọn hắn sinh hoạt cùng phía trước mấy ngày cũng không có quá lớn biến hóa, hơn nữa có A Phúc A Tinh hai người hầu hạ, bọn họ nhật tử quá đến cũng tương đương thoải mái an tâm, thì Luy Luy cũng có thể an tâm tiến không gian tu luyện, có không gian thời gian thêm thừa, nàng tu vi cũng tiến bộ thực mau, 5 ngày sau nàng đã luyện khí 2 tầng đỉnh núi. Nàng chuẩn bị muốn bế quan đột phá luyện khí 3 tầng, cho nên muốn cùng Thi Chính Thiên công đạo một chút. Vừa ra không gian nàng đến đại sảnh liền nhìn đến Thi Chính Thiên ở lầu 2 trên ban công nhìn bên ngoài, hắn biểu tình làm như lo lắng lại tò mò. Thi Luy Luy đi qua đi xem một chút bên ngoài, mà bên ngoài đang có người xông vào trận pháp. Viện ngoại trận pháp có 5 người, này 5 người thoạt nhìn như là cùng nhau, đằng trước chính là đơn độc một người, mặt sau là 2 người một tiểu đội, mấy người cũng không ở cùng cái địa phương, ở trận nếu là tách ra nói sẽ nhìn không tới đối phương, 5 người ở trận đổi tới đổi lui đều là tại chỗ không xa địa phương. Chính là vô pháp đi ra ngoài trận, bọn họ biểu tình đều là mang theo hoảng sợ sốt ruột, mồ hôi đầy đầu quẹo trái quẹo phải. Mụ mụ, có người xông vào trận làm sao bây giờ? Thi Chính Thiên vừa thấy Thi Luy Luy liền sốt ruột nói. Trước xem một chút là người nào lại nói. Thi Luy Luy không biết những người này là tốt là xấu, vì cái gì sẽ xông vào trận, này muốn xem qua mới được, nếu tới giả không tốt nàng là sẽ không nương tay, nếu là lầm sấm nói, nàng cũng không phải sát nhân ma đầu. Đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ đánh vựng ném ra ngoài trận là được. Lúc này trận trong đó một cái 2 người tiểu đội liền có nhân khí cấp nói, Lý đội, làm sao bây giờ a? Này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì a? Này rừng trúc phía trước bọn họ nhìn đến thời điểm chỉ là rất nhỏ một mảnh, nhưng tiến vào sau liền như thế nào cũng tìm không thấy lộ ra không được. Hơn nữa hắn nhìn đến những cái đó cây trúc giống như mỗi một cây đều tương đồng giống nhau quỷ dị thật sự. Ta nào biết đây là cái địa phương quỷ quái gì? Đều do Lữ Sóng, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Lý Hoành trong lòng cũng sốt ruột, mà thế tới vốn là đáng sợ, hiện tại lại tại như vậy một cái quỷ dị địa phương càng làm cho hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lý Hoành là này phân đội nhỏ tiểu đội trưởng, vốn dĩ chính là đã chịu mặt trên đội trưởng phân phù đến phụ cận xem xét cứu viện, hôm nay bọn họ này một đội vừa đến này phụ cận, trong đội Lữ Sóng nhìn đến này phiến rừng trúc khi cảm thấy kỳ quái liền vào được. Vốn dĩ Lý Hoành cảm thấy như vậy tiểu nhân một cái rừng trúc một người đi xem xét cũng là được, hắn không như thế nào để ý tới Lữ Sóng liền mang theo người đến bên cạnh 2 căn biệt thự xem xét. Nào biết Lữ Sóng vừa đi chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ, khi đó bọn họ đều tưởng này rừng trúc như vậy tiểu nào dùng xem xét lâu như vậy a. Lý Hoành là đội trưởng vài người cũng ở chung chút thời gian vẫn là có điểm huynh đệ chi tình, lo lắng dưới khiến cho mặt khác 2 người đi vào tìm xem Lữ Sóng. Chính là kêu đi 2 người vừa đi liền không hề đã trở lại. Lý Hoành kỳ quái dưới phỏng đoán khả năng bên trong có tang thi, cũng có khả năng bên trong có đại lượng đồ ăn kia mấy người đang ở bên trong ăn uống thả cửa đâu. Do dự dưới hắn cũng cùng dư lại đội viên vào tiểu rừng trúc, nhưng này tiểu rừng trúc nào có cái gì tang thi? Nào có cái gì đồ ăn a? Hiện tại khó thở ảo não dưới hắn chỉ có thể quái Lữ Sóng. Mà mặt khác 2 người tiểu đội cũng là ở mắng to kia kêu Lữ Sóng người. Nhưng bọn hắn nói chuyện càng có rất nhiều kỳ vọng đội trưởng có thể tìm được bọn họ, hoặc là hy vọng đội trưởng có thể hồi Long Tuyền làng du lịch tìm người tới cứu bọn họ. Thì Luy Luy cách bọn họ tuy rằng không gần, nhưng tu luyện sau ngũ cảm nhạy bén rất nhiều bọn họ nói nàng cũng nghe tới rồi, biết những người này là trong lúc vô ý tiến vào cũng yên lòng, nàng lặng lẽ đến bọn họ bên người đem bọn họ một đám gõ vựng sau liền nâng đến ngoài trận. Sợ bọn họ té xỉu ở bên ngoài sẽ gặp được tang thi hoặc là biến dị động vật. Nàng còn hào tâm làm A Phúc A Tinh nhìn bọn họ chờ bọn họ tỉnh lại. Không bao lâu kia mấy người lần lượt tỉnh lại sau đều là cho nhau nhìn vài lần đối phương, lúc sau sợ hãi lăn lê bò lết chạy. Thì Luy Luy không đem này mấy người sự để ở trong lòng, nàng phỏng chừng Long Tuyền làng du lịch kia đại đội ngũ cũng sẽ không ở chỗ này lưu lâu lắm, những người đó liền tính biết nơi này có kỳ quái cũng sẽ không quá để ý tới. Cho nên nàng vẫn là tương đối yên tâm cùng Thi Chính Thiên công đạo một chút liền tiến trong không gian tu luyện. Tuy rằng hiện tại này biệt thự tương đối tới nói là an toàn, nhưng là không có thực lực tổng hội cảm thấy không yên ổn. Không gian tu luyện trong phòng, thì Luy Luy ngồi xếp bằng trên mặt đất nhập định, không bao lâu đại lượng linh khí bị nàng dẫn vào tu luyện trong phòng, dũng mãnh vào thân thể của nàng, chậm rãi chung quanh linh khí tất cả đều quay chung quanh ở bên người nàng hình thành một cái mắt thường có thể thấy được linh khí đoàn. Thì Luy Luy không biết qua bao lâu, mặc niệm diễn sinh kinh.
kinh mạch linh khí từng vòng vận chuyển tới đan điền linh khí đã chen đầy, cảm giác được thời cơ chín muồi. Nàng cũng không có do dự, dẫn sở hữu linh khí một cổ làm khí nhằm phía kia hơi mỏng cái chắn. Oanh, trong óc một tiếng chấn vang, đan điền một trận đau đớn theo sau trên người ấm áp, từng luồng linh khí theo kinh mạch đưa đến đan điền, nàng trong lòng vui vẻ. Nội coi đan điền kinh mạch khoan rất nhiều. Mà đan điền càng là mở rộng mấy lần, rốt cuộc tới rồi luyện khí ba tầng. Nàng cũng không có dừng lại tu luyện tiếp tục ổn định tu vi. Thẳng đến tu vi ổn định lại còn có nâng lên thăng không ít nàng mới dừng lại tới. Tới rồi luyện khí ba tầng liền có thể học tập linh nhãn thuật cũng không phải cái gì cường đại pháp thuật, nhưng ở tu chân giới là rất thực dụng một cái pháp thuật, xem người khác tu vi khi yêu cầu, mà những cái đó đế cấp ẩn thân phù này pháp thuật cũng có thể nhìn thấu, cho nên Thi Luy Luy cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là lưu tại trong không gian đem này pháp thuật cấp học. Còn hảo này pháp thuật học tập không khó, thực mau liền đem này pháp thuật luyện thục. Rồi sau đó nàng còn ở trong không gian dạo qua một vòng, trong không gian hết thảy xử lý đều giao cho A Phúc. Hiện tại cây ăn quả đã trưởng thành hình, mà trong đất cũng mọc đầy rau dưa, trong đó viện phía trước một miếng đất cũng loại một ít đào vong khi thu thập đến dược liệu, trên sườn núi ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một ít gia cầm động vật ở mặt trên đi lại, toàn bộ không gian cho người ta sinh cơ bừng bừng hơi thở, làm người nhìn một hồi thoải mái. Gì thì Luy Luy đột nhiên ngạc nhiên ra tiếng, như thế nào không gian giống như biến đại điểm. Nàng có điểm không tin lại xoay vài vòng quan sát đến, thật đúng là mở rộng, xem ra là chính mình tu vi tăng lên thành quả. Diễn sinh kinh thật đúng là có thể cho không gian biến đại, tuy rằng hiện tại mở rộng đến không nhiều lắm, nhưng về sau theo tu vi tăng lên sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ Thi Luy Luy cao hứng ra không gian, nàng cũng không biết chính mình ở trong không gian đã bao lâu, rất tưởng Thi Chính Thiên, vừa đến trong đại sảnh liền thấy Thi Chính Thiên một trương đáng yêu gương mặt đứng đắn bản, biểu tình thượng còn có thể nhìn đến ra có điểm không kiên nhẫn. Làm sao vậy, ai chọc ta ra bảo bối không cao hứng? Thi Luy Luy một cái bước xa qua đi đem hắn bế lên tới tàn nhẫn hôn mấy khẩu. Mụ mụ, Thi Chính Thiên không kiên nhẫn biểu tình vừa thấy đến Thi Luy Luy liền chuyển mình cười mặt, hắn kéo nàng cổ mặt chôn ở hõm vai cỏ cỏ, ngửi mụ mụ độc đáo hương vị tâm mới an tĩnh lại. Vừa rồi làm sao vậy? Thi Luy Luy vuốt hắn đầu nhỏ ôm hắn ngồi ở trên sofa ôn hòa trọng hỏi. Thi Chính Thiên lúc này mới nâng lên tiểu đầu nói, mấy ngày nay luôn có người xông vào nhà chúng ta trận pháp, tới rất nhiều lần. Đều là lần đầu tiên sấm trận pháp trong đó một người mang đến. Bọn họ còn dám tới. Thì Luy Luy tính một chút thời gian, nàng ở trong không gian ngây người hơn 3 tháng mới đến luyện khí 3 tầng cùng học được linh nhãn thuật, mà bên ngoài cũng chính là 4 ngày, nàng có điểm ngoài ý muốn kia đại đội đều tại đây vài thiên như thế nào còn chưa đi. Lại còn có dám lại đến sấm trận, chẳng lẽ là bọn họ cảm thấy nơi này không có nguy hiểm liền phải thăm cái đến tột cùng sao? Xem ra không cho điểm nhan sắc cho bọn hắn nhìn xem. Bọn họ thật đúng là không dứt. Ân, bọn họ mỗi lần tới ta đều ở trong sân luyện ngoại công, phiền chết người, mỗi lần đều phải ta điện vượng bọn họ làm A Phúc nâng bọn họ đi ra ngoài mới được. Thi Chính Thiên ủy khuất ở Thi Luy Luy trong lòng ngực cọ nói. Thi Chính Thiên mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở trong sân luyện công, mà những người đó cũng là sáng sớm liền sẽ tới. Thường xuyên như vậy tới quấy rầy đến Thi Chính Thiên khó trách hắn sẽ phiền đâu, chính là Thi Luy Luy nàng cũng sẽ cảm thấy phiền thật sự. Long Tuyền làng du lịch chính là người nào? Như thế nào còn chưa đi? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này kiến căn cứ? Thì Luy Luy nhớ tới Tiêu Bố lời nói, xem ra thật đúng là đến đi xem mới được. Nghĩ nàng nói, chúng ta trước đừng động bọn họ, người an tâm luyện công, hắn vào không được. Chờ ta đi Long Tuyền làng du lịch xem xét một chút tình huống lại nói. Có thể hay không có nguy hiểm a? Thì Chính Thiên lo lắng nhất mụ mụ muốn đi ra ngoài. Thì Luy Luy vuốt hắn đầu nhỏ nói, mụ mụ vừa mới thăng giai Nga. Sẽ thực lịch làm hại Nga, người yên tâm đi. Thật tốt quá, mụ mụ, ta cũng mau thăng giai, Thi Chính Thiên nói đầu nhỏ dương lên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thi Luy Luy cầu khen ngợi. Ha ha, ta bảo bối chính là lịch hại, vì khen ngợi ngươi, chúng ta ăn bữa tiệc lớn được không? Thi Luy Luy ôn cười nói, có như vậy cái đáng yêu bảo bối tại bên người, nàng cảm thấy nàng là may mắn lại hạnh phúc. Thực mau 2 ngày qua đi, Thi Luy Luy 2 ngày này ban ngày đều bồi Thi Chính Thiên luyện ngoại công. Buổi tối bồi hắn học tập tu luyện, vốn dĩ nàng còn nghĩ chờ một chút. Xem kia Long Tuyền làng du lịch kia chi đại đội có thể hay không đi, chính là chờ tới không phải bọn họ đi, mà là bọn họ càng ngày càng thường xuyên sấm trận. Thì Luy Luy thật sự là nhịn không được, phàm là tiến trận nàng đều cấp đánh một đốn mới ném ra trận. Còn như vậy đi xuống, người khác không đi cũng không được biện pháp, thì Luy Luy vẫn là quyết định đi làng du lịch nhìn xem tình huống, nếu kia đội nhân mã phải đi nói nàng không đề phòng nhịn một chút.
nếu thật muốn ở chỗ này kiến căn cứ cũng đừng trách nàng tàn nhẫn muốn giết người. Không cho điểm giáo huấn nói bọn họ thật đúng là sẽ không dứt, cuối cùng phiền não vẫn là nàng. Nếu là đưa tới cái gì đại nhân vật kia càng phiền toái. Thì Luy Luy lựa chọn chạng vạng thời điểm đi, công đạo thi chính thiên không cần đi ra ngoài trận pháp ngoại sau. Nàng liền vận khinh công hướng về Long Tuyền làng du lịch đi, biệt thự ly Long Tuyền làng du lịch đại khái chỉ có 2 cây xa, nàng thực mau liền đến làng du lịch cách đó không xa, ở phụ cận tìm một đống không ai nhà trệt lên lầu đỉnh, tưởng từ nơi này chỗ cao có thể hay không nhìn đến làng du lịch bên trong, đáng tiếc tiểu lâu cũng không cao, đứng ở nóc nhà cũng không có thể xem tới được tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn đến bên trong tương đối cao khách sạn có người. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ẩn thân vào xem khi, bên tai truyền đến 2 cái nam nhân ở oán giận. Người nói đại đội trưởng cứu như vậy nhiều nữ nhân, như thế nào còn muốn chúng ta đến bên ngoài tìm nữ nhân tới cứu a? Còn chê chúng ta trong đội nữ nhân không nhiều lắm sao? Ngốc tại nơi này nhiều như vậy thiên cũng không đi căn cứ, cứu như vậy nhiều nữ nhân hắn một ngày một cái đều dùng không xong, cũng không thấy đến thưởng 1-2 nữ nhân cho chúng ta này đó huynh đệ chơi chơi. Hừ, thưởng ngươi, ngươi đảo tưởng bở, lời này ngươi ở chỗ này nói là được a? Nếu là cho người ta nghe được đừng trách ta không cứu ngươi a. Người nếu là có bọn họ như vậy lịch hại, không cần tìm, người khác tự động đưa tới cửa tới, người cả ngày ở chỗ này oán giận, nếu là không thoải mái ngươi đi là được, không ai quản ngươi đâu, người khác tưởng tiến đội cũng chưa cơ hội đâu. Một khác nói nam nhân khinh thường nói, ha ha, ta này còn không phải là nói mà thôi, nào có không nghĩ ở trong đội ngây người, ngươi nhưng đừng thật sự. Nói xong, một trận tiếng bước chân chậm rãi đi xa sau thi Luy Luy mới từ tiểu lâu bên cạnh một cây trên đại thụ nhảy xuống. Xem ra cái kia đại đội trưởng là cái ngựa giống nam, nếu không cứu như vậy nhiều nữ nhân làm cái gì. Nàng không tin này thế đạo thật đúng là có nam nhân đáng thương nữ nhân mà cứu nữ nhân. Đã biết Long Tuyền làng du lịch đại đội trưởng sẽ cứu nữ nhân, thì Luy Luy liền tưởng tình ẩn thân phù trang làm là phụ cận đúng vậy nữ nhân trà trộn vào đi. Ẩn thân phù cũng không nhiều, dùng xong kia chính là không, lưu lại một ít bảo mệnh rất quan trọng. Nàng cảm thấy trà trộn vào đi là được không, thật sự không được đến lúc đó tiến không gian hoặc là dùng ẩn thân phù chờ ra là được. Nghĩ nàng tìm cái không ai thấy được địa phương vào không gian, ở trong không gian trang điểm một hồi lâu mới ra tới, đem phía trước đánh qua tang thi mặt trên còn giữ một ít vết máu quần áo mặc vào, trên mặt cũng dùng một ít đồ trang điểm bôi đen một ít, liền miệng nàng đều bôi đen một chút, lại đem đầu tóc lộng loạn một chút, lưu hải cũng buông xuống, như vậy thoạt nhìn đảo như là một cái đang lẩn trốn khó người. Giả dạng hảo cõng một cái thường dùng ba lô ra không gian sau, thì Luy Luy liền đến một cái thấy được địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, mới vừa ngồi xuống không một hồi liền có người một đội người hướng nàng đi tới, đây là một đội 5 người tiểu đội, như là mới từ bên ngoài hồi Long Tuyền làng du lịch. Đại tỷ, người từ đâu tới đây? Lý Hoành liếc mắt một cái liền nhìn ra được nữ nhân này không phải bọn họ Long Tuyền làng du lịch ra tới người, bọn họ người đều là một cả đội ra tới, cập ít có đơn người ra tới. Hơn nữa nữ nhân này trên người quần áo bao đều như là từ bên ngoài lại đây, mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài cứu không ít người, cũng có không ít người biết nơi này có cái đại đội, muốn tới nơi này gia nhập đại đội người cũng không ít, cho nên hắn mới cảm thấy nữ nhân này hẳn là cũng là tưởng gia nhập bọn họ đội ngũ. Thì Luy Luy không nghĩ tới hỏi chuyện người cư nhiên là ngày đầu tiên xâm nhập nhà mình trận pháp nam nhân, lại còn có kêu nàng đại tỷ. Nàng ngắm tự thân liếc mắt một cái, xác thật rất giống đại tỷ, như vậy cũng hảo. Nàng đứng lên về phía sau lùi 2 bước trang làm cảnh giác nói, nghe nói nơi này có cái đại đội ngũ liền tới rồi. Nàng chưa nói từ đâu tới đây, dù sao hiện tại nơi nơi đều có chạy nạn, là muốn gia nhập chúng ta đội ngũ đi, đi, ta mang ngươi đi vào. Nói Lý Hoành liền lãnh mấy người mang Thi Luy Luy tiến độ giả trong thôn. Thi Luy Luy nhanh chóng đuổi kịp, thực mau liền tiến vào làng du lịch, dọc theo đường đi Thi Luy Luy bất động thanh sắc quan sát chung quanh. Còn hướng nam nhân hỏi thăm một chút làng du lịch tình huống. Nam nhân nhưng thật ra rất nhiệt tình, không chỉ có giới thiệu chính hắn, còn đem tiểu đội người đều giới thiệu một lần, lại còn có đem không ít này làng du lịch tình huống nói cho nàng. Nguyên bản thì Luy Luy nghe được phía trước kia 2 người đối thoại, liền nghĩ này đội ngũ lão đại phỏng chừng là cái cường thủ hào đoạt dâm đãng háo sắc nhân, nhưng một đường quan sát xuống dưới. Còn có Lý Hoành nói tình huống tới xem, này Long Tuyền làng du lịch tình huống cùng thì Luy Luy tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cái này đại đội ngũ nhân số không sai biệt lắm 1000 người. Hơn nữa một chi đại đội chia làm tam chi trung đội, tiên phong, trung vệ, hậu cần, mà này tam trung đội trung còn phân ra không ít tiểu đội ngũ, đại đội quản tiểu đội, tầng tầng quản lý, toàn bộ đội ngũ có trật tự đến như là quân đội giống nhau. Nhưng xem những người đó tuyệt đối không phải quân nhân, lấy nàng nhạy bén nhãn lực vẫn là có thể phân biệt ra quân nhân dáng người,
hơn nữa trong đội người đều là các tư này cương vị công tác kỷ luật thực, lớn như vậy một đội ngũ muốn nuôi sống kia đến muốn đồ ăn đi. Mà thế đồ ăn như vậy khó được, theo lý thuyết đại bộ phận người đều sẽ ăn không đủ no, nhưng này trong đội ngũ cũng không có loại tình huống này, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh quản lý này đội ngũ đội trưởng không ngừng đồ ăn nhiều. Thực lực còn nếu không sai, nếu không tang thi đánh bất động thu thập không được vật tư, quần chúng cũng sẽ không phục, hơn nữa này đội trưởng còn rất quen thuộc nhân viên biên chế quân đội quản lý. Lớn như vậy một chi đội ngũ, không biết Vương Hương Vân có phải hay không cũng ở. Trong tiểu thuyết Vương Hương Vân cũng là ở G thị dẫn theo một chi lý quản không tồi đội ngũ, đang nghĩ ngợi tới thì Lui Lui bị Lý Hoành mang vào một cái lộ thiên suối nước nóng khô. Một cái tiểu đạo nối thẳng phía trước một đống 5 tầng đại lâu, mái nhà thượng còn có chiêu bài viết rửa chân. Cờ bài, suối nước nóng, sauna, massage chờ chữ. Mà hai bên trái phải còn lại là một ít lộ thiên suối nước nóng, bên trái có còn có không ít người người cầm quần áo ở giặt quần áo, mà bên phải tuy rằng có không ít thực vật đương ở tầm mắt, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn nhìn đến con nam nhân ở bên trong tắm rửa. Tới rồi, đây là chúng ta hậu cần bộ, Lý Hoành chỉ vào phía trước 5 tầng cao đại lâu trước cửa. Đại lâu trước cửa có mấy người gác, mà đại môn nội trong đại sảnh tắc có không ít nữ nhân từng hàng ngồi, trên mặt đất còn bày không ít trống không thuần tịnh thùng nước, các nữ nhân chính cầm thuần tịnh thùng nước dùng dị năng hướng thùng pha nước. Này đó nữ nhân ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt tóc đều sửa sang lại quá, có còn hỏa trang, trong đó có 2-3 cái đặc biệt thanh thuần xinh đẹp, này không giống như là ở mặt thế chịu quá khổ nữ nhân. Ở Thi Lui Lui đi vào đại môn khi, các nàng nhìn đến Thi Lui Lui, toàn thể một đến tề xuyến xuyến nhìn qua. Rất nhiều nữ nhân xem Thi Lui Lui ánh mắt đều mang theo địch ý, trong đó xinh đẹp nhất kia mấy người phụ nhân ánh mắt không ngừng có chứa địch ý còn có khinh thường. Thi Lui Lui mày không tự giác nhẹ nhăn một chút, trong lòng không rõ này đó nữ nhân sao lại thế này, bất quá chỉ cần này đó nữ nhân chung không có Vương Hương Vân nàng cũng không cần thiết để ý nhiều. Đi theo Lý Hoành tới rồi một cái trong văn phòng, bàn làm việc Lý Chính ngồi một cái 40 tuổi tả hữu, diện mạo nhìn rất chính trực nam nhân. Viagra, chúng ta lại tới nữa. Vị này đại tỷ là chúng ta trong đội mới vừa cứu trở về tới. Lý Hoành nói cũng không xem Thi Lui Lui mà là ha hà cười thẳng nhìn chằm chằm kia nam nhân. Cầm đi đi, nam nhân nói lấy ra 2 bao mì ăn liền cùng một ít đồ ăn vặt ném cho Lý Hoành. Cảm ơn Viagra, chúng ta đi rồi à. Lý Hoành nói đang chuẩn bị xoay người liền đi, nhưng hắn như là nhớ tới cái gì lại quay đầu đối Thi Lui Lui nói. Đại tỷ ngươi cứ yên tâm ở chúng ta này trong đội đi, chỉ cần ở chúng ta trong đội liền sẽ không sợ bị đói. Nói liền cười hì hì mang theo mặt khác 4 người đi rồi. Ta kêu Trần Vĩ, là hậu cần bộ phó bộ trưởng, về sau chính là quản các ngươi những người này, người tên là gì? Nhiều ít tuổi, nơi nào tới? Lý Hoành vừa đi, Trần Vĩ nhìn thoáng qua Thi Lui Lui liền lấy ra một chi bút tới chuẩn bị làm ký lục. Thi Lui Lui liền dựa theo nam nhân yêu cầu đăng ký một chút đơn giản cá nhân tin tức, đương nhiên nàng cũng vô dụng tên thật, mà là dùng Thi, tự tách ra tới làm tên, đã kêu, phương người cũng. Nàng không biết Vương Hương Vân có thể hay không tại đây đại đội, sửa một chút tên phòng bị một chút cũng hảo. Đến nỗi dị năng, nàng nghĩ đến vừa rồi trong đại sảnh những cái đó địch ý ánh mắt, cuối cùng vẫn là nói cho Trần Vĩ nàng là lực lượng hình biến dị giả. Trần Vĩ vừa nghe trên mặt lộ ra tươi cười tới, Nga, vẫn là lực lượng hình biến dị giả a hảo, chúng ta hậu cần bộ liền kém có thể nâng đồ vật. Nói liền chỉ vào hắn bên cạnh một khác chương bàn làm việc tiếp tục nói, ngươi nâng một chút nhìn xem. Thi Lui Lui nhìn thoáng qua bàn làm việc, này cái bàn hẳn là không phải gỗ đặc, nhưng có 1m2 trường, trọng lượng hẳn là có 80kg trọng tả hữu. Nếu là người thường một người muốn nâng lên vẫn là có điểm khó, nàng đi qua nhẹ nhàng đem chỉnh cái bàn nâng đến nửa thước cao ở giữa không trung dừng lại một hồi. Thật tốt quá, chúng ta lại nhiều một dị năng giả. Trần Vĩ nhìn trên mặt tươi cười sán lạn, đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì sắc mặt một thúc tiếp tục nói, bất quá ta nhưng cùng ngươi thuyết minh. Trong đội ngũ cũng sẽ không phí công nuôi dưỡng người. Tưởng có cơm ăn liền phải lao động, hơn nữa muốn thủ chúng ta trong đội kỷ luật, hiểu chưa? Nói liền cầm một chương tờ giấy cấp Thi Lui Lui sau lại tiếp tục nói, đây là chúng ta kỷ luật, một hồi ngươi đến đem nó xem chín. Nàng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua gật gật đầu lên tiếng, ân. Hiện tại chúng ta đang cần người dùng, ngươi trước tẩy tẩy một hồi lại qua đây tìm ta. Nhìn Thi Lui Lui một thân huyết ô Trần Vĩ hướng tới bên ngoài kêu tới một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đem nàng mang đi. Nữ nhân đem nàng an bài đến một gian massage trong phòng, bên trong có 7-8 chương massage giường. Trong đó liền có trên một cái giường không có đồ vật, nhìn ra được không ai ngủ nơi này, nữ nhân chỉ làm Thi Lui Lui buông ba lô sau lại đem nàng mang theo đến một gian trong nhà suối nước nóng tắm rửa.
Nơi này tắm rửa nhưng thật ra phương tiện, rất nhiều địa phương không có nước máy tưởng uống nước đều khó, càng đừng nói tắm rửa. Cho dù có nước máy cũng không ai dám uống, hiện tại nước máy đại bộ phận đều bị ô nhiễm ai dám uống a, mà nơi này có ngầm trào ra tới thanh triệt suối nước nóng. Tuy rằng không biết có hay không bị ô nhiễm, nhưng là lấy tới tắm rửa là không có vấn đề. Thì Lùi Lùi đến suối nước nóng thất thời điểm trong hồ đã có hai nữ nhân nhắm hai mắt thoải mái ngâm mình ở trong hồ, lưỡng nữ nhân phân thật sự khai, một người bên trái, một người bên phải. Nghe được có người tới thanh âm các nàng đều mở to mắt nhìn thoáng qua. Thực rõ ràng nhìn thấy Thi Lui Lui khi, các nàng trong mắt cũng mang theo địch ý cùng khó chịu, trong đó bên trái lớn lên yêu diễm nữ nhân còn mở miệng nói, xem ra lại có một tân nhân tới. Nàng nói còn khiêu khích nhìn thoáng qua bên phải nữ nhân lại nói, liền thành công bỏ đội trưởng giường một lần. Có cái gì hảo đắc ý, đội trưởng cũng sẽ không chỉ có ngươi một nữ nhân, hiện tại này thế đạo nữ nhân có rất nhiều. Ta xem ngươi đắc ý tới khi nào. Nói nữ nhân lỏa, quyến rũ đầy đặn dáng người đứng dậy ra trong hồ. Ha ha, đội trưởng nhân vật như vậy, xem một cái đều cảm thấy vinh hạnh. Càng đừng nói ta có thể bồi hắn cùng nhau cộng tắm bể tình. Bên phải là cái lớn lên thanh thuần điềm mỹ nữ nhân, nàng ngắm đã không sai biệt lắm đi ra suối nước nóng thất yêu diễm nữ đắc ý rào rạt nói. Hơn nữa nàng nói, cộng tắm ái nhưng, này bốn chữ khi vẻ mặt thẹn thùng. Thanh âm càng là vang dội, này tổng hảo quá ngươi liền đắc ý cơ hội đều không có đi. Cuối cùng thanh thuần nữ còn đánh giá một chút Thi Lui Lui, hừ, một tiếng nói, cứ như vậy mặt hàng đội trưởng sẽ nhìn chúng. Nói nàng cũng trần trụi tuyết trắng thân thể đứng lên, còn bày một cái liêu nhân tư thế sau lắc mông hướng về yêu diễm nữ nhân đi qua đi. Yêu diễm nữ nghe xong những lời này tức giận đến đốn tại chỗ, sắc mặt càng là khó coi, nàng oán hận chừng mắt từ bên người đi qua đi thanh thuần nữ. Lúc sau mới rậm rậm chân mới đi theo đi ra ngoài. Thì Lùi Lùi tương đương vô ngữ lại buồn bực, này đó đều là người nào a? Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu biết này đó nữ nhân vì cái gì đối chính mình có địch ý, hóa ra là sợ nàng sẽ bị cái kia đội trưởng coi trọng a. Cái này đội ngũ hậu cần bộ, như thế nào cho nàng cảm giác giống liền cùng cổ đại đế vương hậu cung giống nhau. Còn hảo nàng không nghĩ tới muốn cùng này đội ngũ ở bên nhau đi. Hiện tại này đội ngũ tình huống đại khái hiểu biết điểm. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tại đây kiến căn cứ mà thôi, nếu này đội ngũ thực lực cường đại lại muốn ở chỗ này kiến căn cứ, đến lúc đó cùng lắm thì nàng dọn đi không phải được, chờ đêm dài điểm khi lại tìm cơ hội trộm đi ra ngoài xem xét một chút này đội ngũ thực lực tình huống, điều tra rõ sau nàng liền sẽ trở về bồi nhi tử, cho nên nàng cũng không để ý tới này đó nữ nhân. Chờ hai người cực phẩm nữ nhân đi ra ngoài khi, dẫn đường nữ nhân liền thúc giục Thi Lui Lui chạy nhanh tẩy, nữ nhân nhìn chằm chằm vào Thi Lui Lui cởi quần áo. Thi Lui Lui động tác chậm gì gì, trên người nàng làn da cùng trên mặt khác biệt quá lớn, sợ người khác hoài nghi cho nên chính là không nghĩ cho người ta nhìn đến, mà này nữ nhìn chằm chằm vào nàng, nghĩ nàng liền lễ phép nói, đại tỷ, phiền toái ngươi, một hồi tẩy xong liền sẽ đi ra ngoài, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Nữ nhân nhìn thoáng qua Thi Lui Lui, nghĩ thầm nữ nhân này làn da như vậy hắc, phỏng chừng trên người cũng không có gì rõ ràng đặc thù, nghĩ nàng gật gật đầu liền đi ra ngoài. Cũng không biết vì cái gì mặt trên người một hai phải nàng lưu ý này đó các nữ nhân trên người đặc thù. Thì Lui Lui nhìn nữ nhân đi ra ngoài, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bao lâu nàng cũng đã tắm rửa xong, xuyên chính là từ ba lô mang ra tới quần áo, này đó đều là sạch sẽ quần áo, nhưng đều là áo đen quần đen. Nàng bên ngoài còn ăn mặc một kiện màu đen áo lông vũ che khuất dáng người, sợ cái kia đội trưởng đến lúc đó thật nhìn chúng nàng vậy có điểm phiền toái. Cho nên thừa dịp này suối nước nóng trong phòng không ai còn đem mặt hóa đến điểm đen, Lưu Hải buông xuống mang mắt kính đen mới đi ra ngoài. Trở lại cái kia văn phòng kia tìm được Trần Vĩ. Trần Vĩ vừa thấy đến nàng liền nói, ngươi tới vừa lúc, theo ta đi đi. Nói liền ra văn phòng, đem nàng đưa tới nguyên lai trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh này đó nữ nhân còn ở, bao gồm phía trước ở suối nước nóng trong phòng kia hai nữ nhân cũng ở, bất quá bên cạnh cũng nhiều mấy cái thể lực thoạt nhìn không tồi nam nhân. Trận vi xuất hiện này đàn oanh oanh yến yến toàn xông tới, đem hắn vây quanh ở trung gian, mà Thi Lui Lui bị tễ đến một bên đi. Viagra, hôm nay hẳn là đến phiên ta tới đưa lầu 15 thủy đi. Trước hết nói chuyện chính là phía trước ở suối nước nóng trong phòng cái kia lớn lên yêu diễm nữ nhân. Để cho ta tới đi, Viagra, để cho ta tới đi, ta tới. Hôm nay hẳn là đến ta mới là. Một đám nữ nhân vây quanh Trần Vĩ một người một câu kêu, mỗi người đều kiều thanh lãng ngữ. Còn có mấy cái phe phẩy Trần Vĩ cánh tay, có lại cầm ngực cố ý vô tình chi cọ thân thể hắn. Thì Lui Lui không rõ, này đưa nước sống nhưng không thoải mái, cư nhiên nhiều như vậy nhìn kiều nộn nữ nhân cướp đưa.
Xem ra này đưa nước hẳn là sẽ có chỗ tốt gì đi. Đều đừng xảo, Trần Vĩ giờ phút này tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng nhìn một chút thời gian đã 7 giờ rưỡi. Mỗi ngày cố định cấp thượng tầng lịch làm hại nhân vật đưa nước thời gian đã tới rồi, hắn hét lên một tiếng lúc sau tiếp tục nói, hôm nay ta làm mới tới người đi đưa, các ngươi chú hảo thủy không có. Hắn vừa nói sau, này đó oanh oanh yên yến nhóm tất cả đều một đến oán hận nhìn về phía Thi Luy Luy, một ít người cảm thấy không hy vọng liền nói, ta sớm chú hảo. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, ta cũng hảo, nói những lời này người, lời nói một xong liền quay đầu trở về phòng đi. Thực mau trong đại sảnh oanh oanh yên yến cơ hồ đi xong rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có phía trước suối nước nóng trong phòng hai nữ nhân. Trần Vĩ bất đắc dĩ nhìn này đó nữ nhân, các nàng vốn dĩ chính là ở chỗ này chờ hắn tuyên bố ai đưa nước đi khách sạn lầu 15. Khách sạn lầu 15 tổng cộng chỉ có 5 cái phòng, đều là tổng thống phòng xếp, có thể nghĩ ở tại nơi đó đều là trong đội lịch hại nhân vật. Bao gồm bọn họ đại đội trưởng. Các nàng này đó nữ nhân ở mặt thế sinh hoạt không dễ, đặc biệt là không có gì vũ lực người. Cho nên liền nghĩ dựa vào cường giả, hơn nữa bọn họ đội trưởng không ngừng diện mạo yêu nghiệt thực lực cường đại, lại còn có đối nữ nhân rất để bụng, nếu không như thế nào sẽ cứu các nàng này đó không có gì vũ lực nữ nhân, này đó nữ nhân có 8 phần đều là đại đội trưởng cứu trở về tới. Các nàng những người này đại bộ phận bị đại đội trưởng cứu khi đã đối đại đội trưởng nhớ mãi không quên, cho nên các nàng tương phương nghĩ cách đi câu dẫn đại đội trưởng. Vừa lúc có thứ một nữ nhân đưa nước đến 15 tầng khi gặp được đội trưởng. Nàng dùng ra hỗn thân thủ đoạn rốt cuộc có thể bò đến đội trưởng trên giường đi. Này một chuyện qua đi, các nàng liền phía sau tiếp trước cướp muốn đi đưa nước, lúc sau còn có mấy cái bò giường thành công. Ngày hôm qua chính là cái kia làn da bạch tĩnh lớn lên thanh thuần điểm mỹ điền điểm bò giường thành công, này sẽ nàng đang đắc ý đâu. Nhìn dư lại tới hai người cùng trên mặt đất còn có 6 cái không thùng nước, Trần Vĩ biết này lưỡng nữ nhân cũng chưa đem nhiệm vụ làm tốt. Này đó nữ nhân không ngừng muốn dùng thủ đoạn đi câu dẫn đội trưởng. Còn tưởng đem tự mình dị năng phóng thủy. Cùng nhau đưa đến khách sạn lầu 15 làm đội trưởng uống đến chính mình thủy. Cho nên bên cạnh kia mấy cái đưa nước nam nhân tuy rằng cũng tưởng sớm một chút đưa nước, nhưng là ở hắn còn không có tuyên bố làm ai đi đưa trước. Các nàng đều gắt gao thủ chính mình chú hào thủy thuần tịnh thùng nước, cái này làm cho đưa nước nam nhân tưởng đưa nước đều không có thủy có thể đưa a. Các ngươi còn không nhanh lên đem thủy rót đầy, thất thần tại đây làm gì? Đừng tưởng rằng cùng đội trưởng ngủ một giấc liền chuyện gì đều không cần làm. Trần Vĩ thực không khách khí đối với lưỡng nữ nhân nói, tuy rằng các nàng có bò giường thành công không ít, nhưng các nàng đối với đội trưởng tới nói cũng chỉ bất quá là một ít ngoạn vật mà thôi, đây cũng là hắn căn cứ đội trưởng đổi nữ nhân tần suất tới suy đoán. Nghĩ hắn lại đối với vẫn luôn đứng ở một bên mấy nam nhân nói, các ngươi mau đi đưa nước đi, thời gian không còn sớm. Mấy nam nhân vừa nghe đến mệnh lệnh giơ tay liền khiêng lên hai xô nước chảy như bay đi ra ngoài. Khách sạn trụ đều là một ít dị năng giả, bọn họ này đó không có dị năng giả nhưng lại muốn ăn cơm no người đành phải làm này đó cu li. Bất quá đừng nhìn này đó nữ nhân mỗi người đều cướp đi đưa lầu 15 thủy, nhưng bọn hắn này mấy nam nhân nhưng một chút cũng không nghĩ đưa, lầu 15 trụ nhân khí thế quá lịch hại, bọn họ này đó tiểu nhân vật nhưng không có nữ nhân trời sinh yêu thế có thể lấy lòng những người đó, thường thường bọn họ đến lầu 15 khi đều sẽ cảm thấy có cường đại áp lực. Cho nên các nữ nhân cướp đi đưa lầu 15 thủy bọn họ là rất vui lòng. Người cũng đi đưa nước đi, người liền đưa lầu 15 là được. Trần Vĩ ý bảo Thi Luy Luy nhanh lên sau lại cùng thúc giục dư lại tới lưỡng nữ nhân nhanh lên đem thùng không rót đầy mới đi. Thi Luy Luy không nghĩ bị hai nữ nhân mãnh liệt cừu thì ánh mắt nhìn chằm chằm cũng chạy nhanh nâng lên hai xô nước đi. Nàng biên đi trong lòng biên thầm mắng. Này Trần Vĩ thật đúng là sẽ cho nàng kéo thù hận, còn hảo nàng sẽ không ở chỗ này lâu dài. Nếu không về sau thường xuyên bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm này đến nhiều khó chịu a. Bất quá đưa nước đây cũng là cái điều tra cơ hội, nàng cũng có chút tò mò cái này ngựa giống đội trưởng là cái dạng gì nhân vật. Đi theo những cái đó đưa nước nam nhân tới rồi khách sạn, này khách sạn là Long Tuyền làng du lịch tối cao kiến trúc, phía trước Thi Luy Luy ở bên ngoài xem xét thời điểm chính là nhìn đến này khách sạn, hiện tại không có điện dưới tình huống muốn nàng bò lầu 15, còn hảo Thi Luy Luy cũng không phải cái gì nhược nữ tử. Chờ nàng khiêng hai xô nước bò đến lầu 15 khi, phòng cháy thông đạo cửa đứng 4 người thủ cửa còn đem nàng ngăn cản. Bất quá chờ thuyết minh là Trần Vĩ làm nàng tới đưa nước tới khi, bọn họ liền đem nàng bỏ vào đi, tiến vào sau là một cái thật dài hành lang, phía trước những cái đó đưa nước nam nhân cũng hảo tâm nói cho nàng mỗi gian phòng đưa vào đi một số nước là được. Nơi này lầu 15 tổng cộng liền 5 gian phòng, mỗi gian phòng một số nước nàng chạy tam tranh là được, nghĩ nàng nâng thủy đến gần nhất một gian trước phòng gõ cửa. Không bao lâu nàng liền nghe được bên trong có tiếng bước chân, môn lập tức bị mở ra, một cái dáng người thon dài,
khí chất dương quang soái khí nam nhân xuất hiện ở cửa, hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, soái khí trung lại mang theo một mạt ôn nhu. Trên người còn ẩn ẩn tàn mát ra một ít ôn hòa khí chất, cho người ta cảm giác thực thân thiết. Vào đi, nhìn ngầm hai cái thùng nước, nam nhân biết đây là đưa nước tới cũng không hỏi nhiều. Thì Lùi Lùi đế đầu khiêng số nước đi vào, cũng không loạn xem, đem thủy đặt ở nguyên lai có rảnh thùng địa phương, đem trang thủy thùng buông sau cầm thùng không liền đi ra ngoài, thuận tay còn giúp nhân ra đóng cửa lại, chờ đem cửa đóng lại khi nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nam nhân rất mạnh, mới vừa nàng theo bản năng dùng linh nhãn thuật nhìn một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể nhìn ra bọn họ giai cấp. Nam nhân là cái nhị giai dị năng giả, mà thế mới nhiều ít thiên a. Còn không có một tháng đi, này nam nhân cư nhiên đã là nhị giai dị năng giả, xem ra này nam nhân cũng là cái tu luyện cổ võ, nếu là không có cổ võ nội tâm công pháp rất khó đề cao giai cấp. Nghĩ thì Lùi Lùi càng thêm cẩn thận, nàng tiếp tục đưa nước đến mặt khác một gian trong phòng, bên trong nam nhân cũng là cái nhị giai dị năng giả, hơn nữa cũng là lớn lên rất soái khí, khó trách này đó nữ nhân nhóm như vậy điên cuồng, cũng không biết cái kia đội trưởng thực lực cùng diện mạo có phải hay không cũng giống nhau xuất chúng. Nàng không dám ở khách sạn ngốc lâu, thực mau liền về tới hậu cần bộ, kia hai nữ nhân còn ở pha nước, thanh thuần nữ nhân không sai biệt lắm đã hoàn thành nhiệm vụ, mà cái kia yêu diễm nữ nhân còn có một thùng không chú hảo, nàng nhìn ngầm thùng nước không sai biệt lắm đều mau đưa xong rồi cũng không nghĩ nhiều, nâng lên hai thùng liền hướng ra phía ngoài đi. Lại lần nữa bỏ đến khách sạn lầu 15, thực thuận lợi đem đệ tam số nước đưa ra đi, này đệ tam gian trong phòng nam nhân đồng dạng là nhị giai dị năng giả. Bất quá cái này đảo không giống phía trước kia hai cái lớn lên như vậy đẹp, mà là giống cái to con giống nhau, không ngừng trên người cơ bắp cường đại, người cũng lớn lên đặc cao, vẫn là màu đồng cổ làn da, cả người thoạt nhìn có điểm hàm hậu bình phàm, nhưng cặp mắt kia lại dị thường sắc bén. Tới rồi đệ tứ gian phòng khi nàng gõ cửa đợi một hồi cũng không ai tới mở cửa, nhưng thật ra bên trong truyền ra một cái lười biếng giọng nam, vào đi. Thì Lùi Lùi thử xoay một chút then cửa, môn xác thật không khóa. Đi vào nàng liền nhìn đến một cái vây quanh khăn tắm mới từ trong phòng tắm ra tới nam nhân, hắn cõng nàng cầm khăn lông yêu nhã xoa trên đầu tóc ngắn. Ta tới đưa nước, thì Lùi Lùi nói liền đi đến có thùng địa phương đổi quá thùng nước. Nam nhân nghe được thanh âm quay đầu nhìn thì Lùi Lùi liếc mắt một cái, rồi sau đó hắn, di, một tiếng, kỳ quái ngày thường đưa nước nữ nhân lại như thế nào thiếu quần áo, cũng sẽ không ăn mặc một thân hắc tới a. Nghĩ hắn chậm rãi ngồi ở xa hoa trên giường lớn. Động tác lười biếng nhếch lên nhị lãng chân về phía sau ngưỡng một chút, một tay chống ở trên giường, một tay còn bát trên đầu còn có điểm ướt tóc mái, nhếch lên nhị lãng chân chân còn ở không trung lắc qua lắc lại, một bộ thanh thản tư thế nhìn Thi Lùi Lùi. Thi Lùi Lùi lúc này mới vừa cầm lấy thùng nước cũng nhìn thoáng qua này nam nhân. Này không xem còn hảo, nhìn thầm mắng từ đâu ra yêu nghiệt, nam nhân ngắn ngủn tóc mái, thon dài mày kiếm, hai tròng mắt như tinh, ngũ quan tinh mỹ, sấn thượng trắng nõn làn da. Quả thực chính là xinh đẹp đến liền nữ nhân đều sẽ tự giác hổ thẹn nam nhân, giống nhau hình dung xinh đẹp nam nhân đều sẽ cảm thấy là ẻo lả, nhưng hắn xinh đẹp lại không có một tia nữ khí, còn có hắn kia một bộ không sao cả rồi lại cười xấu xa biểu tình, toàn bộ chính là cái tà mị yêu nghiệt a. Chẳng lẽ cái này bọn họ trong miệng đội trưởng, tuy rằng nam nhân lớn lên xác thật thực đẹp mắt, nhưng là tưởng tượng đến người này là cái ngựa giống nam, hắn hình tượng lập tức liền Thi Lùi Lùi trong lòng đánh cái chiết khấu, nàng cũng không có hoa si chứng. Liền nhìn như vậy liếc mắt một cái liền cầm lấy không thùng nước xoay người liền đi rồi. Dì Ngưng Dục nhìn nữ nhân làm lơ mị lực của hắn cứ như vậy đi rồi, biểu tình không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ chính mình mị lực giảm xuống. Nghĩ hắn còn đi đến gương trước mặt chiếu chiếu, ánh nến hạ trong gương mỹ nhân có vẻ càng thêm tà mị đẹp, không thay đổi a. Nhưng nữ nhân kia như thế nào như vậy làm lơ hắn. Ngày thường đưa nước tới nữ nhân mỗi người đều vứt mị nhãn đưa thu ba, còn đem hết thủ đoạn muốn bỏ giường. Hắn tâm tình hảo khi cũng sẽ chọn chút lớn lên không tồi tới chơi chơi, hôm nay hắn tâm tình cũng không tệ lắm, góp nhặt không ít vật tư, vốn định hôm nay đưa nước nữ nhân nếu là cái lớn lên không tồi, hắn liền chuẩn bị đại làm một hồi, nhưng hiện tại nhân ra không điều hắn. Dì Ngưng Dục trong lòng khó chịu, kia nữ nhân diện mạo không ra sao, hắn còn không có ghét bỏ nàng đâu, nàng nhưng thật ra làm lơ khởi hắn tới. Thường thường một ít khác thường sự đều sẽ khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ, dì Ngưng Dục cũng không ngoại lệ. Thì Lùi Lùi làm lơ hắn như vậy cái mỹ nam tử, đối gì Ngưng Dục tới nói là tương đương khác thường, điểm này đảo làm hắn đối Thì Lùi Lùi nhiều một chút lòng hiếu kỳ. Mà Thì Lùi Lùi bên này trở lại hậu cần bộ khi, cái kia yêu diễm nữ nhân cư nhiên còn ở hướng thùng nước pha nước, nàng nhìn yêu diễm nữ ngón tay thượng thủy chú, lại tế lại tiểu, khó trách lâu như vậy đều không có rót đầy thủy, là dị năng mau dùng xong rồi. Thì Lùi Lùi trong lòng có nghi vấn,
phía trước này đó nữ nhân chú tam xô nước nhìn rất nhẹ nhàng, như thế nào này yêu diễm nữ dị năng kém nhiều như vậy. Trên mặt đất đã không có rót đầy thủy thùng nước, tất cả đều bị những cái đó nam nhân đưa xong rồi, hiện tại cũng chỉ có nàng cuối cùng một xô nước không có đưa, như thế nào liền như vậy xảo. Tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng nàng cũng chỉ có thể chờ nữ nhân này rót đầy lại đưa đi lầu 15. Đợi mười mấy phân loại, yêu diễm nữ rót đầy thủy khi đều đã tới rồi buổi tối 8 giờ mười mấy phân, chờ nàng nâng cuối cùng một xô nước đến khách sạn lầu 15 khi, đã không sai biệt lắm mau 8 giờ rưỡi. Nhanh chóng tới rồi cuối cùng một gian trước cửa phòng, vốn dĩ thì lui lui tưởng gõ cửa, nhưng là nhìn đến trên cửa cư nhiên không quan trọng, khai một cái tiểu. Phùng, nhẹ nhàng đẩy, môn liền mở ra, nàng thân đầu đi vào nhìn thoáng qua, xa hoa tổng thống trong phòng giống như không có người. Bất quá nàng vẫn là gõ gõ môn đạo, có người sao? Ta là đưa nước. Đợi một hồi không có người đáp lại. Muốn hay không ở chỗ này chờ một chút, vẫn là vọt vào đi nhanh chóng đổi thủy rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, cái này đội ngũ thực lực không sai biệt lắm đều xem tới được, nàng không có năng lực đi chống lại, sau khi trở về lại chờ mấy ngày. Nếu là này đội ngũ không đi kia nàng chuyển nhà hảo, đem thủy đưa vào đi hoàn thành nhiệm vụ nàng liền có thể hồi hậu cần bộ. Đến lúc đó lại trộm ra làng du lịch. Nghĩ nàng liền đem thủy nâng đi vào, nhìn thấy phòng tiểu quầy ba phía dưới có một cái thùng không, nhanh chóng đi qua đi, trải qua phòng tắm trước cửa khi. Trong phòng tắm mặt có tiếng nước truyền ra tới, ẩn ẩn có tiếng bước chân, theo bản năng nàng dừng bước chân. Nào biết liền bởi vì dừng lại này một bước phòng tắm môn lập tức cho người ta ở bên trong mạnh mẽ đá văng. Mà thi luy luy nhân vừa vặn là ở tắm, cửa phòng trước, hơn nữa ly thật sự gần, môn phi dường như đâm hướng nàng. Nàng còn không có tới kịp phòng hộ liền cấp này cổ cường đại kinh khí liền môn mang nàng cùng nhau bay đi ra ngoài. Thì Luy Luy chỉ cảm thấy cấp một cổ lực lượng cường đại đâm cho lập tức bay lên không về phía sau đảo, nháy mắt phía sau lưng đụng vào trên tường, theo sau cả người bắn ngược bái trên mặt đất, đầu chấn đến đầu váng mắt hoa, ngũ tạng lục phủ giống bị xé mở giống nhau, lại giống cho người ta lấy kiếp sau thiêu giống nhau, thiêu dường như đau, yết hầu một cổ tanh ngọt, một dọa tử không nhịn xuống, phốc, một ngụm hồng huyết phun ra. Đá môn thanh âm phi thường đại, thực mau liền dẫn tới người, nhanh nhất vọt vào tới chính là gì ngưng dục, hắn nhìn thấy thi luy luy thảm dạng thầm nghĩ, hỏng rồi, muốn nháo ra mạng người. Bất quá hắn vẫn là làm bộ không rõ hỏi đứng ở tắm, cửa phòng trước nam nhân nói, Hạ Viêm sao lại thế này. Hắn nói mới vừa hỏi xong mặt khác mấy gian trong phòng người cũng đều vọt tiến vào, bao gồm canh giữ ở phòng cháy thông đạo thủ vệ kia mấy cái đều tới, bọn họ vừa tiến đến nhìn thấy thi luy luy đầy mặt là huyết thảm bái trên mặt đất cũng không để ý tới. Mà là đều hướng về đứng ở phòng tắm trước cửa nam nhân hỏi, đội trưởng không có việc gì đi. Viêm ca làm sao vậy? Mục Hạ Viêm vây quanh một cái khăn tắm đứng ở phòng tắm trước cửa, hắn mặt vô biểu tình, tuyệt mỹ đơn phượng nhãn hiện lên hàn ý đào qua nơi này mỗi người, trên người hắn còn tàn mát ra một cổ cường thế hàn ý, hiện tại vài giờ, ta cảnh cáo các ngươi đều đương nhiều lời. Thanh âm dễ nghe đế trầm trung mang theo uy nghiêm, mọi người đều cảm thấy trong nháy mắt trong nhà độ ấm lập tức hàng vài độ. Bọn họ đều theo bản năng đế đầu nhìn một chút đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi. Đại đội trưởng bởi vì phía trước một tu luyện liền có đưa nước nữ nhân nghĩ đến câu dẫn bò giường, một lần hai lần hắn đều còn có thể nhẫn, nhưng số lần nhiều quấy dày đến hắn tu luyện liền đem hắn cấp chọc phiền. Hắn đã cảnh cáo vượt qua 8 giờ sau không thể lại tiến vào hắn phòng. Cái này cảnh cáo cũng liền hôm qua mới vừa mới nói qua, bọn họ cũng đều cùng hậu cần bộ người công đạo qua, không nghĩ tới còn có người cư nhiên như vậy gan lớn không nghe cảnh cáo còn muốn tới câu dẫn. Thì Luy Luy nghe được Hạ Viêm hai chữ khi trong lòng một trận kinh hoàng, nguyên bản nàng bái trên mặt đất vẫn không nhúc nhích liền muốn cho thân thể không như vậy đau đau, cũng cứ như vậy nàng chỉ có thể nhìn đến một đám người chân, nhưng nghe đến Hạ Viêm hai chữ khi nàng chịu đựng trên người giống tán cốt đau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng chủ yếu là muốn nhìn cái kia đá nàng đội trưởng. Trước nhập nàng mi mắt chính là một đôi không có mặc giày chân, hắn bên chân còn có một ít gỗ vụn phiến, là bị đá hư môn lưu lại, hướng lên trên xem chính là gợi cảm mắt cá chân. Cẳng chân thượng còn có nồng đậm lông chân, có thể tưởng tượng người này tính dục rất mạnh, lại hướng lên trên là vây quanh khăn tắm hạ bút thẳng thon dài hai chân. Đến bụng nhỏ, bốn khối rắn chắc cơ bụng thành điển hình chữ, này tràn ngập lực lượng cùng gợi cảm biểu hiện, còn có kia ẩn ẩn nhân ngư tuyến nhìn liền sẽ làm người chảy máu mũi, điểm chết người chính là ngắn nhỏ khăn tắm vây quanh bụng thượng kia như ẩn như hiện bụng mao. Lại hướng lên trên chính là kia mạnh mẽ to rộng cơ ngực, hai đóa màu hồng phấn tiểu hoa mai đang ở trước ngực nở rộ. Hoa mai bên cạnh còn lưu có giọt nước, càng có vẻ hai đóa hoa mai kiều diễm, thì Luy Luy theo bản năng nuốt một chút nước miếng, đã có thể này một cái rất nhỏ động tác cũng làm nàng toàn thân đau nhức. Nhịn đau tiếp tục hướng về phía trước xem,
một trương tuấn mỹ tuyệt luân như là trải qua tinh điêu tế chắc quá ngũ quan vào mi mắt, tuyệt mỹ đơn phượng nhãn, diệu thạch trừng lượng hắc đồng lóe nghiêm nghị lãnh duệ chi khí, sóng mắt hạ giấu diếm sắc bén như ưng ánh mắt, thẳng thắn mũi, không nhiễm mà chua môi mỏng. Trắng nõn da thịt càng có vẻ môi mỏng kiều nộn, như là màu hồng phấn quả băng giống nhau, làm người rất tưởng tiến lên âu yếm, càng muốn mệnh chính là hắn vô tình thân ra đầu lưỡi liếm, một chút môi mỏng, trên người hắn phát ra dị năng dao động đã tới rồi tam giai, cả người lại phát ra một loại cao quý uy nghiêm thượng vị giả chi khí. Đáng chết yêu nghiệt, khó trách Vương Hương Vân đối hắn nhất định phải được, nghe được Hạ Viêm tên này khi thi Luy Luy liền có suy đoán, hiện tại nhìn đến này chương cùng thi chính thiên tương tự mặt, nàng khẳng định cái này đội trưởng chính là Mục Hạ Viêm, là tiểu thuyết trung nam chủ. Mục Hạ Viêm ở nguyên chủ trong trí nhớ hắn hình tượng tương đối mơ hồ, thì Luy Luy này xem như lần đầu tiên nhìn thấy Mục Hạ Viêm, nàng kỳ thật trong lòng trừ bỏ có kinh hoàng ngoại còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc, cái này là thi chính thiên ba ba, là Vương Hương Vân nhất định phải được nam nhân, là khả năng sẽ cùng chính mình đoạt thi chính thiên cường đại đối thủ. Đánh giá xong Mục Hạ Viêm nàng ngay lập tức phía dưới đầu, hiện tại nghĩ đến khó trách này đội ngũ như vậy cường đại, khó trách toàn bộ đội ngũ thống trị đến tốt như vậy, hóa ra là người ta nam chủ dẫn dắt. Không đúng, nữ xứng văn không phải nói Mục Hạ Viêm có điểm thói ở sạch, còn đối nữ sắc không có hứng thú sao? Như thế nào nơi này vật Mục Hạ Viêm lại là cái ngựa giống nam? Thì Luy Luy cũng không rõ ràng cái này đội trưởng cùng đại đội trưởng chi gian khác nhau, phía trước ở kia một đám oanh oanh yến yến xuôi tai đến là cùng đội trưởng có quan hệ, mà vừa rồi ở chỗ này những người này cũng kêu Mục Hạ Viêm đội trưởng, cho nên mới sẽ cho rằng này Mục Hạ Viêm chính là những cái đó oanh oanh yến yến trong miệng đội trưởng. Không đợi Thi Luy Luy suy nghĩ cẩn thận, Mục Hạ Viêm đế trầm dễ nghe thanh âm lại vang lên tới, cái này chính là không nghe cảnh cáo hậu quả, đem nàng kéo đi ra ngoài đi, ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Nói còn chán ghét nhìn liếc mắt một cái Thi Luy Luy, vừa rồi nàng không kiêng nể gì đánh giá hắn ánh mắt là hắn ghét nhất. Đúng vậy, mọi người vừa nghe không cần thụ huấn, đồng thời hô một tiếng, thủ phòng cháy thông đạo kia mấy nam nhân nhanh chóng đem Thi Luy Luy nâng lên, nàng cũng tùy ý mấy người thô lỗ nâng đi. Chỉ là không biết vì cái gì tổng cảm thấy Mục Hạ Viêm kia dễ nghe thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ đến lên, phía trước có Mục Hạ Viêm làm nàng rời đi lực chú ý, trên người đau nhưng thật ra rời đi vài phần, nhưng này sẽ bị người di động làm nàng đau đớn thực, cũng không có lại nhiều tâm tư suy nghĩ kia dễ nghe thanh âm. Nàng thử vận linh khí dùng trên người linh khí tới tẩm bổ thân thể, còn hảo như vậy có thể giảm bớt không ít thống khổ. Dì Ngưng Dục nhìn Thi Luy Luy thảm dạng trong lòng vô tội tưởng. Thật không liên quan chuyện của ta a, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy muộn, lại còn có thật sự vào phòng. Hắn phía trước bị Thi Luy Luy làm lơ trong lòng có khí, vốn dĩ hắn chính là muốn biết nàng đối Mục Hạ Viêm có phải hay không giống nhau làm lơ, cho nên liền đến Mục Hạ Viêm trong phòng, nhưng Mục Hạ Viêm ở trong phòng phao tắm, Thi Luy Luy cũng còn không có đưa nước đến Mục Hạ Viêm trong phòng, hắn cách phòng tắm cùng Mục Hạ Viêm chào hỏi liền đi ra ngoài. Đóng cửa khi hắn trò đùa dai không đem Mục Hạ Viêm môn quan trọng, hắn liền muốn nhìn Thi Luy Luy đưa nước tình hình lúc ấy ở cửa phòng chờ Mục Hạ Viêm phao xong tắm, vẫn là sẽ trộm đi vào đổi thủy, hiện tại này kết quả hắn cũng không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Ngày hôm qua Mục Hạ Viêm cảnh cáo hắn nhưng thật ra thật sự đã quên, này sẽ hắn nhìn đến Mục Hạ Viêm sắc mặt khó coi đương nhiên sẽ không phát ra tiếng. Thi Luy Luy bị mấy người nam nâng hồi hậu cần bộ, bọn họ nhưng thật ra hảo tâm đem nàng nâng đến mát xa giường, thượng, trên đường trải qua nhìn đến người đều hỏi sao lại thế này. Mấy nam nhân đều nhất nhất trả lời đây là không nghe cảnh cáo kết cục. Vừa vặn Trần Vĩ cũng thấy được, hắn nhìn đến Thi Luy Luy thảm dạng, chạy nhanh đi qua đi kinh hãi hỏi, đây là có chuyện gì, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nâng Thi Luy Luy mấy nam nhân chung trong đó một cái trả lời Trần Vĩ nói, người nhanh lên thông chi đi xuống, về sau đưa nước nữ nhân không chuẩn vượt qua 8 giờ đi đưa, đặc biệt là không chuẩn tiến đại đội trưởng phòng, ngày hôm qua đại đội trưởng liền đã cảnh cáo. Mà nữ nhân này chính là vượt qua 8 giờ tiến đại đội trưởng phòng kết cục, đại đội trưởng không nghĩ loại tình huống này tái xuất hiện lần thứ hai. Trần Vĩ nghe xong âm thầm hối hận không nên làm cái này kêu, phương người cũng, nữ nhân đi, bất quá cũng không có thời gian làm hắn hối hận, hắn nhanh chóng đến các trong phòng đi cảnh cáo. Mà này đó nữ nhân nghe được tin tức đại bộ phận đều chạy đến Thi Luy Luy mát xa trong phòng khinh bỉ cười nhạo nàng, có nói nàng lớn lên như vậy xấu còn đi câu dẫn đại đội trưởng là gieo gió gặt bão. Có thầm mắng Thi Luy Luy không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt là cái kia yêu diễm nữ, vẻ mặt viết thực hiện được, còn ở kia vui sướng khi người gặp họa nói phong lưu lời nói, Thi Luy Luy hiện tại là biết vì cái gì này yêu diễm nữ sẽ pha nước chú đến như vậy chậm, hóa ra nhân ra là tưởng tính kế nàng đâu. Lần này bị Mục Hạ Viêm cái này tam giai dị năng giả, hắn vẫn là từ nhỏ luyện võ lực đạo đánh vào trên người,
nếu không phải nàng tu vi mới vừa tăng lên tới luyện khí 3 tầng, còn có luyện huyền thể thuật, thân thể cường độ cũng tăng lên điểm, nói không chừng liền một mạng ô hô. Tuy rằng tình huống hiện tại còn không đến chết, nhưng là cũng đau muốn mệnh, nàng lòng dạ hẹp hòi thực, lúc này đây tính kế làm nàng hung hăng nhớ kỹ nữ nhân này, đương nhiên Mục Hạ Viêm Chân cũng là lệnh nàng tương đương khắc sâu. Kỳ thật yêu diễm nữ chính mình cũng không nghĩ tới nàng tính kế sẽ như vậy lý tưởng, hôm nay không làm nàng đưa nước, ở pha nước khi trong lòng cũng đã không cân bằng, bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới ngày hôm qua đại đội trưởng cảnh cáo, 8 giờ sau đưa nước người không chuẩn tiến vào hắn phòng, nàng biết này tính kế xác suất thành công rất lớn. Người bình thường đưa nước khi, đại bộ phận người đều là theo đưa đi xuống, mà đại đội trưởng phòng ở cuối cùng, chỉ cần nàng kéo dài tới thời gian nàng tính kế cũng đã thành công hơn phân nửa, cho nên pha nước thời điểm đặc biệt chậm, nàng chỉ là không nghĩ tới tính kế hiệu quả như vậy lý tưởng mà thôi. Thì Luy Luy hiện tại bị như vậy trọng thương không có thời gian đi để ý tới những người này. Nhắm mắt lại vận linh khí chậm rãi tầm bổ thân thể, này đó nữ nhân xem đủ rồi mắng đủ rồi thực mau cũng nên làm ma đi. Chờ đến nửa đêm bốn phía toàn yên tĩnh, thì Luy Luy mở hai mắt, tuy rằng chung quanh vẫn là đen như mực, nhưng nàng vẫn là có thể phân rõ sự vật, cẩn thận nghe trong phòng mấy người phụ nhân tiếng hít thở. Hẳn là đều ngủ say, nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường, này vừa động lôi kéo đến trong cơ thể thương làm nàng khó chịu thực, trong lòng thầm mắng cái kia yêu nghiệt nam cùng yêu diễm nữ. Bất quá nàng động tác cũng không dừng lại, chịu đựng đau tới cửa, lưu ý một hồi bên ngoài không có thanh âm, nàng mới cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Còn hảo nơi này là lầu 2 cũng không cao, nàng cũng không dám xuống lầu, lầu 1 phòng chừng có người sẽ tuần tra, cho nên nàng lựa chọn lầu 2 mặt sau một cái cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống đi. Tuyển hảo vị trí, quan sát một chút chung quanh không có người sau nàng chịu đựng trên người đau vận khởi khinh công nhảy xuống đi. Này nhảy dựng trên người đau càng khó chịu, này hậu cần bộ ly làng du lịch vây khởi tường vây không xa, nàng không có dừng lại tiếp tục nhịn đau đến tường vây bên cạnh. Còn hảo này tường vây không cao, khinh công có thể nhảy qua. Thuận lợi ra đến bên ngoài sau, thì Luy Luy cũng không quay đầu lại hướng về nhà mình biệt thự nhanh chóng chạy cũng mặc kệ trên người đau, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi làng du lịch, Mục Hạ Viêm đối nàng tới nói chính là và nguy hiểm sinh vật, hơn nữa nàng cũng không biết Vương Hương Vân có phải hay không cũng tại đây trong đội ngũ. Chờ trở lại biệt thự khi, thì Chính Thiên đã ngủ say, thì Luy Luy cũng không đi quấy rầy. Nàng nhanh chóng trở lại trong phòng tiến không gian, tìm ra một chỉnh viên hồi xuân đan nuốt vào liền đến tu luyện trong phòng trị liệu thương thế. Phía trước ở làng du lịch cũng không dám lấy ra một chỉnh viên đan dược tới trị thương, nàng sợ đan dược dược hương sẽ đưa tới người khác chú ý, rốt cuộc người nọ lắm lời tạp, hơn nữa Mục Hạ Viêm cũng ở nơi đó, vì để ngừa vạn nhất nàng vẫn là cẩn thận chịu đựng đau chờ trở về lại ăn. Trong không gian nửa ngày thời gian thi Luy Luy luyện hóa xong một viên đan dược, thương thế hảo một ít. Nhưng bởi vì là nội thương hơn nữa bị thương tương đối trọng cho nên còn không có thể toàn hảo, phòng chừng muốn toàn tốt lời nói cũng muốn 1-2 tháng, còn hảo trong không gian 1-2 tháng ở bên ngoài cũng liền mấy ngày, nàng tưởng bế quan dưỡng thương, chờ thương một hảo liền lập tức rời đi biệt thự. Nhưng ngày hôm qua bởi vì trở về quá muộn không có nhìn thấy Thi Chính Thiên, thì Luy Luy sợ hắn lo lắng vẫn là ra không gian trước cùng Thi Chính Thiên công đạo một chút. Chờ nàng thay đổi một bộ quần áo tẩy lau khô trên người huyết ra đến bên ngoài khi... Bên ngoài đã trời đã sáng, Thi Chính Thiên cũng vừa vặn tỉnh lại, nàng bồi Thi Chính Thiên ăn bữa sáng, còn nói một ít về làng du lịch thực lực rất mạnh tình huống cho hắn biết. Nhưng về Mục Hạ Viêm sự nàng không biết có nên hay không nói, nàng sợ nói cho Thi Chính Thiên, cho hắn biết hắn ba ba liền tại đây cách đó không xa, hắn có thể hay không đi tìm Mục Hạ Viêm. Nàng càng sợ đến lúc đó bọn họ phụ tử gặp nhau Mục Hạ Viêm sẽ đến cùng nàng đoạt nhi tử, có thể tưởng tượng khởi Thi Chính Thiên phía trước đối ba ba khát vọng. Nàng trong lòng lại không đành lòng mâu thuẫn thực. Cuối cùng vẫn là không nói cho Thi Chính Thiên, nói nàng ích kỷ cũng hảo, dù sao nàng chính là không nghĩ làm Thi Chính Thiên hiện tại nhìn thấy Mục Hạ Viêm. Ăn xong bữa sáng sau Thi Luy Luy liền công đạo Thi Chính Thiên hảo hảo luyện công, nàng yêu cầu bế quan mấy ngày, chờ nàng xuất quan liền cùng nhau rời đi nơi này. Thi Chính Thiên ngoan ngoãn đáp ứng rồi, tuy rằng mụ mụ cũng không có nói nàng bị thương, nhưng hắn vẫn là cẩn thận phát hiện mụ mụ sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa tối hôm qua A Tinh thấy được đầy mặt là huyết mụ mụ trở về nói cho hắn, phỏng chừng mụ mụ bị thương không nghĩ làm hắn lo lắng đi. Nếu mụ mụ không nghĩ làm hắn lo lắng hắn cũng liền làm bộ không biết hảo, thật hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên như vậy liền có thể bảo vệ tốt mụ mụ. Hiện tại nếu là có cái ái mụ mụ người xuất hiện kia thật tốt a, này tưởng tượng pháp vừa xuất hiện hắn lập tức ném rớt, nếu là mụ mụ yêu người khác, kia mụ mụ đối hắn ái có thể hay không bị phân đi. Vẫn là không tìm hảo, nỗ lực luyện công đi. Liền tính không lớn lên ta cũng có thể bảo hộ mụ mụ.
Thì Lùi Lùi tiến không gian chữa thương khi, làng du lịch bên này trong đội ngũ thượng tầng quản lý giả mới vừa họp buổi sáng xong, hôm nay bọn họ cao tầng người cũng không chuẩn bị lại đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, mà là sửa sang lại vật tư, thu thập đồ vật quá 2 ngày liền rời đi. Bất quá bọn họ những người này tuy rằng không ra đi tìm vật tư, nhưng Mục Hạ Viêm vẫn là làm phía dưới một ít tiểu đội đi ra ngoài cứu viện, nhiều cứu nữ nhân. Mục Hạ Viêm trong phòng một đám người mới vừa tràn ra đi, dì Ngưng Dục lại lưu lại hắn một mông ngồi ở mềm mại trên sofa, không hình tượng nằm xuống kiều chân nói, cứu nhiều như vậy nữ nhân trở về lại không thấy ngươi chạm vào một chút, nhưng thật ra tiện nghi ta, ngươi rốt cuộc muốn tìm người nào a? Cùng hắn hình tượng tương phản Mục Hạ Viêm mặt vô biểu tình đoan chính ngồi ở án thư, hắn nhìn bản đồ đang lo lắng về nhà lộ tuyến, lý cũng không lý dì Ngưng Dục, cũng sớm đã thói quen dì Ngưng Dục tập tính tính tình. Ai, không biết tỷ tỷ ở trong nhà thế nào? Dì Ngưng Dục thấy Mục Hạ Viêm không để ý tới hắn lại xoay cái đề tài thở dài. Mục Hạ Viêm nghe xong lời này hơi hơi nhíu một chút mày trả lời, mụ mụ sẽ không có việc gì, trong nhà an bài thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Hắn vừa mới dứt lời, cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Tiến vào, Mục Hạ Viêm xoay người lại nhìn về phía cửa, giống nhau buổi sáng mở họp khi chuyện quan trọng đều sẽ trước nói ra làm hắn quyết định, không quan trọng toàn từ phía dưới người tới an bài, lúc này mới vừa mở họp xong liền có người tới tìm. Thuyết minh phía dưới người có chuyện quyết định không được. Viêm ca tiến vào chính là Mục Vân, hắn bên người còn mang theo một người nam nhân. Làm sao vậy? Mục Hạ Viêm đánh giá liếc mắt một cái này bình thường nam nhân nói. Hai người đem cửa đóng lại sau, Mục Vân liền lôi kéo nam nhân đến Mục Hạ Viêm 3 mét trước đứng yên. Hắn chỉ vào bên người nhân đạo, Viêm ca, hắn mấy ngày hôm trước ở phụ cận phát hiện một kiện kỳ quái sự. Nga, có kỳ quái sự. Dì Ngưng Dục vừa nghe có việc lạ lập tức tới hứng thú. Hắn ngồi dậy nhìn nam nhân nói. Người tới nói đi, Mục Vân cũng không đoạt lời nói làm bên người người ta nói lời nói. Khụ khụ, đại đội trưởng hảo. Lữ Sóng cảm giác được ở trong phòng này có áp lực, hắn khẩn trương khụ hai tiếng giảm bớt một chút áp lực. Nói đi, Mục Hạ Viêm nhưng thật ra có kiên nhẫn. Ta nhìn đến một căn biệt thự không thấy, hơn nữa nguyên lai có biệt thự địa phương xuất hiện một cái giống mê cung giống nhau tiểu rừng trúc. Lữ Sóng biểu tình ngạc nhiên nói. Mà thế trước Lữ Sóng liền ở tại này phụ cận, nhà hắn nhân ly thôn trấn cùng thành phố đều xa, cho nên trong nhà phòng lương thực, cũng bởi vì như vậy chống đỡ đến này đội ngũ tới cứu viện, bị cứu sau hắn liền phân đến Lý Hoành tiểu đội, mấy ngày hôm trước bọn họ tiểu đội liền đến phụ cận điều tra, hắn đối bên này địa hình hoàn cảnh tương đối quen thuộc, biết ly quốc lộ cách đó không xa liền có mấy căn biệt thự, liền đề nghị qua đi nhìn xem. Mà khi hắn tới rồi kia mấy căn biệt thự khi đó liền có điểm mơ hồ, hắn nhớ rõ kia có 3 căn biệt thự. Nhưng hắn nhìn đến chỉ có 2 căn biệt thự cùng một cái tiểu rừng trúc, này còn không ngừng, rõ ràng mặt thế trước một ngày hắn mới nhìn thấy biến mất kia căn biệt thự giống như có người vận đồ vật đi vào. Cho nên đương thấy biệt thự chỉ có 2 đống, mà nguyên bản một căn biệt thự nơi đó lại xuất hiện một cái rừng trúc khi, hắn tò mò liền tiến rừng trúc, không nghĩ tới tiến vào sau liền rốt cuộc tìm không thấy lộ. Lúc sau ở tiểu trong rừng trúc mặt lạc đường, đến té xỉu sau lại ra tiểu rừng trúc an toàn trở về làng du lịch. Sau lại hắn vẫn là cảm thấy kia rừng trúc có kỳ quái liền lại cùng mấy cái quen biết người đi nơi đó, tuy rằng đi vào đều lạc đường, nhưng giống như cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ biết té xỉu sau liền ra rừng trúc, đi vào người đều cảm thấy ngạc nhiên, ngăn không được trong lòng tò mò bọn họ lại vào vài lần. Thẳng đến 2 ngày trước lại đi khi không ngừng té xỉu, còn mang theo một thân thương ra tới bọn họ mới có điểm khiếp đảm không dám đi, nhưng hắn cảm thấy nơi đó khẳng định có cổ quái. Trong lòng lại ngăn không được tò mò liền tìm tới rồi Mục Vân đem việc này nói cho hắn, hiện tại Lữ Sóng cũng đem việc này từ đầu chí cuối nói ra. Chờ Lữ Sóng nói xong Mục Vân mới nói, Viêm ca, ta cũng cảm thấy nơi đó có vấn đề, phía trước đi qua người ta đều hỏi qua, cùng Lữ Sóng nói giống nhau. Mục Hạ Viêm không ra tiếng khuôn mặt vẫn là vô biểu tình, hắn trầm mặc một hồi nhìn thoáng qua Lữ Sóng mới nói, người đi về trước đi, việc này chúng ta sẽ đi theo vào. Lữ Sóng gật gật đầu sau liền ra phòng, chờ trong phòng chỉ còn lại có 3 người khi dì Ngưng Dục rốt cuộc nhịn không được, hắn hưng phấn nói, Hạ Viêm, cái kia có thể là trận pháp. Hắn cũng không phải tiểu thuyết xem nhiều, mà là biết trên đời này là thật sự có trận pháp, bọn họ Hà gia liền ghi lại quá Hà gia tổ trạch liền bố quá trận pháp. Hà gia hiện tại chỉ còn lại có bọn họ tỷ đệ 2 người, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đem tổ trạch lưu lại, tuy rằng hiện tại tổ trạch đã không có kia trận pháp bảo hộ. Nhưng bọn hắn tỷ đệ 2 người vẫn là đem tổ trạch quanh thân mà, đều mua trở về mở rộng kiến tường vây bảo hộ tổ trạch, chỉ tiếc hiện tại mặt thế cũng không biết tổ trạch nơi đó thế nào. Người biết rừng trúc ở địa phương nào, Mục Hạ Viêm cũng không để ý tới gì Ngưng Dục mà là hỏi Mục Vân. Biết đến,
ly này không xa, không sai biệt lắm 3 km tả hữu. Mục Vân phía trước liền hỏi thăm qua, hắn cũng rất muốn đi nhìn xem kia rốt cuộc có phải hay không trận pháp. Ân, người đi đem Thường Đằng kêu lên tới. Mục Hạ Viêm đối nơi đó cũng rất cảm thấy hứng thú, hai ngày này hắn cũng không chuẩn bị đi ra ngoài thu thập vật tư, hiện tại gặp được như vậy một cái kỳ sự đảo có thể đi xem xét một chút. Đúng vậy, Mục Vân vừa nghe liền biết lão đại phòng trừng sẽ đi kia, lại còn có sẽ dẫn hắn đi, đến nỗi Thường Đằng phòng trừng sẽ lưu thủ xuống dưới, hắn cao hứng lên tiếng liền đi ra ngoài. Mục Vân mới vừa mở cửa liền nhìn đến Thường Đằng ở cửa chuẩn bị gõ cửa, mà Thường Đằng mặt sau còn mang theo một người, hắn nhìn thấy người tới kinh ngạc nói, Tô Y Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Nói hắn cùng nhìn Thường Đằng nói, lão đại vừa vặn muốn tìm ngươi, các ngươi mau tiến vào đi. Mục Hạ Viêm cùng dì Ngưng Dục đều nghe được cửa thanh âm, nghe tới quen thuộc tên khi, hai người đều nhanh chóng đứng lên, đương nhìn đến vào cửa thật là Tô Y Nguyên khi dì Ngưng Dục cao hứng chạy qua đi ôm chặt Tô Y Nguyên nói, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Tô Y Nguyên vốn dĩ có hào một đoạn thời gian không có thấy dì Ngưng Dục, trong lòng vốn là rất tưởng niệm cái này bằng hữu, hơn nữa mà thế tới sau thông tin chặt đứt cùng bọn họ liên hệ không thường, trong lòng cũng là lo lắng bọn họ, nhưng này sẽ nghe được Mục Hạ Viêm này một câu sau, tròng trắng mắt không tự chủ được liền phản ra tới. Nhớ tới dì Ngưng Dục tính tình một tay đem hắn đẩy ra, tránh ra, ta tưởng Viêm ca. Nói liền duỗi tay hướng về vừa lại đây Mục Hạ Viêm ôm đi. Mục Hạ Viêm hồi ôm một cái vỗ vỗ hắn bối nói, vất vả ngươi. Mà thế sau từ Mục gia đến nơi đây có bao nhiêu gian nan hắn là biết đến, hơn nữa mà thế trước hắn bị thương hôn mê không biết sự thời điểm cũng là Tô Y Nguyên vẫn luôn đều ở giúp Mục gia vội vàng. Hai người tách ra sau mấy người tới rồi trên sofa ngồi xuống, mà Mục Vân cẩn thận phát hiện Tô Y Nguyên môi khô ráo đến nứt ra rồi, hắn nhanh chóng cầm cái ly đổ một cốc nước lớn cấp Tô Y Nguyên, Tô Y Nguyên cũng không khách khí toàn bộ túi uống xong rồi một ly, còn làm Mục Vân lại đảo một ly. Mà thế sau từ Mục gia xuất phát tìm Mục Hạ Viêm hắn liền không có thể tận tình uống qua thủy. Chờ hắn uống mấy chén thủy Mục Hạ Viêm mới nói, ta ba mẹ bọn họ còn hảo đi. Ân, bọn họ thực hảo, các ngươi yên tâm. Căn cứ tình huống các ngươi hẳn là cũng hiểu biết đến một ít đi. Tô Y Nguyên là từ căn cứ công bố sau mới ra tới tìm Mục Hạ Viêm. Phòng trừng hiện tại G thị sớm đã thu được tin tức. Tin tức đã sớm thu được, chúng ta đang định quá 2 ngày liền trở về. Mục Hạ Viêm tuy rằng muốn tìm đến người kia, nhưng là trong lòng cũng là lo lắng gia tộc. Ha ha, hiện tại đừng nóng vội đi trở về. Ta ra tới bá mẫu chính là lấy ta cho ngươi mang đến quan trọng nhiệm vụ. Tô Y Nguyên nói khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười tới nhìn Mục Hạ Viêm. Mục Hạ Viêm nhìn Tô Y Nguyên gương mặt tươi cười mí mắt không tự giác nhảy dựng lên, mỗi lần Tô Y Nguyên kia mắt đào hoa cười tùm tỉm khi. Hắn tổng hội làm người ăn không hết gói đem đi, không biết vì cái gì luôn có loại không tốt trực giác. Cái gì nhiệm vụ, Mục Hạ Viêm lạnh lùng nói. Ở đây người đều có điểm tò mò nhìn Tô Y Nguyên, hắn tươi cười như vậy rõ ràng là người đều có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên bọn họ tò mò về tò mò, nhưng có thể chọc Mục Hạ Viêm người cũng chỉ có Tô Y Nguyên cái này từ cùng nhau chơi đại huynh đệ, cùng dì Ngưng Dục cái này cứu cứu. Tô Y Nguyên tuy rằng rất tưởng nhanh lên nhìn đến Mục Hạ Viêm kinh ngạc biểu tình, nhưng vẫn là úp úp mờ mờ nói, bá mẫu phía trước không phải phát quá tin tức cho ngươi làm ngươi đến thành phố S một gian phòng xếp xem một chút sao. Ngươi đi nhìn không, có hay không cái gì phát hiện, hắn phỏng chừng Mục Hạ Viêm cũng sẽ không có cái gì phát hiện, đây cũng là bọn họ sơ sẩy. Thì Lùi Lùi bị người trên mạng truy nã sự, bọn họ là mặt thế tới sau mới biết được, mà thế trước bọn họ đều vội vàng kiến căn cứ, thu thập vật tư cùng gọi trở về Mục gia người, một đống lớn sự phải làm, mà Thi Lùi Lùi như vậy một cái bình phàm nữ nhân, nàng hào hào ngốc tại trong nhà ai sẽ đi chọc nàng. Cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều, bọn họ đều là tưởng chờ Mục Hạ Viêm thương hảo sau cho hắn một cái kinh hách. Sau đó làm hắn mang theo người hồi Mục gia, ai biết mặt thế tới nhanh như vậy. Bọn họ đều còn không có tới kịp cùng Mục Hạ Viêm nói về Thi Lui Lui cùng Thi Chính Thiên sự, toàn thế giới thông tin liền thiết đế chặt đứt, hắn lần này ra tới trừ bỏ muốn tìm chính mình thất lạc đường muội ngoại, quan trọng nhất chính là muốn Mục Hạ Viêm tìm được Thi Lui Lui cùng Thi Chính Thiên dẫn bọn hắn hồi Mục gia, nếu là không tìm thấy liền tính bá mẫu không phát biêu, bá phụ cũng sẽ phát biêu. Đi, trong phòng không ai, cũng không phát hiện cái gì chủ nhà tin tức, liền một gian che kín camera phòng ở. Mục Hạ Viêm không tốt trực giác càng ngày càng cường. Hắn tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng kia mí mắt không ngừng nhảy, liền một bên ngồi vài người đều có thể xem tới được. Có camera, Tô Y Nguyên ngạc nhiên, này Thi Lui Lui không ngừng bị người trên mạng truy nã còn bị giám thị. Hắn phát hiện Thi Lui Lui bị truy nã thời điểm đã mặt thế,
nhân giao thông internet thông tin đều tê liệt, bọn họ cho dù có cường đại nữa dò hỏi tình báo tổ chức, cũng còn không có thể tra được là ai truy nã Thi Lui Lui. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, cùng kia chủ nhà có quan hệ gì? Mục Hạ Viêm mí mắt nhảy đến Lịch Hải trong lòng liền không kiên nhẫn lên. Quan hệ nhưng lớn, kia chính là quan hệ đến Mục gia con cháu vấn đề đâu. Tô Y Nguyên cũng nhìn đến Mục Hạ Viêm mí mắt nhảy đến Lịch Hải, nhưng là lại vẫn là không nói thẳng. Bọn họ này đó làm huynh đệ đều biết Mục Hạ Viêm vẫn luôn không gần nữ nhân. Thậm chí đối nữ nhân trời sinh có loại chán ghét cảm, mà Mục gia hai lão vẫn luôn suy đoán có thể là nhi tử xu hướng giới tính có vấn đề. Nếu là nói như vậy Mục gia liền không có hậu đại, nhưng nhi tử yêu thích ở cái này tự do yêu đương niên đại bọn họ làm phụ mẫu không hảo miễn cường, bọn họ cũng cưỡng cầu không tới, cho nên biết có như vậy một cái tôn tử ở không ngừng có hậu đại, còn không cần đi miễn cường nhi tử xu hướng giới tính, có thể nghĩ bọn họ có bao nhiêu hiếm lạ thi chính thiên. Này quan Mục gia con cháu chuyện gì? Hắn còn không có kết hôn từ đâu ra con cháu? Chẳng lẽ lão mẹ cho hắn định ra mặt hôn thê? Nhưng không đúng a, bọn họ luôn luôn không bắt buộc hắn a, liền tính đính hôn kia cũng không có khả năng bất hòa hắn thương lượng. Mục Hạ Viêm tưởng không rõ, còn có thành phố S kia gian trong phòng che kín camera xác thật kỳ quái. Ai a, ta hảo Y Nguyên, ngươi mau nói đi, tỷ của ta rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì a? Dì Ngưng Dục thật sự là tò mò cường đại lão tỷ rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng, một hai phải mặt thế lúc này làm Tô Y Nguyên từ thành phố X tìm tới. Tô Y Nguyên cũng biết không thể quá mức Mục Hạ Viêm phòng chừng muốn phát hỏa, nghĩ hắn liền đem ở đây người từng bước đảo qua, trong ánh mắt lại là mang xem kịch vui ý cười, cuối cùng hắn nhìn Mục Hạ Viêm lại trở nên nghiêm túc lên, Hạ Viêm, đây là bá mẫu công đảo, nhất định phải tìm được bọn họ. Nói Tô Y Nguyên liền từ ba lô lấy ra một văn kiện túi tới đưa cho Mục Hạ Viêm nói, ngươi nhìn sẽ biết. Hắn còn lấy ra phía trước chụp qua Thi Lui Lui mẫu tử ảnh chụp di động. Còn hào này di động là công nghệ cao sản phẩm đều là năng lượng mặt trời nạp điện liền tính đánh không được điện thoại, gửi ảnh chụp chỉ cần có điện liền có thể lấy ra tới xem. Hắn đem điện thoại lấy ở trên tay sau liền nhìn chằm chằm vào Mục Hạ Viêm xem, mấy người đều tò mò đó là cái gì tư liệu, nhưng lại không dám tới gần Mục Hạ Viêm, chỉ có thể nhìn Mục Hạ Viêm biểu tình. Mục Hạ Viêm tiếp nhận tới, mở ra túi văn kiện lấy ra tư liệu không phải rất nhiều, hắn mở ra trang thứ nhất, đây là một chương cá nhân tư liệu. Góc trái phía trên một chương nữ nhân một tấc ảnh chụp, hắn nhìn ảnh chụp mày không tự chủ được rất nhỏ nhíu một chút, lão mẹ sẽ không thật sự cho hắn tuyển mặt hôn thê đi. Nữ nhân này không thể phủ nhận lớn lên là không tồi, thanh thuần lượng lệ, ánh mắt thanh triệt. Hắn không dám nghĩ nhiều, nghiêm túc xem đi xuống, trước hai trang nội dung đều là một nữ nhân tư liệu, nhưng thật ra thực kỹ càng tỉ mỉ lại mặt sau chính là gia đình bối cảnh, liên quan cha mẹ người nào trụ nào, người ở nơi nào có cái gì thân thích. Cơ hồ tổ tông 18 đại điều tra đến rõ ràng, chẳng qua này gia đình không chỉ có đơn giản còn bình thường thực. Mục Hạ Viêm trong lòng nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Y Nguyên, thấy Tô Y Nguyên ý bảo tiếp tục xem đi xuống, hắn liền nghiêm túc xuống phía dưới xem. Đến này người một nhà trải qua, nữ nhân cha mẹ từ nhỏ đến lớn đã làm cái gì lớn nhỏ sự đều tra xét ra tới. Nhưng những cái đó trải qua cũng quá bình thường, hắn không rõ chỉ có thể tiếp tục xem đi xuống, đến ảnh chụp nữ nhân trải qua, cũng là kỹ càng tỉ mỉ thực. Từ nhỏ thời điểm đến cao trung, cũng thực bình thường, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này tính cách yếu đuối điểm, nhưng nhìn ra được tới là cái thiện lương đến cứu người bị người cường ích còn mang thai, thiện lương đến còn sinh cường ích phạm nhi tử. Mục Hạ Viêm nhìn đến này cũng còn không có nhìn ra cái gì vấn đề, hắn còn không có nghĩ vậy cùng hắn có quan hệ gì, từ cao trung sau xem đi xuống chính là một cái tính cách yếu đuối nữ nhân bi thôi nhân sinh, cha mẹ song vong, bị người khinh nhục, nhưng thật ra con trai của nàng cũng không tệ lắm. Nhìn là cái hiểu chuyện. Tư liệu xem xong rồi Mục Hạ Viêm mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Y Nguyên nói, này cùng Mục gia con cháu có quan hệ gì? Nói liền đem tư liệu phóng tới một bên. Tô Y Nguyên liền biết Mục Hạ Viêm chỉ cần xem tư liệu là nhìn không ra cái gì tới, một cái bình phàm nữ nhân gia đình tư liệu, ai sẽ nghĩ đến cùng chính mình có quan hệ đâu. Bất quá hắn vẫn là cười cười nói, thật không thấy ra tới. Ngươi không thấy được nữ nhân này bị người cường ích ngày. Ngày. Mục Hạ Viêm nhưng thật ra không có lưu ý, hắn trọng mở ra tư liệu nhìn một chút, 2013 năm 3 tháng 10 hào, một nữ nhân bị người cường ích ngày có cái gì vấn đề. Nhìn Mục Hạ Viêm đã bắt đầu tản ra hàn khí, Tô Y Nguyên biết còn như vậy đi xuống Mục Hạ Viêm thật sự muốn phát hỏa, hắn lại từ trong bao lấy ra mấy chương thi chính thiên ảnh chụp tới, này đó vốn là cùng tư liệu đặt ở cùng nhau, nhưng là hắn chính là đem nó tách ra, như vậy mới hảo chơi a. Hắn đem ảnh chụp đưa cho Mục Hạ Viêm có khác ý thâm nói, ngươi còn nhớ rõ 2013 năm, 3 tháng 10 hào ngươi đang làm cái gì sao?
Mục Hạ Viêm tiếp nhận ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền nói, này không phải ta khi còn nhỏ ảnh chụp. Nhưng lời này mới vừa nói chuyện xong hắn liền cảm thấy không đúng, ảnh chụp không thích hợp, mặc kệ là trên ảnh chụp bối cảnh còn hoàn cảnh đều không giống như là khi còn nhỏ đi qua địa phương. Hơn nữa trên ảnh chụp tiểu nam hài tuy rằng cùng chính mình khi còn nhỏ rất giống, nhưng đôi mắt lại không phải một cái loại hình, chính hắn là đơn phượng nhãn, mà tiểu nam hài lại là một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Hắn là ngươi nhi tử, Tô Y Nguyên lập tức giống như sấm sét nói nổ mạnh tính sự thật ra tới. Cái gì, đứng ở bên cạnh Thường Đằng, Mục Vân cùng dì Ngưng Dục đều nghe xong đều nhịn không được cả kinh trợn mắt há hốc mồm đồng thời hô lên thanh tới, bọn họ đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mục Hạ Viêm trên tay kia mấy chương ảnh chụp. Mà Mục Hạ Viêm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền khôi phục mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là chấn động đến sóng to gió lớn, chính mình sao có thể có cái lớn như vậy nhi tử. Hắn nghiêm túc nhìn trên tay ảnh chụp, là cùng chính mình rất giống, nhưng lớn lên giống không nhất định sẽ là chính mình nhi tử a. Cái này nếu là chính mình nhi tử, kia hắn còn không phải là kia cường ích kia nữ nhân người. Thực mau hắn liền nghĩ tới vừa rồi Tô Y Nguyên nói ngày, 2013 năm 3 tháng 10 hào chính mình đang làm cái gì. Đúng rồi, năm ấy đã xảy ra một kiện khác hắn thực không thoải mái sự, vương gia vị kia thiên kim cho hắn hạ xuân dược, đúng vậy, hạ xuân dược. Mục Hạ Viêm đột nhiên lập tức đứng lên, theo sau lại chậm rãi ngồi xuống, hắn là nghĩ tới, năm ấy một hồi trong yến hội hắn là uống lên vương gia thiên kim hạ dược. Hắn chỉ nhớ rõ uống qua rượu sau, cả người cảm thấy nhiệt thực, thừa dịp không có người quấn lấy hắn liền ra yến toàn, lúc sau không biết vì cái gì, liền cảm thấy thân thể nhiệt lịch hại, rất tưởng có người vuốt ve chính mình, hắn đầu hôn mê mơ hồ liền đi vào một cái công viên. Sau lại hắn toàn thân nóng lên khó chịu thực liền ngã xuống trên mặt đất. Khi đó hắn ý thức đã không thế nào thanh tỉnh, bất quá mơ hồ nhìn đến có người đỡ hắn đến khách sạn đi, chính là ở khách sạn làm cái gì, lúc ấy hắn thật đúng là không biết. Thẳng đến ngày hôm sau hắn tỉnh lại nhìn chính mình ở một cái xa lạ địa phương, trên người quần áo cũng bị chính mình xé rách, hơn nữa hạ thân còn có loại ẩn ẩn đau đớn, kia cảm giác là cái nam nhân đều biết là chuyện như thế nào, lúc này hắn mới biết được biết tối hôm qua phòng chừng là bị người tính kế. Nhưng là... ở khách sạn là cùng cái nào nữ nhân đã xảy ra quan hệ. Mục Hạ Viêm một chút cũng nhớ không nổi, lúc ấy hắn tưởng hẳn là hạ dược người vương gia thiên kim Vương Hương Vân, nhưng sau lại phát hiện không phải nàng, mà hắn cũng thử qua đi tìm như vậy một nữ nhân, nhưng vô danh vô tính còn không có bộ dạng tương đương khó tìm, lúc sau việc này hắn cũng không muốn nhớ tới, liền theo bản năng đem này đoạn ký ức chôn lên. Nhớ tới này đó, này nam hài tử còn thật có khả năng là chính mình nhi tử. Tô Y Nguyên trong lòng nhạc nở hoa, mắt đào hoa híp hiện lên tinh quang, trên mặt càng là sung sướng. Hắn liền biết, sự thật này nói ra sẽ làm Mục Hạ Viêm phá kia một cái mặt vô mặt ngoài mặt, tuy rằng đoàn điểm, nhưng là có thể kinh hách đến đứng lên này cũng đủ. Hắn đem điện thoại mở ra tìm được Thi Luy Luy mẫu tử hai người ảnh chụp lại đưa qua nói. Tư liệu thượng nữ nhân chính là ngươi nhi tử mẫu thân, bọn họ ở mặt thế tiến đến quá một lần thành phố X, vừa lúc ở trên phi cơ gặp bá phụ cùng bá mẫu. Ba mẫu nhìn thấy Thi Chính Thiên cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống, nàng trong lòng liền có hoài nghi, cho nên mới tra xét đôi mẹ con này, lúc này mới phát hiện Thi Chính Thiên có 70-80% có thể là ngươi nhi tử. Di động ảnh chụp là ta ở sân bay chờ bá mẫu khi, vừa lúc nhìn đến bọn họ chụp được tới, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi gạt chúng ta sinh nhi tử đâu. Sao có thể, Mục Hạ Viêm nhìn di động ảnh chụp một ánh mắt cũng chưa cho Tô Y Nguyên. Ảnh chụp chính là Thi Luy Luy giúp đỡ Thi Chính Thiên vây khăn quàng cổ, như thế nào cảm thấy nữ nhân này trang điểm có điểm quen mắt. Là nàng, dì Ngưng Dục cả kinh nói. Hắn kinh ngạc thực, chính mình cháu trai có nhi tử, kia hắn không phải lại thăng một cái bối phận đương cữu công. Nhưng này còn không ngừng, mới vừa hắn mới ngắm mắt trong tay ảnh chụp, cái này không phải đêm qua bị Hạ Viêm mới đá một chân nữ nhân sao. Một thân hắc y, trường lưu hải kính đen, tuy rằng di động nữ nhân trắng nõn rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn là nhận ra tới. Ngươi nhận thức, nàng ở đâu? Mục Hạ Viêm ngạc nhiên nói, tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm tiếp thu không nổi, nhưng hiện tại là mặt thế, hắn xem tư liệu nữ nhân này mặt thế trước đơn độc mang theo một cái hài sinh hoạt đã phi thường khó khăn, càng đừng nói là mặt thế tang thi đầy đất chảy hiện tại, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ bọn họ không biết còn sống hay không. Tô Y Nguyên vừa nghe vội nói, đúng vậy, nàng ở nơi nào, bá mẫu chính là muốn chúng ta tìm được bọn họ. Đem bọn họ an toàn mang về Mục gia a. Dì Ngưng Dục lập tức đoạt lấy di động, hắn cầm cấp Mục Vân cùng Thường Đằng xem, các ngươi nhận thức không? Hai người nhất nhất xem qua sau đều cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ tới ở đâu gặp qua, hai người không xác định lắc lắc đầu.
nhìn mấy người cũng chưa nhận ra được Hà Ngưng Nguyệt vội la lên, cái này là đêm qua đưa nước nữ nhân a, các ngươi xem này thân quần áo này Lưu Hải, còn có này kính đen, đêm qua Hạ Viêm không phải còn một chân đá thương nàng sao? Hắn cầm di động nhất nhất chỉ vào nói, nói xong lời cuối cùng một câu khi còn có chút hài hước nhìn Mục Hạ Viêm. Đúng vậy, hình như là nàng a. Mục Vân vỗ đùi nói, tối hôm qua đưa nước đến hắn trong phòng chính là nữ nhân này. Người này vừa nói ta đảo cũng cảm thấy giống. Thường Đằng cũng gật gật đầu nói. Mục Hạ Viêm lấy về di động nhìn kỹ một chút, thật đúng là có điểm giống. Tối hôm qua hắn liền con mắt cũng chưa đã cho đưa nước nữ nhân, nơi nào sẽ nhìn ra được tới, bất quá này quần áo xuyên nhưng thật ra rất giống, một thân hắc. Thật tốt quá, nàng ở trong đội ngũ, thật là, hại ta còn lo lắng không biết bọn họ còn sống hay không đâu. Tô Y Nguyên không nghĩ tới như vậy xảo, người muốn tìm cư nhiên ở bọn họ dưới mi mắt. Thường Đằng, người đi xuống đem nữ nhân này mang lại đây. Mục Hạ Viêm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Đúng vậy. Lên tiếng Thường Đằng liền nhanh chóng rời đi. Thường Đằng vừa đi, Mục Hạ Viêm mấy người đều ở trong phòng làm chờ, liền tưởng nhanh lên nhìn thấy Thi Luy Luy, nhưng đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ Thường Đằng còn không có đem Thi Luy Luy dẫn tới. Lúc này Thường Đằng cũng là mồ hôi đầy đầu ở làng du lịch tìm Thi Luy Luy, hắn đến hậu cần bộ khi liền Thi Luy Luy bóng người cũng chưa nhìn thấy, gọi người tìm sau khi cùng vốn là không tìm đến người này, lúc sau hắn còn ở toàn trong đội ngũ siêu tầm một lần cũng chưa tìm được. Còn đem tiếp xúc quá Thi Luy Luy người cũng dò hỏi quá, đều không có nhìn thấy Thi Luy Luy, không có biện pháp dưới, hắn đành phải cầm Thi Luy Luy đăng ký quá tin tức trở lại khách sạn lầu 15. Mục Hạ Viêm thấy Thường Đằng không có đem người mang đến, hơn nữa đi lâu như vậy liền nói, sao lại thế này? Người không thấy, tìm không thấy người, nàng là ngày hôm qua trạng vạng tiến trong đội, tới khi còn có cái ba lô, nhưng hiện tại ba lô cũng đều không còn nữa, ta toàn bộ đội ngũ tìm một lần cũng chưa tìm được. Thường Đằng lau một chút mồ hôi trên trán nói, hắn không nghĩ tới một cái bị thương người cư nhiên sẽ không thấy. Toàn bộ làng du lịch đều đi tìm không có, nàng còn bị thương đâu. Dì Ngưng Dục đối Thi Luy Luy bị thương trong lòng nhiều ít có điểm băn khoăn, hiện tại lại biết nàng là chính mình chất tôn tử mụ mụ, hắn không ngừng băn khoăn còn có điểm lo lắng tới. Đứa nhỏ này có hay không ở trong đội? Mục Hạ Viêm trầm mặc một hồi mới chỉ vào trong tay Thi Chính Thiên ảnh chụp nói. Không có. Đem nàng mang về tới người ta nói, nhìn thấy nàng khi chỉ có nàng một người, đây là nàng tiến trong đội đăng ký cá nhân tin tức. Thường Đằng đem một chương tờ giấy đưa cho Mục Hạ Viêm nói. Dì Ngưng Dục cùng Tô Y Nguyên đều qua đi nhìn Mục Hạ Viêm trên tay tờ giấy. Người này kêu phương người cũng sẽ không phải là các ngươi nhận sai, nàng kêu Thi Luy Luy a. Tô Y Nguyên vừa thấy tên bất đồng liền nói. Ta sẽ không nhận sai, phía trước đưa nước nữ nhân đều là tìm cách tới câu dẫn ta. Nhưng đêm qua nữ nhân này một chút câu dẫn ý tứ đều không có, lúc này mới làm ta nhớ kỹ nàng. Dì Ngưng Dục lại lấy ra di động nhìn một hồi mới nói. Đó chính là nàng đi rồi. Vô thành vô tức đi. Thường Đằng không rõ nói, bọn họ đội ngũ chính là nói là ở mặt thế tương đối cường đại đội ngũ, hơn nữa trong đội ngũ điều kiện cũng không tồi làm ma phải đi. Chẳng lẽ là bởi vì Viêm ca đá kia một chân, nghĩ hắn còn ngắm liếc mắt một cái Mục Hạ Viêm. Nhưng lúc này Mục Hạ Viêm toàn thân tản ra hàn khí, hắn cũng không dám nhiều ngắm. Nếu không ta lại đi tìm xem, Mục Vân hắn tưởng lại đi tìm xem, tưởng không rõ một cái bị thương người không ở trong đội ngũ dưỡng thương mà là chạy. Nếu là mặt thế trước chạy cũng liền nói đến qua đi, nhưng hiện tại là mặt thế ở bên ngoài một không cẩn thận liền gặp được tang thi linh tinh nguy hiểm thực, rất có khả năng là bởi vì ngày hôm qua Viêm ca đã thương nàng, cho nên muốn tìm địa phương trốn đi dưỡng thương đâu. Trầm mặc một hồi lâu Mục Hạ Viêm thâm trầm nói, Mục Vân, ngươi mang điểm người tinh tế tìm một chút, Thường Đằng ngươi đi đem mang nàng tiến đội người kêu lên tới, ta hỏi một câu. Đúng vậy, hai người lên tiếng liền xoay người đi ra ngoài, việc này thật đúng là liên quan đến Mục gia con cháu, bọn họ từ nhỏ bị Mục gia bồi dưỡng lớn lên không có khả năng không quan tâm. Không bao lâu, Lý Hoành đã bị đưa tới lầu 15, hắn trong lòng còn có điểm thấp thỏm không biết đại đội trưởng tìm hắn chuyện gì. Phía trước Thường Đằng liền tìm qua hắn hỏi qua ngày hôm qua cứu trở về tới kia nữ nhân sự, không biết có phải hay không ngày hôm qua cứu trở về tới kia nữ nhân chọc chuyện gì. Nhưng đừng cho hắn chọc phiền toái a, nhìn trong phòng người mỗi người lớn lên không ngừng thân hình cao lớn lại đẹp, lại còn có thực lực cường đại, bọn họ cùng ánh mắt đều thế lực nhìn chằm chằm chính mình, này thật sự là làm hắn cảm thấy có cổ khí áp cấp đè nặng. Mục Hạ Viêm trên người hàn khí tuy rằng trọng, nhưng cũng không khó xử lý Hoành. Hắn chỉ là hỏi ngày hôm qua đem Thi Luy Luy mang về tới địa điểm thời gian cùng trên người nàng có hay không cái gì dị thường địa phương mà thôi. Cảm nhận được Mục Hạ Viêm trên người phát ra hàn khí, Lý Hoành lòng bàn tay đều ra mồ hôi,
Bất quá hắn vẫn là nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua gặp được nữ nhân khi hết thảy, nhưng hắn cũng không cảm thấy có nàng có cái gì dị thường địa phương, chính là ở hồi đội ngũ thời điểm hỏi đồ vật có điểm nhiều. Nghĩ hắn liền đem việc này nói ra, sợ đại đội trưởng không hài lòng, hắn liền đem gặp được nữ nhân trải qua cùng nói mỗi một câu đều lặp lại một lần, hắn cũng không có khả năng mỗi một chữ mắt đều có thể nhớ tới, đã có thể như vậy cũng đem đại khái ý tứ đều nói rõ ràng. Lý Hoành cảm thấy Thi Luy Luy không có gì dị thường, nhưng không đại biểu Mục Hạ Viêm cũng là như vậy cảm thấy, hắn cảm thấy Thi Luy Luy rõ ràng là tới nơi này tìm hiểu tin tức, trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, nhưng không xác định, vẫn là muốn đi xem xét quá mới biết được. Mục Hạ Viêm làm Tô Y Nguyên đi nghỉ ngơi một chút, tuy rằng Tô Y Nguyên nói không quan hệ, nhưng này một đường tới rồi không nói trong đó nguy hiểm, liền kia ăn uống đều thành vấn đề, như thế nào sẽ không mệt. Tô Y Nguyên xác thật mấy ngày qua ngủ không thể ăn không tốt, sắc mặt đều có điểm thanh, hắn cũng không khỏi cường, từ Mục Hạ Viêm an bài. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi, nhớ like, share và đăng ký kênh Miu Tì Audio hoặc bấm chuông bên dưới để theo dõi bộ truyện mới nhất. Cảm ơn.